Mãi tới khi Lục Lâm Thiên rời đi cũng không phát hiện ra có không ít thân ảnh hắn quen thuộc đều ở phía dưới. Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi còn có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh cùng với đám người trong góc như Gia Cát Tử Vân, Gia Cát Tây Phong đang cầm một cây quạt trong tay. Người nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn lúc này đều lặng lẽ xuất hiện trong thành Cự Giang. Người này rốt cuộc là ai? Ta có cảm giác dường như ta đã gặp qua người này. Lữ Chính Cường nhìn về phía xa rồi cau mày nói. Thế nhưng thủy chung hắn vẫn không nhớ ra người này là ai. Trong thành Cự Giang, lúc này có một đạo thân ảnh như có như vô đột nhiên hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên biến mất rồi thân thể lại lập tức biến mất. Ngoài thành Cự Giang, bầu trời xanh vạn dặm không có mây. Trên phía chân trời đột nhiên có hai đạo thân ảnh một xanh một trắng từ phía chân trời đột nhiên xẹt qua. Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh này biến mất trong không gian. Nửa canh giờ sau, trong một ngọn núi trùng điệp, hai thân ảnh này đáp xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía sau, cũng không có ai đuổi theo. Tốc độ của và Bạch Linh vừa rồi ngay cả Tuyệt Linh Vương kia cũng không theo kịp, Bạch Vạn Tượng kia lại bị hắn đả thương, Khoái Kiếm Vương sợ rằng cũng không thể đuổi theo được. Lúc này Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi, nếu như Tuyệt Linh Vương kia một mình dám đuổi theo, có Bạch Linh ở đây thì hắn cũng không sợ. Sau khi hạ xuống, lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên bủn rủn, cơ hồ té xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tiểu tử, không dễ chịu đúng không? Ngươi mượn lực lượng ta thì thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, thế nhưng thân thể ngươi lại không thể chịu được. Nếu như lại mượn lực lượng của ta, đối với bản thân ngươi tổn hại không ít. Đối với ta cũng tiêu hao không nhỏ, ta không thể cho ngươi mượn lực lượng nữa, tránh làm hại ngươi. Gần đây bị hai thầy trò các ngươi làm cho ta tiêu hao quá nhiều, ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian để khôi phục. Về sau ngươi phải cẩn thận một chút, còn nữa, thành Cự Giang này nếu như ngươi muốn tiến vào đó cũng phải cẩn thận. Bất quá có một ít người không đến mức ra tay với tiểu bối như ngươi. Thanh âm vừa dứt, trong đầu Lục Lâm Thiên lại khôi phục tĩnh lặng. Tiền bối. Người rốt cuộc là ai? Tiền bối. Tâm thần Lục Lâm Thiên lớn tiếng la vài câu, thế nhưng cũng không có ai đáp lại. Lục Lâm Thiên sững sờ đứng tại chỗ. Lần trước Nam Thúc đã thay hắn kiểm tra, không phát hiện ra trong người hắn có linh hồn thể. Thế nhưng giờ phút này linh hồn thể kia lại xuất hiện một lần nữa giúp hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, có thể bản thân hắn không cách nào tìm được linh hồn thể này. Mà linh hồn thể này dường như cũng không có ác ý với hắn. Trên người ngươi có linh hồn thể, ngươi không sao chứ? Bạch Linh khẽ nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ta không sao, trước tiên tìm một địa phương chữa thương trước đã. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, linh lực trên người tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Một lát sau, trong một sơn động, Bạch Linh nhanh chóng bố trí cấm chế. Bốn đạo thân ảnh cùng xuất hiện trong sơn động. Ngoại trừ Bạch Linh và Lục Lâm Thiên còn có Huyết Nghị và Tiểu Long. Tên khốn Tuyệt Linh Vương kia, còn có Vạn Tượng Môn, lần sau mang tất cả yêu thú của yêu đường tới đây, để muốn thu thập tất cả bọn chúng. Tiểu Long thở phì phò nói. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ đầu Tiểu Long rồi hỏi Huyết Nghị. Huyết Nghị, người thế nào rồi? Chủ nhân, không có gì đáng ngại, thế nhưng ong thợ lại thương vong khá nhiều, cấp độ lục giai bị đánh chết 11 đầu. Trọng thương có không ít, nhất giai, nhị giai cơ hồ không còn bao nhiêu, số còn lại thương vong khá lớn. Huyết Mị nói, ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ ra hàn ý, lần này thì huyết linh phong cũng hao tổn không ít, 11 đầu thì huyết linh phong lục giai, tương đương với việc 11 vũ xuất cường giả bị đánh chết. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn. Lục Lâm Thiên nắm chặt tay, hàn ý trên người tràn ngập. Khoản sổ sách này hắn không đòi lại thì không phải là Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, ong thợ thương vong khá nhiều, ta có thể giúp chúng nó mau chóng hồi phục. Chỉ là cũng cần không ít tinh lực cùng linh dược. Gần đây ta sẽ cố gắng đào tạo ra nhiều ong thợ mới, cũng bắt đầu đào tạo ong thợ lục giai hậu kỳ. Huyết Mị nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. Tuy rằng Huyết Mị có thể khôi phục, thế nhưng tiêu hao cũng không ít. Một lát sau, Huyết Mị bắt đầu chữa thương, Bạch Linh cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt không ngừng biến ảo. Lần này tiến vào trong thành Cự Giang không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. May mà hắn có Bạch Linh, Huyết Mị còn có Khôi Tứ bên người, lại thêm linh hồn thể thần bí kia tương trợ cho nên lần này mới tránh khỏi một kiếp. Hiện tại ngẫm lại,
hàn ý trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng tăng lên. Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn không ngờ lại xuất ra toàn bộ cường giả. Nghĩ tới thì Huyết Linh Phong còn có Khôi Tứ, sau này hắn nhất định sẽ khiến cho đám người đó không được sống khá giả. Sau này nhất định phải chơi đùa với bọn chúng. Hoàng Đan, mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, sự việc lần này không biết có quan hệ với nàng hay không. Từ trong ánh mắt khi trước của nàng hắn cũng có thể nhìn ra dường như không có quan hệ, thế nhưng hắn cũng không có cách nào chắc chắn. Việc hôm nay sợ rằng không lâu nữa sẽ truyền ra, mà thành Cự Giang bây giờ tuyệt đối sẽ chấn động. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, một lần hắn đắc tội cả Tuyệt Linh Tông lẫn Vạn Tượng Môn, bất quá Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn này cũng triệt để đắc tội với hắn. Về phần thân phận dương quá kia của hắn, quả thực Lục Lâm Thiên cũng không sợ. Nếu như thân phận thực sự của Lục Thiếu dù bị lộ ra thì hắn còn lo lắng Tuyệt Linh Vương kia chó gấp vượt tường, tới lúc đó Tuyệt Linh Vương sẽ tới tìm Phi Linh Môn gây phiền toái. Thế nhưng bây giờ có lẽ Tuyệt Linh Vương kia cũng không thể làm gì được hắn. Một lát sau, hai mắt Lục Lâm Thiên khép lại, bắt đầu điều tức. Tuy rằng hắn không bị thương, thế nhưng mượn thực lực của vị cường giả thần bí kia lại khiến cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời toàn thân còn đau nhức. Đây là một loại dấu hiệu của việc quá tải. Đối với thân thể của hắn lúc này, hắn có cảm giác không chịu đựng nổi. Nếu như để lâu dài thì tổn thương đối với thân thể tuyệt đối không nhẹ. Đối với lời cảnh cáo của vị cường giả thân bí kia Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Mượn ngoại lực, thủy chung vẫn không phải là lực lượng của chính mình. Nếu như kéo dài thì đối với hắn có hại không ít. Bất quá cũng có một ít chỗ tốt, dưới sự hỗ trợ của cỗ linh hồn lực bàng bạc kia. Lục Thiếu dù có thể cảm giác được sự tồn tại của cường giả. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Dưới loại cảm giác này Lục Lâm Thiên cảm thấy có lẽ đối với việc lĩnh ngộ và đột phá của hắn có thêm không ít chỗ tốt. Chỉ là loại cảm giác này cần tự bản thân hắn chậm rãi lĩnh hội. Dưới lực lượng của cường giả kia Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được cảm giác của cường giả. Đó mới thực sự là cường giả. Mỗi cái giơ tay nhấc chân có thể khiến cho hắn đánh chết Vũ Vương cùng Linh Vương. Đó mới chính là lực lượng mà hắn truy cầu. Dùng thực lực của chính hắn hiện tại càng ngày sẽ càng gặp nhiều cường giả, bất quá còn xa thực lực của hắn mới đạt được tới mức đó. Thực lực tới đâu biết bấy nhiêu sự tình tới đó, cũng tiếp xúc vào vòng tròn bên trong. Bây giờ rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ lời nói của Nam Thúc. Đại khái giống như câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đạo lý bên trong có 7 phần tương tự nhau. Thực lực của hắn bây giờ... Có lẽ 3 hoặc 4 năm trước đây hắn đã cho rằng là rất mạnh, thế nhưng bây giờ càng ngày hắn càng tiếp xúc với nhiều cường giả thì mới biết thực lực của mình ở chỗ nào. Hiện tại tuy rằng cũng được coi là cường giả trong mắt người bình thường, thế nhưng chưa chính thức được coi là cường giả, tiến vào trong vòng tròn đó. Trong mắt cường giả, tu vi vũ xuất cùng linh xuất còn xa không đủ, chẳng qua chỉ miễn cưỡng được gọi là cường giả mà thôi. Ít nhất cũng phải đạt tới Vũ Vương và Linh Vương thì mới gọi là cường giả chính thức. Mau chóng đột phá, trùng kích Vũ Vương và Linh Vương. Lục Lâm Thiên hạ quyết tâm, kế tiếp hắn nên chuẩn bị đột phá lần nữa. Còn bây giờ, điều khiến cho Lục Lâm Thiên có chút an ủi chính là suy đoán của bản thân không sai. Kim đao màu vàng thần bí trong đầu hắn có thể ngăn cản hết thảy công kích bằng linh hồn. Công kích của đoạt hồn vương kia hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì với linh hồn của hắn. Ngược lại còn bị kim đao màu vàng thôn phệ. Hồn đan của hắn cũng thôn phệ linh hồn lực của đoạt hồn vương, tăng cường một chút linh hồn lực. Kim đao màu vàng kia không ngờ lại có tác dụng vô cùng khủng bố và quỷ dị như vậy. Có thể ngăn cản tất cả công kích về linh hồn. Lục Lâm Thiên hiểu rõ chuyện này đại biểu cho cái gì. Điều này tương đương với việc hắn có một kiện hồn linh khí phòng ngự. Căn cứ vào biểu hiện từ trước tới nay của kim đao màu vàng, ngay cả hồn anh của Truy Phong Tôn giả cũng bị bóp nát trong đầu hắn. Lục Lâm Thiên phỏng đoán. Nếu như đem so cấp độ hồn linh khí, sợ rằng thấp nhất cũng tương đương với hồn linh khí địa cấp. Hơn nữa còn là hồn linh khí mạnh nhất trong địa cấp. Có thể so sánh với hồn linh khí thiên cấp hay không Lục Lâm Thiên cũng không biết được. Linh khí thiên cấp mạnh tới bao nhiêu Lục Thiếu Du cũng không biết. Trước mắt hắn chỉ có thể phán đoán như vậy mà thôi. Đương nhiên lúc này Lục Thiếu Du cũng có thể cảm ứng được. Kim đao màu vàng kia tuyệt đối không phải là một kiện hồn linh khí phòng ngự. Thế nhưng tác dụng lại giống cho nên hắn mới gọi như thế mà thôi. Trong lúc điều tức, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thành Cự Giang, đống phế tích cực lớn kia đã bắt đầu có người thu thập. Chỉ là trận đại chiến trên không trung kia lan tới không ít người. Đấy là đại khái mà thôi,
trên thực tế sợ rằng có trên mấy vạn người bị ảnh hưởng. Không ít người thực lực thấp trực tiếp bị ảnh hưởng dẫn tới bị trọng thương hoặc là tử vong. Trận đại chiến này có người tức giận ngập trời, cũng có người ưu sầu. Thế nhưng cũng có người trong nội tâm vui mừng không ít. Trong thành Cự Giang này có rất nhiều thế lực, tuy rằng coi Tuyệt Linh Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng Tuyệt Linh Tông cũng không phải là thế lực tuyệt đối mạnh mẽ. Trong thành Cự Giang hỗn loạn này, chính thức muốn khống chế thành Cự Giang cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất bằng vào Tuyệt Linh Tông còn chưa làm được. Lần này Tuyệt Linh Tông tổn hao không nhẹ, Phong Dực Vương bị đánh chết tại chỗ. Kim Trùy Vương nửa chết nửa sống, thương thế trên người hắn lúc này sợ rằng không có thời gian 3 năm, 5 năm thì khó có thể khôi phục. Về phần Đoạt Hồn Vương, trưởng lão Khách Khanh kia cũng trọng thương không nhẹ. Linh hồn bị trọng thương, những vũ suất cùng linh suất khác cũng bị chết vài người, người bị trọng thương không thiếu. Dưới tình huống này, thế lực đang âm thầm cười trộm Tuyệt Linh Tông trộm gà không được mà còn mất nắm gạo cũng có không ít. Đây là cơ hội khó tìm, không ít thế lực lúc này đã bắt đầu dục dịch. Có lẽ đây là thời cơ tốt để đối phó với Tuyệt Linh Tông. Tuyệt Linh Tông lúc này bị trọng thương nặng, thực lực đại giảm, về sau bọn họ muốn gặp được cơ hội này thì rất khó. Thậm chí không ít thế lực đã bắt đầu lặng lẽ tìm hai người Dương Quá Mạc Sầu. Nếu như có thể mời hai người kia gia nhập Sơn Môn bọn hắn, thực lực Sơn Môn sẽ lập tức tăng vọt. Hai người này có thể chống lại Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn A. Trận chiến này chấm dứt, mấy ngày sau trong thành Cự Giang vẫn nghị luận. Mọi người vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Cả đám nói chuyện, bàn tán sôi nổi tới mức nước miếng văng tung tóe. Đặc biệt là những người thực lực không đủ, cũng không xem thấy gì. Nhìn thấy Dương Quá kia trong nháy mắt đánh trọng thương một linh vương, một vũ vương, đánh chết một vũ vương, đồng thời khiến cho một linh vương dùng hồn anh mà chạy trốn. Loại chiến tích này không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người hâm mộ. Đây mới là cường giả A, bên người còn có Khôi Lỗi thất giai, Thị Huyết Linh Phong thất giai. Loại thực lực này quả thực có thể đi ngang thành Cự Giang. Cái tên Dương Quá lúc này trong một thời gian cực ngắn truyền tới tất cả các thế lực. Thế nhưng đối với thân phận của Dương Quá này lại không có ai biết được. 7 ngày sau, trong một sơn động bên ngoài thành Cự Giang, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, sắc mặt khôi phục vẻ hồng nhuận, bởi vì trên người không có một chút thương thế nào cho nên lần này khôi phục tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hai mắt mở ra, Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra hai chiếc nhẫn chữ vật. Hai chiếc nhẫn chữ vật này Lục Thiếu Du thu được từ trên người Phong Dực Vương bị hắn đánh chết, cùng với Tụ Linh Vương dùng hồn anh đào thoát kia. Hai người này một chết, một dùng hồn anh để trốn, nhẫn chữ vật đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không khách khí thu vào tay. Tâm thần Lục Thiếu Du nhanh chóng rót vào trong nhẫn chữ vật Phong Dực Vương, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhẫn chữ vật của cường giả Vũ Vương bao giờ cũng có một chút cấm chế. Thế nhưng chiếc nhẫn chữ vật của Phong Dực Vương này lại ngoài dự đoán của hắn, không ngờ lại không có cấm chế. Mà thu hoạch trong nhẫn chữ vật cũng khiến cho khuôn mặt vốn lạnh như băng của Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ. Quả thực không hổ là nhẫn chữ vật của Vũ Vương. Vũ khí huyền cấp trung giai có 2 bộ, vũ khí huyền cấp sơ giai có 7 bộ. Đan dược thất phẩm sơ giai có không ít, lại thêm chút dược liệu, kim tệ bên trong, số lượng vô cùng lớn. Tính ra giá trị cũng vô cùng xa xỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên lại cầm chiếc nhẫn chữ vật của Tụ Linh Vương lên, tâm thần nhanh chóng được rót vào. Bất quá lần này ngay khi tiếp xúc với chiếc nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật lúc này có một cỗ lực lượng kháng cự đem tâm thần của Lục Thiếu Du đánh ngược ra. Có cấm chế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trên nhẫn chữ vật của tên Linh Vương nhất trọng này còn có một đạo cấm chế. Sau khi cẩn thận kiểm tra một thoáng Lục Thiếu Du nhanh chóng phát hiện ra, cấm chế này dường như cũng được bố trí vô cùng tùy ý. Có lẽ muốn phá vỡ nó cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thủ ấn được kết, trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện một đoàn linh hỏa nóng bỏng, sau đó linh hỏa lập tức bao trùm chiếc nhẫn chữ vật kia. Lấy linh hồn điều khiển linh hỏa không phải là việc dễ, chỉ cần có chút sai lầm thì chiếc nhẫn chữ vật này sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du ỷ vào bản thân có linh hồn lực cường hãn, gan lớn cho nên chậm rãi bắt đầu thiêu đốt cấm chế. Đạo cấm chế bên trong nhẫn chữ vật này tuy rằng do cường giả Linh Vương bố trí, thế nhưng cũng không được tốt lắm, cho nên sau một canh giờ, dưới sự thiêu đốt không ngừng của linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du, cấm chế bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện khe hở. Phá! Tâm thần Lục Lâm Thiên một lần nữa tuôn ra, trực tiếp phóng về phía cấm chế.
lập tức đem cái cấm chế kinh xuyên thủng. Ngay khi Lục Lâm Thiên mở ra chiếc nhẫn chữ vật, trong thành Cự Giang, bên trong một mật thất ở Vạn Tượng Môn, lúc này có một đoàn quang mang màu trắng lập tức nhợt nhạt đi một chút. Một hồn anh nhỏ như trẻ con hiện ra, hình dáng hư ảo. Đôi mắt trên hồn anh lúc này mở ra, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, giận dữ hét lên. Dương quá, ngươi hủy thân thể của ta. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tụ Linh Vương, ngươi sao vậy? Trong mật thất, lúc này Bạch Vạn Tượng cũng có mặt ở đó. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi điều tức, nghe Tụ Linh Vương kia hét lên một tiếng, hai mắt hắn lập tức mở ra rồi nhìn hồn anh của Tụ Linh Vương nói. Tên khốn kia mở nhẫn chữ vật của ta rồi. Hồn anh Tụ Linh Vương giữ tợn nói. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn. Trưởng lão trong môn người chết kẻ bị thương. Lại thêm ba người vẫn lạc trong Vạn Hạp Quật kia, hiện tại thực lực Vạn Tượng Môn suy giảm một mảng lớn. Người cũng mất đi thân thể, tốt nhất nên mau chóng đoạt xá một linh xuất đi. Chỉ sợ trong những ngày này sẽ có thế lực khác nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Môn chúng ta. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng mang theo vẻ ngưng trọng nói. Đáng chết, đoạt xá linh xuất ta tối đa cũng chỉ có thể đoạt xá linh xuất thất trọng mà thôi. Cho dù khôi phục thì tối đa cũng chỉ là linh xuất bát trọng. Thực lực giảm một mảng lớn, đều là tên Dương Quá kia gây ra, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Tụ Linh Vương gầm lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ oán độc. Hàn ý trên người khiến cho người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi lấy cái gì mà không buông tha cho hắn? Người này thực lực quá mạnh mẽ, bên người lại có thị huyết linh phong thất giai, còn có yêu thú thất giai trung kỳ và khôi lỗi thất giai sơ cấp. Sợ rằng ngươi muốn đối phó với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Vạn Tượng lạnh nhạt nói, trên mặt vô cùng phiền muộn, lúc này hắn cũng không thể làm gì khác hơn. Thu hoạch quả thực không ít a. Sau khi mở ra chiếc nhẫn chữ vật này, tâm thần Lục Lâm Thiên nhanh chóng tràn vào. Lúc này thu hoạch bên trong cũng không ít, dược liệu, đan dược, vũ khí, tài liệu luyện khí, so với bên trong chiếc nhẫn chữ vật của Phong Dực Vương còn nhiều hơn không ít. Mà ngay cả linh kỹ huyền cấp trung giai cũng có một bộ. Linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng có một bộ. Về phần những thứ khác, Lục Lâm Thiên cũng không phát hiện ra vật gì đặc biệt. Sau khi thỏa mãn thu hồi hai chiếc nhẫn chữ vật, Lục Thiếu Du nhanh chóng lâm vào trầm tư. Lúc này Bạch Linh cũng dừng điều tức, đôi mắt mở ra, ánh mắt vẫn hiu mị mê người như vậy, thế nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến cho người khác không dám tới gần. Ngươi không sao chứ? Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Bạch Linh mở miệng hỏi. Không sao, còn nàng. Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh, thời gian 5 năm dường như cũng sắp hết. Cẩn thận tính toán thì chỉ còn có thời gian nửa năm nữa mà thôi. Nghĩ tới chuyện này Lục Thiếu Du đột nhiên có cảm giác không bỏ được. Nếu như có một ngày Bạch Linh rời đi, quả thực hắn cảm thấy không quen một chút nào. Ta không sao, khi trước nếu như dùng bản thể thì Tuyệt Linh Vương kia ta muốn đối phó cũng không phải không làm được. Dùng hình dáng nhân loại thì khó có thể đối phó với hắn. Bạch Linh nói. Những năm này quả thực phải cảm ơn nàng. Lục Lâm Thiên không biết nên nói gì cho tốt. Lúc này đột nhiên hắn thấy mình phải nói cảm ơn một tiếng, cho dù Lục Thiếu Du cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Câu này ngươi nói ra rất nhiều lần rồi. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt yêu mị lại lạnh lùng kia dường như có chút tình cảm đặc biệt khác. Nhìn ánh mắt Bạch Linh, bốn mắt nhìn nhau. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên đột nhiên khẽ giật mình. Trong ánh mắt này khiến cho hắn mơ hồ khó có thể rời được, rồi lại cảm thấy bên trong giường như có một tình cảm như có như không. Một lát sau, Bạch Linh thu hồi ánh mắt rồi nói. Ngươi có tính toán gì không? Có lẽ Tuyệt Linh Tông trong thành Cự Giang đang tìm chúng ta. Thật sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên rồi nở nụ cười lạnh lẽo. Vào đêm, cả sơn mạch được màn đêm bao phủ. Ánh trăng le ló chiếu xuống mặt đất. Sâu trong sơn mạch lúc này khắp nơi đều có tiếng kêu thê lương của dã thú, dường như bọn nó bị yêu thú tập kích, hoặc là bị dã thú cường đại hơn đánh chết. Trong sơn mạch, mạnh được yếu thua là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Trong lúc này, dưới ánh trăng mơ hồ bị mây đen che phủ. Lúc này cả sơn mạch dường như vô cùng âm u. Lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện trong màn đêm rồi lập tức biến mất trong không trung. Trong thành Cự Giang, tại một hậu viện lớn có một cái ao nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước giống như một vầng trăng được mặt nước bao bọc. Từng đám mây đen chậm rãi di chuyển bên trên mặt nước. Bên trong hậu viện, lúc này ở bên cạnh cái ao đang có một cảnh xuân quang vô hạn.
một lão già 50 tuổi sắc mặt có chút tái nhợt, trước người hắn có một nữ tử trẻ tuổi, trong đêm tối dưới ánh trăng nhàn nhạt này nhìn qua dung mạo của nữ tử này có lẽ cũng không tệ lắm. Dáng người lồi lõm. Mà giờ phút này, lão giả chừng 50 tuổi kia đang nằm trên thân thể mềm mại của nữ tử này, vội vàng tìm kiếm bờ môi của nàng, dường như đang nhấm nháp đầu lưỡi của nữ tử. Đôi tay trên người nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nữ tử kia. Hai tay nhanh chóng đặt trên bộ ngực sữa lớn, bộ ngực này dường như khiến cho hắn mê say, toàn thân cảm giác nóng rực. Hô hấp của nữ tử trẻ tuổi kia lúc này cũng trở nên đồn dập. Tay bám vào lưng của lão giả, một tay thì trực tiếp cởi bỏ y phục trên người lão giả, nắm lấy vật giữa hai chân của hắn. Sư thúc, bảo bối này của ngươi so với mấy người trẻ tuổi còn cứng hơn nhiều a. Sau khi bắt lấy vật giữa chân lão giả, toàn thân nữ tử kia run lên, ánh mắt có chút mê ly nói. Sao nào, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ bảo bối của sư thúc rồi sao? Hồi xuân đan sư thúc luyện chế cũng không phải là vật phàm a. Lão giả cười cười, đôi tay không ngừng xoa nắn nhũ phong của nữ tử trẻ tuổi. Vẫn là sư thúc lợi hại. Sư thúc, người còn nhớ không? Người phải giúp ta luyện chế mấy khỏa đan dược. Ta dùng nó để chuẩn bị đột phá linh phách, như vậy cơ hội cũng lớn hơn một chút. Nữ tử này cũng không nhàn rỗi, tay không ngừng xoa bóp vật kia của lão giả. Tay còn lại thì chống người đứng dậy, dùng đôi ngọc thỏ không ngừng ma sát với khuôn mặt lão giả rồi dừng lại trước miệng hắn. Yên tâm đi, chờ thương thế ta khỏi hẳn nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế. Ta bị thị huyết linh phong đáng hận kia đả thương, thứ này đặc biệt khó chơi. Muốn khôi phục cũng khá khó khăn. Lão giả nói xong lập tức hé miệng đem ngọc thỏ trước ngực nữ tử M.Upsilon-T vào. Cái lưỡi không ngừng đem hạt anh đào màu hồng trên ngọc thỏ đảo qua đảo lại. Sư thúc, sư phụ bị hủy thân thể, về sau tu vi nhất định sẽ giảm lớn. Sau này ta phải nhờ vào sư thúc chiếu cố rồi. Nữ tử này rên lên một tiếng rồi lập tức đổ vào người lão giả này mà vặn vẹo, rên rỉ. Đôi tay lại đem một cái ngọc thỏ trắng muốt khác đưa vào trong miệng lão giả, thân hình lúc này lại càng vặn vẹo dường như vô cùng thích thú. Ta không chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố đây? Hiện giờ không phải là ta đang chiếu cố ngươi sao? Nghe nữ tử nói vậy, vật giữa hai chân lão giả lập tức ngẩng cao đầu. Sau đó hắn lập tức trở mình, nhanh chóng đem nữ tử kia đặt xuống dưới thân rồi xông vào địa phương mà hắn không xa lạ gì. Lúc này địa phương đó đã vô cùng ẩm ướt, đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi nhanh chóng xoa nắn ngọc thỏ. Nữ tử này ôm eo lão giả không ngừng lắc thân mình, nghênh đón vật kia của lão giả, trong miệng rên rỉ nói. Sư thúc, người nhanh lên, ta sắp chết rồi. Người nhanh nữa lên, ta gần chết rồi. Siêu. Trong nháy mắt có một đạo quang nhận phá không bắn tới. Nữ tử này không ngờ lại bị chết đi. Cổ nàng trực tiếp bị quang nhận kia cắt ngang, máu tươi lập tức bắn ra. Quả thực đã chết trong thoải mái. Là ai? Lão giả lúc này kinh hãi lớn tiếng hô một câu rồi lùi lại. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới lùi lại, quanh thân lập tức bị cấm chế. Trong ánh mắt hoảng hốt của hắn lúc này có hai đạo thân ảnh một xanh một trắng xuất hiện. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt lão giả lập tức trắng bệch. Tim đập nhanh hơn vài phần. 7 ngày trước hắn tham dự vào trận đại chiến kia, bị vài con thị huyết linh phong lục giai vây công không cẩn thận bị một đạo độc châm của nó. Mà hai người này đúng là dương quá cùng với mạc sầu kia. Hay cho một đôi cẩu nam nữ. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Bạch Linh khi nãy cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Linh xuất bát trọng, không tồi. Nhìn người này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Quang nhận trong tay lập tức đánh vào trên vai người này, lập tức một cánh tay của lão giả kia rơi xuống mặt đất. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang lên liên tục. Thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên lão giả này căn bản không thể phát ra tiếng. Tiếp theo Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh lập tức biến mất trong hậu việc. Hết thảy chuyện này cũng không ai phát hiện ra. Ầm ầm. Đêm khuya, trong lúc có không ít người đang nghỉ ngơi cùng điều tức thì trong thành Cự Giang có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thanh âm này khiến cho không ít người bừng tỉnh lập tức chạy ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này trong ánh mắt của mọi người vạn tượng thương hội đã bị san bằng, không ít đệ tử bị vùi trong đống phế tích, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập. Vạn tượng thương hội cũng bị cướp sạch không còn một mống. Mấy đệ thực lực mạnh hơn một chút lúc này đang dùng thuộc tính thủy dập tắt lửa. Thế nhưng ngọn lửa này dường như là một loại linh hỏa rất mạnh, không phải thứ mà bọn hắn có thể dập tắt. Hỏa diễm không ngừng lan ra chung quanh,
trong nháy mắt vạn tượng thương hội chỉ còn là một đống phế tích. Siêu siêu. Trong đêm tối, có mấy đạo thân ảnh vội vàng phóng tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hén lớn. Là ai làm, vạn tượng môn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Trưởng lão, ta nhận ra người đó. Đó chính Dương Quá cùng với Mạc Sầu kia. Bọn hắn còn lưu lại một câu. Một đệ tử của vạn tượng môn nhanh chóng dẫn mấy người này đi tới trước một bức tường. Lúc này dưới ánh lửa hừng hực chiếu sáng, chỉ thấy trên bức tường này có viết mấy chữ to bằng máu. Vạn tượng môn, đây mới là bắt đầu, ta nhất định sẽ làm cho vạn tượng môn các ngươi gà chó không yên. Chữ viết to bằng máu tươi, bên dưới còn có thi thể đệ tử vạn tượng môn lưu lại. Lúc này vết máu vẫn chưa khô, từng giọt máu tươi tử trên chảy xuống bên dưới vách tường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ít người run lên. Trong lòng không khỏi nói thầm một câu. Dương Quá trở lại rồi, tới tìm vạn tượng môn rồi. Đất trời lúc này đen kịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ bao phủ mặt đất. Lúc này có hai đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung rồi biến mất trong sơn mạch. Trong một sơn động, một lão giả 50 tuổi toàn thân bị cấm chế lúc này đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn một người mặc áo xanh. Lập tức trong ánh mắt kinh hãi của hắn, bên trong lòng bàn tay người áo xanh này xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Cái vòng xoáy này giống như một lỗ đen thu nhỏ thế nhưng lại khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, năm ngón tay tạo thành chảo nhanh chóng đặt lên đỉnh đầu lão giả này. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả này lập tức run rẩy, một lát đã biến thành một cỗ thây khôi. Thủ ấn được thu lại, trên mặt Lục Lâm Thiên lúc này đỏ bừng. Thôn vệ linh lực của linh suất bát trọng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không chịu đựng nổi, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa cỗ linh lực này. Một lát sau, linh lực nhanh chóng được âm dương linh vũ quyết luyện hóa chuyển thành linh lực tinh thuần tiến vào không gian trong đầu hắn. Sắc trời vừa sáng, trong một hậu viện, lúc này có mấy chục đệ tử vạn tượng môn tập trung ở đây. Ở trước cái ao có một cỗ thi thể nữ đệ tử khỏa thân nằm trên mặt đất, còn có một cánh tay lưu lại trong hậu viện. Máu tươi tràn ngập mặt đất. Trên vách tường còn có mấy chữ. Ác mộng của vạn tượng môn lúc này chính thức bắt đầu. Dương Quá. Mấy chữ để lại bằng máu khiến cho trong nội tâm mấy đệ tử có mặt cảm thấy lạnh lẽo. Trưởng lão linh xuất bát trọng chỉ lưu lại một cánh tay rồi biến mất không còn tung tích. Thực lực của Dương Quá này quá mạnh mẽ, vạn tượng môn lần này trêu chọc phải sát tinh thật rồi. Hóa ra Triệu sư tỷ lại cấu kết với Hoàng trưởng lão A. Bình thường còn giả vờ đoan trang, cao quý cái rắm. Đừng nói nữa, các trưởng lão tới rồi. Trong lúc mấy đệ tử đang nghị luận có mấy người trung niên nam nữ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt mấy người lập tức đại biến. Sáng sớm, trong thành Cự Giang lúc này nổi lên sóng lớn. Tối ngày hôm qua vạn tượng môn bị người ta tập kích, tổn thất một linh suất bát trọng. Vạn tượng thương hội cũng bị cướp sạch không còn một mống. Lại còn bị san bằng thành bình địa. Tin tức này giống như mọc cánh nhanh chóng khuếch tán đi. Mấy ngày này, mọi người trong thành Cự Giang vốn đã quên đi cái tên Dương Quá kia, lúc này mọi người thật không ngờ tới người này vẫn dám trở lại thành Cự Giang. Còn dám làm ra hành động như vậy. Trong vạn tượng môn, lúc này cảnh giới xâm nghiêm, đề phòng Dương Quá kia lại một nữa tới. Trong nội tâm các trưởng lão còn sống lúc này vô cùng kinh hãi. Nếu như Dương Quá kia tới tìm bọn hắn thì thảm rồi. Thực lực của Dương Quá và yêu thú thất giai trung kỳ kia bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Dương Quá này không biết là người phương nào, thật không ngờ lại có vài phần bổn sự. Trong thành Cự Giang, tại một đình viện, Gia Cát Tây Phong mặc một bộ áo bàm tím, cầm cái quạt trong tay khẽ phe phẩy, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Chỉ biết là người này gia nhập Thiên Địa Các, là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, những thứ khác cũng không biết được. Trong phòng, một vị phụ nhân lên tiếng, chính là Phí Lan trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang. Hoàng cấp cửu phẩm, thực lực quả thực không tầm thường. Bất quá quan trọng nhất là trên thân người này có một cỗ linh hồn thể bất phàm. Bên người còn có yêu thú thất giai trung kỳ và thị huyết linh phong thất giai, quả thực không phải là người bình thường. Gia Cát Tây Phong phe phẩy cái quạt, nhướng mày nói. Cha, nếu như người này gia nhập Lan Lăng Sơn Trang chúng ta thì cũng không tồi. Nếu như để thị huyết linh phong kia đột phá tới bát giai thì chính là một trợ lực lớn của Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Gia Cát Tử Vân bên cạnh nói, người này tuy rằng có chút tự ngạo, thế nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận người này cực kỳ bất phàm. Trong thế hệ trẻ tuổi,
người vượt qua hắn quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đương nhiên, thế nhưng nếu như muốn thị huyết linh phong đột phá tới bát giai chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa người này lại không lộ mặt, cũng khó biết được người này là ai. Trong cổ vực dường như chưa từng có ai như vậy, chẳng lẽ là người tới từ đại lục linh vũ hoặc thành ma vân sao? Gia Cát Tây Phong có chút nghi hoặc. Cha, Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lần này đều tới. Lần này người bị huyền thiên bí cảnh hấp dẫn tới cũng không ít. Gia Cát Tử Vân nói. Đâu chỉ là Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tôn, Hắc Sát Giáo không thôi. Còn có một ít người không lộ ra ánh sáng nữa. Gia Cát Tây Phong nói. Tử Vân, có một số việc con tuổi còn trẻ còn không biết được. Huyền thiên bí cảnh này là do huyền thiên môn khi trước lưu lại. Đồn rằng tất cả bảo vật của huyền thiên môn đều ở trong đó, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mà ngay cả vũ linh khí cùng hồn linh khí đều có bên trong. Trong đại sảnh, lúc này một lão giả chừng 70 tuổi nói. Người này có mái tóc bạc, khuôn mặt hồn hào, quanh thân không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Cung trưởng lão, ta còn nghe nói huyền thiên môn này khi trước bị Lan Lăng Sơn Trang chúng ta, còn có Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo liên thủ tiêu diệt đúng không? Vì sao lúc trước không tìm thấy bảo tàng này? Gia Cát Tử Vân thi lễ với lão giả này, vẻ mặt không ngờ lại vô cùng cung kính. Chuyện đã xảy ra mấy ngàn năm, ta cũng không biết. Thế nhưng đồn rằng khi trước cường giả trong huyền thiên môn biết bản thân không địch lại được nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cho nên đem tất cả bảo vật của huyền thiên môn thu vào bên trong huyền thiên bí cảnh. Muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ là nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Đem đệ tử huyền thiên môn giết sạch, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ một cơ hội nào cho bọn hắn. Bất quá huyền thiên bí cảnh này tới cuối cùng chúng ta cũng không có cách nào mở ra. Mà ngay cả vị trí của huyền thiên bí cảnh chúng ta cũng không có cách nào tra ra được. Cung trưởng lão có khuôn mặt hồng hào này nói. Huyền thiên bí cảnh này nếu như Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tìm được, vậy thì Lan Lăng Sơn Trang chúng ta về sau có thể ngăn chặn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng với Linh Thiên Môn rồi. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lóe lên rồi thấp giọng nói. Tử Vân, chuyện này không hề dễ dàng như con nghĩ đâu. Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo. Thực lực của bọn họ không hề dưới Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Hơn nữa, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang một khi náo động thì tam tông tứ môn trên đại lục linh vũ cùng với thành ma vân sẽ thừa cơ mà tràn vào trong cổ vực. Gia Cát Tây Phong nghiêm mặt nói với Gia Cát Tử Vân. Cha, con hiểu rồi. Gia Cát Tử Vân khẽ gật đầu, lập tức nói. Cha, vì sao tam tông tứ môn cùng với tứ các tứ đảo lại có hứng thú đối với cổ vực chúng ta như vậy? Gia Cát Tây Phong nhìn Gia Cát Tử Vân rồi nói. Tử Vân, cổ vực chúng ta há chỉ có tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo nhìn chằm chằm vào. Cũng không thiếu những thế lực âm thầm khác đang nhìn chằm chằm vào cổ vực. Có một số việc bây giờ con không nên biết tới. Việc quan trọng nhất trước mắt chính là tăng cường thực lực. So với lục thiếu du của phi linh môn kia thì con vẫn thua một bậc. Gia Cát Tây Phong nói. Lục lâm thiên kia chỉ có chút vận khí mà thôi. Vũ giả ngũ hệ. Nếu như thực sự động thủ, còn chưa biết ai chết trong tay ai. Nói tới Lục Lâm Thiên, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý. Tử Vân, con, thứ ta không yên tâm nhất chính là con quá tự ngạo. Tương lai nếu như có chịu thiệt nhất định là vì điểm này cho nên mới chịu thiệt. Gia Cát Tây Phong nói. Cha, con sẽ chú ý. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lóe lên rồi gật đầu nói. Con phải nhớ cho kỹ. Gia Cát Tây Phong nói xong. Ánh mắt khẽ đổi rồi nói tiếp. Lần này những người kia có lẽ đều tới. Ta thấy nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta phải liên thủ mới được. Ta nghĩ ba tông môn còn lại cũng nhất định đang nghĩ tới điều này. Trang chủ, có tin tức về chiếc chìa khóa kia không? Nếu không có chìa khóa thì chúng ta cũng khó mà tìm thấy huyền thiên bí cảnh. Vị lão giả gọi là cung trưởng lão kia lên tiếng. Tại một chỗ sâu trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang. Thời gian như nước chảy trôi qua, trong lúc luyện hóa Lục Lâm Thiên không có khái niệm thời gian. Trong nháy mắt 7 ngày lại trôi qua. Trong 7 ngày này, vạn tượng môn trong thành Cự Giang cơ hồ mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Mà ngay cả đệ tử Tuyệt Linh Tông cũng khẩn trương không thôi. Thế nhưng từng ngày trôi qua, Dương Quá mà mọi người lo lắng kia cũng không có xuất hiện tiếp. Tuy rằng Dương Quá không xuất hiện,
thế nhưng cảm giác nặng nề này khiến cho mọi người hít thở không thông. Trong thành Cự Giang trong mấy ngày nay có không ít người hiểu chuyện, nửa đêm bắt đầu đi dạo, dường như mà muốn chờ hai người Dương Quá, Mạc Sầu xuất hiện. Thế nhưng mấy ngày này cũng không thấy thân ảnh hai người kia, khiến cho mấy người hay đi dạo này vô cùng phiền muộn. Không ít thế lực trong bóng tối cũng đang âm thầm chờ mong Dương Quá có thể xuất hiện một lần nữa đối phó với Vạn Tượng Môn cùng với Tuyệt Linh Tông để cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng Dương Quá lại không xuất hiện khiến cho không ít thế lực thất vọng không thôi. Mà lúc này, tại chỗ sâu trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang, trên Linh Ngọc Sàng có một cỗ năng lượng hội tụ, khí tức từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra, lúc này cường độ khí tức cũng từ từ tăng cường. Một cỗ linh lực ngập trời giống như gợn sóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Mà giữa thiên địa, lúc này cũng có một cỗ năng lượng vô hình nhanh chóng hội tụ. Giờ phút này, quang mang quanh người Lục Lâm Thiên đại thịnh, khí tức kéo lên. Không gian trong đầu lập tức được mở rộng thêm không ít. Một cỗ lực lượng khổ lồ nhanh chóng tuôn ra. Hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn. Kim đao màu vàng trên hồn đan lúc này cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh lực. Cảnh tượng như vậy kéo dài từ buổi sáng mới tới trạng vạng tối mới dừng lại. Siêu siêu. Trong sơn động, sau khi tất cả trở lại như cũ thì Lục Lâm Thiên mới thở ra một ngụm chọc khí. Mà lúc này khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đã là linh suất thất trọng. Hai mắt mở ra, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Một linh suất bát trọng vừa đủ để hắn từ linh suất lục trọng đột phá tới linh suất thất trọng. Lão đại. Linh suất thất trọng rồi sao? Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhảy tới trước người Lục Lâm Thiên. Cảm nhận khí tức trên người lão đại lúc này Tiểu Long cũng vô cùng cao hứng. Tiểu Long, khi nào thì đệ mới đột phá? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Tiểu Long đột phá lục giai sơ kỳ cũng đã khá lâu rồi. Dùng tốc độ tu luyện của Tiểu Long mà nói, sợ rằng cũng rất nhanh sẽ đột phá. Lão đại, sau khi đột phá lục giai thì tốc độ tu luyện của đệ đã chậm đi một chút. Phẩm chất của mấy khỏa yêu linh đan kia quá thấp, sau khi phục dụng yêu linh đan hiệu quả cũng không lớn. Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Vậy thì cố gắng tu luyện. Lục Lâm Thiên nói, có lẽ do thể chất của Tiểu Long đặc thù, vô cùng cường hãn cho nên yêu linh đan lục phẩm đối với Tiểu Long, hiệu quả cũng không quá lớn. Chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không có biện pháp. Lục phẩm yêu linh đan A, đối với những yêu thú khác mà nói, chỗ tốt của nó vô cùng lớn. Chủ nhân. Ta đã đào tạo ra ba đầu ong thợ lục giai hậu kỳ từ lục giai trung kỳ. Trong vòng nửa năm ta có thể đào tạo ra ít nhất 30 đầu lục giai hậu kỳ. 8 đầu lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Huyết Mị tiến lên cung kính nói. Tốt. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vui mừng nói. Trong nội tâm hắn lúc này vô cùng thỏa mãn. Thời gian nửa năm cũng không dài. 8 đầu thị huyết linh phong lục giai hậu kỳ đỉnh phong. 30 đầu thị huyết linh phong lục giai hậu kỳ. Thực lực này cũng rất mạnh. Ánh mắt khẽ đổi, Lục Thiếu Du lại hỏi lần nữa. Huyết Mị, thị huyết linh phong cấp độ tam giai ngươi đào tạo tới đâu rồi? Ta đã đẻ ngàn vạn quả trứng, muốn đào tạo được thị huyết linh phong lục giai và 5 vạn thị huyết linh phong tam giai thì có lẽ phải chờ 1 năm sau mới có thể hoàn thành. Nếu như linh dược sung túc thì có thể nhanh hơn một chút. Cần linh dược gì thì nói cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ linh dược cho ngươi. Thu hoạch gần đây của hắn cũng không ít. Cho nên đối với linh dược, hiện tại Lục Lâm Thiên vô cùng đầy đủ. 7 ngày trước sau khi cướp sạch Vạn Tượng Thương Hội, thu hoạch cũng không nhỏ. Linh dược lần trước chủ nhân đưa cho ta còn khá nhiều cho nên tạm thời cũng không vội. Lão đại, không phải tối nay huynh lại đi thành Cự Giang đó chứ? Tiểu Long ngẩng đầu hỏi Lục Lâm Thiên. Có lẽ Vạn Tượng Môn cùng Tuyệt Linh Tông hiện tại đang rất sốt ruột à? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Thù này không báo thì quả thực phải xin lỗi chính mình. Huống chi, quan trọng nhất chính là Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn có thể liên tục cung cấp linh suất cùng vũ suất không ngừng cho hắn. Trước mắt nếu như hắn muốn đột phá vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào linh suất cùng vũ suất của hai môn phái này thôi. Đáng tiếc đệ không thể ra tay. Tiểu Long chu miệng, cực kỳ bất mãn. Về sau sẽ có cơ hội. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Vào đêm, bầu trời bị màn đêm bao phủ. Lúc này là đầu tháng, trên bầu trời chỉ có vầng trăng tàn. Trong thành Cự Giang, hiện tại đã là ngày thứ 7 không thấy thân ảnh Dương Quá xuất hiện, hứng thú của đám người xem náo nhiệt đối với chuyện này giảm đi không ít. Tuyệt Linh Tông trong thành Cự Giang này là thế lực rất lớn.
có thể xem ra như là thế lực lớn nhất trong thành Cự Giang. Những ngày này, trong Tuyệt Linh Tông lúc nào cũng khẩn trương, đề phòng Dương Quá kia tới đánh lén. Tại đình viện bên ngoài có mấy đệ tử mặc trang phục Tuyệt Linh Tông canh giác. Tổng cộng có 7 người, một vũ phách và 6 vũ sư. Sư huynh, người nói xem Dương Quá kia có tới Tuyệt Linh Tông ta gây phiền toái hay không? Một thanh niên chừng 20 tuổi nhìn bầu trời đêm rồi nói. Yên tâm đi, Dương Quá này muốn tìm phiền toái cũng sẽ đi tìm Vạn Tượng Môn. Tuyệt Linh Tông ta không phải nơi hắn muốn tới là tới. Hy vọng là thế, Dương Quá kia thực lực không kém, lại xuất thủ nhập thần. Cũng chỉ có tông chủ mới có thể chống lại, nếu chúng ta gặp phải hắn thì không may rồi. Nghe nói hôm qua phó tông chủ mới đỡ một chút, thế nhưng không có 5 năm tới 3 năm thì không khỏi hẳn. Một thanh niên thấp giọng nói. Siêu siêu. Khi thanh âm của người thanh niên này vừa dứt, một cỗ quang mang vô hình nhanh chóng bao phủ 7 người. Ánh mắt 7 người vừa mới biến đổi, lập tức trở nên ngây ngốc. Sau đó hai mắt trắng bệch ngã xuống mặt đất, lúc này có hai đạo thân ảnh một trắng một xanh đáp xuống mặt đất. Hai đạo thân ảnh này không dừng lại chút nào. Thân ảnh lập tức như quỷ mị tiến vào trong đình viện. Phanh phanh. Chỉ một lát sau ở trong đình viện đột nhiên vang lên thanh âm mạnh mẽ. Hai đạo thân ảnh kia lúc này cũng đã biến mất. Lúc này giữa không trung có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, thế nhưng lúc này đã không thấy tung tích của hai người kia. Trong đình viện, lúc này có một đại hán nằm trên mặt đất. Một cánh tay trực tiếp bị người ta bẻ gãy, máu tươi rải đầy trên đất. Trên vách tường có mấy chữ to viết bằng máu lưu lại. Đợi sự trả thù huyết tinh của ta đi. Dương Quá. Nhìn mấy chữ viết to bằng máu này, mọi người không khỏi nhìn nhau, trong nội tâm đã có chút sợ hãi. Phanh phanh. Bỗng dưng lúc này, trong đình viện phía xa có một thanh âm cực lớn vang lên. Sắc mặt mọi người lập tức hoảng hốt rồi lao thẳng về phía đó. Bái kiến tông chủ. Khi mọi người tới đình viện thì Tuyệt Linh Vương đã sớm xuất hiện ở đó. Trong đình viện lúc này có một vũ suất của Tuyệt Linh Tông đang nằm trong vũng máu. Cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, trên vách tường có lưu lại mấy chữ bằng máu. Người thứ 17 của Tuyệt Linh Tông, Dương Quá. Phanh phanh. Phía xa lúc này lại có vài tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngọn lửa phía xa lập tức bùng lên. Tông chủ, không tốt, đó là thương hội của chúng ta. Mắt thấy ngọn lửa phía sau, sắc mặt mấy đạo thân ảnh này lập tức đại biến. Dương Quá, bổn vương tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Tuyệt Linh Vương mắt nhìn về phía xa rồi nổi giận gầm lên, sát ý trong mắt tràn ngập. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Sắc trời hơi sáng một chút, lúc này trong thành Cự Giang đã vô cùng náo nhiệt. Động tĩnh trong Tuyệt Linh Tông đã sớm truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong Tuyệt Linh Tông. Dương Quá yên lặng mấy ngày không xuất hiện lúc này lại xuất hiện lần nữa. Không ngờ lần này lại trực tiếp động thủ với Tuyệt Linh Tông. Mọi người cũng không biết nhận được tin tức từ nơi nào. Đêm qua Tuyệt Linh Tông không ngờ bị đánh chết hai trưởng lão Vũ Xuất, hai linh xuất trưởng lão biến mất. Hiện tại không rõ tung tích, thế nhưng lại có một cánh tay lưu lại ở Tuyệt Linh Tông. Về phần những đệ tử Tuyệt Linh Tông khác bị đánh chết chừng 56 người. Đó chỉ là con số lưu lại trên vách tường ở thương hội của Tuyệt Linh Tông mà thôi. Lần này không ít thế lực cao hứng không thôi, Tuyệt Linh Tông tổn thất càng lớn thì bọn hắn càng có lợi. Tuyệt Linh Tông đã bị trả thù, sau khi Vạn Tượng Môn nhận được tin tức này cũng lập tức lo lắng sợ hãi. Dương Quá này quả thực quá xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết lúc nào hắn sẽ xuất hiện. Cũng không biết tiếp theo sẽ động thủ với ai. Trong thành Cự Giang, tất cả mọi người một lần nữa lại dồn sự chú ý vào Dương Quá và Mạc Sầu. Mà này cả những hội đấu giá cỡ lớn trong thành Cự Giang lúc này cũng không hấp dẫn bọn hắn bằng chuyện Dương Quá, Mạc Sầu kia. Màn đêm lại buông xuống. Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn bày trận địch sẵn sàng nghênh địch thì suốt một đêm này lại không thấy Dương Quá kia xuất hiện. Ba ngày tiếp tục trôi qua, trong khi mọi người ở thành Cự Giang nghị luận về việc Dương Quá không xuất hiện thì có người lập tức nhìn thấy 8 cỗ thi thể trên quảng trường ở thành Cự Giang. 8 người này đã sớm mất đi sinh cơ, toàn thân đều là vết máu chồng chất, trên thi thể 8 người, cánh tay phải đều bị chém đứt. Phía dưới thi thể của mấy người này còn một loạt chữ viết bằng máu tươi. Phàm là người có quan hệ với Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn đều giết không tha. Dương Quá. Có người lập tức phát hiện 8 cỗ thi thể này, lập tức quảng trường xuất hiện vô số người vây quanh. Đây không phải là Lạc Sơn Tứ Anh cùng Tuyệt Hầu Thủ Vương Lạc Binh hay sao?
còn có Tần Giang Tam Quỷ. Tại sao lại là tám người này? Không phải bọn hắn vừa mới rời khỏi thành Cự Giang hôm trước hay sao? Nghe nói là bởi vì lo lắng Dương Quá trả thù cho nên tám người này mới rời khỏi thành Cự Giang. Không nghĩ tới bọn họ vẫn bị Dương Quá kia đánh chết. Đây chính là tám vũ xuất A, đều là vũ xuất thất trọng, bát trọng, không ngờ lại chết như vậy. Dương Quá kia ra tay quả thực hung ác A, tám người này đều bị giết. Trong đám người lập tức có không ít người nhận ra tám người này, lúc này mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Dùng thực lực của tám người này không ngờ cũng bị đánh chết. Tám người này ngày hôm trước vừa mới rời khỏi thành Cự Giang. Không nghĩ tới không thoát khỏi nanh vuốt của Dương Quá kia. Trong đám người, lúc này có ba người sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Chính là Khoái Kiếm Vương, Vọng Giang Song Hùng. Ba người ẩn thân trong đám người nhìn về tám cỗ thi thể kia. Đường đường là cường giả vũ xuất trong cổ vực cũng là người có thanh danh hiển hách, không ngờ hiện tại lại có kết cục như vậy. Ba người vô cùng giận dữ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều được Đoạt Hồn Vương mời tới đây, lần trước bên trong đám cường giả kia vây công cũng có ba người bọn họ. Dương Quá này quả thực tâm ngoan thủ lạt, dưới chiêu thức này chỉ sợ không ít thế lực sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với Tuyệt Linh Tông. Trong đám người, lúc này có mấy đạo thân ảnh mang áo choàng xuất hiện. Tông, Phong Sát, cũng không biết Dương Quá này là người phương nào. Không ngờ lại đem thành Cự Giang khuấy tới mức này. Bên người lại có yêu thú thất giai trung kỳ, thị huyết linh phong thất giai, còn có khôi lỗi thất giai, người này sợ rằng lai lịch không nhỉ. Người bên cạnh người vừa nói chuyện kia lúc này mở miệng nói. Cứ để cho hắn khuấy đi thôi, sự tình trong thành Cự Giang chúng ta cũng không thể tham dự vào. Chúng ta vẫn nên làm chính sự là hơn, hiện tại cả thành Cự Giang này đã bắt đầu cuộn trào. So với trong tưởng tượng của ta thì còn nhiều người tới đây hơn không ít. Quả thực đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Thân ảnh kia lại mở miệng nói xong lập tức rời khỏi đám người. Hỗn đản, đám vương bát đản này, hiện tại là thời điểm nào rồi mà lại dám đoạt tuyệt quan hệ với Tuyệt Linh Tông ta? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Trong đại sảnh, ánh mắt Tuyệt Linh Vương lạnh lẽo như hàn băng. Cánh tay vỗ xuống một cái, bệ đá trước người lập tức hóa thành cho tàn. Tông chủ, bọn người Lạc Sơn Tứ Anh đã bị đánh chết. Hiện tại tất cả thế lực phụ thuộc chúng ta đều đang lo lắng bị Dương Quá kia trả thù cho nên mới dám đoạt tuyệt quan hệ với Tuyệt Linh Tông ta. Hiện tại hơn phân nửa thế lực đã tuyên bố ra bên ngoài, không còn bất kỳ một quan hệ nào với Tuyệt Linh Tông chúng ta nữa. Một trưởng lão của Tuyệt Linh Tông nói. Những kẻ này quả thực đáng chết, ta sẽ cho bọn chúng biết hậu quả của việc phản bội ta. Phái người san bằng bọn chúng. Tuyệt Linh Vương nổi giận nói, toàn thân ngập tràn sát ý. Tông chủ, không được, hiện tại Tuyệt Linh Tông ta vô cùng rối loạn, hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là Dương Quá kia. Nếu như tình cảnh trước mắt của Tuyệt Linh Tông tốt hơn một chút thì tới lúc đó đối phó với đám cỏ đầu tường kia sẽ vô cùng dễ dàng. Vị trưởng lão vừa mới lên tiếng lập tức nói, trong ánh mắt vô cùng cả kinh, xem ra tông chủ tức giận không nhỏ. Bằng không mà nói làm sao lại tùy tiện như vừa rồi. Quả thực hiện tại tông chủ so với trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Siêu siêu. Tuyệt Linh Vương hít sâu một hơi. Trong nội tâm vô cùng tức giận, hai mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng cảm thán. Hắn tung hoành trong thành Cự Giang này mấy chục năm, cảnh tượng gì cũng đã gặp phải. Lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cuối cùng thì cũng sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Nếu như trận tuyến của hắn rối loạn thì đây quả thực chính là kết quả mà đối phương muốn thấy a. Từ hành động gần đây của Dương Quá kia xem ra, hắn chỉ muốn trận hình của Tuyệt Linh Tông rối loạn mà thôi. Dương Quá, không cần biết ngươi là ai, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt Tuyệt Linh Tông lạnh lẽo, một lần nữa hít sâu một hơi. Trên chân trời bình tĩnh lúc này có một đầu yêu thú phi hành đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện. Đầu yêu thú phi hành này vô cùng khổng lồ, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường hãn. Quả thực không phải là yêu thú bình thường. Đông Cung Phụng, có lẽ chúng ta sắp tới rồi a. Trên lưng yêu thú phi hành, Hoa Mãn Lâu nhìn phía trước rồi lên tiếng hỏi. Mọi người đã ngây ngốc trên lưng yêu thú phi hành cũng được một thời gian không ngắn rồi. Tối đa 2 hoặc 3 ngày nữa, có lẽ hiện tại trong thành Cự Giang có rất nhiều cường giả. Chúng ta nên tìm hiểu tin tức một phen rồi nói sau. Đông Vô Mệnh chắp tay đứng lên, mắt nhìn phía trước rồi lẩm bẩm nói. Trong sơn động. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng,
quanh thân có một cỗ lực lượng vô hình trong suốt bao phủ. Trên linh ngọc sàng lúc này cũng có một cỗ quang mang nhàn nhạt tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Mà lúc này trước người hắn có hai cỗ thây khô nằm trên mặt đất. Siêu siêu. Sau một lát, quang mang thu liễm, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được thu lại, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Linh lực trên người lúc này đã mạnh mẽ hơn một chút, tinh quang trong mắt chợt lóe. Linh xuất thất trọng trung kỳ, sắp tới hậu kỳ, đêm nay có lẽ nên xuất phát sớm thôi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, có lẽ vạn tượng môn cùng Tuyệt Linh Tông hiện tại đang đứng ngồi không yên. Vào đêm, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt, mãi đến rạng sáng mới gần yên ả trở lại, cả thành lúc này mới coi như yên tĩnh. Lúc này có hai đạo thân ảnh một xanh một trắng một lần nữa xuất hiện trong thành Cự Giang. Hai đạo thân ảnh này giống như quỷ mị hiện lên giữa không trung rồi lao thẳng về phía Tuyệt Linh Tông. Trong một đình viện, mấy đệ tử Tuyệt Linh Tông vô thanh vô tức bị đánh chết. Hai đạo thân ảnh này lặng yên không một tiếng động đáp xuống. Nhưng lần này khi hai đạo thân ảnh vừa mới đáp xuống thì có một thanh âm lạnh lẽo lập tức truyền đến. Dương quá, lần này bổn vương xem ngươi chạy được chỗ nào. Thanh âm vừa dứt, năm đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Đi đầu là một người có khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ âm trầm, mái tóc nửa trắng nửa đen. Người thứ hai mặc một bộ y phục màu xanh, người thứ ba cầm trong tay một thanh trường kiếm. Khí tức hai người khác cũng cực kỳ cường hãn. Năm người lúc này lăng không đứng trên không trung, mơ hồ khiến cho gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán. Mà năm người này chính là Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, còn có Khoái Kiếm Vương và Vọng Giang Song Hùng. Mạc Sầu, chạy mau. Ánh mắt thân ảnh màu xanh cả kinh rồi lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức hai người nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lần này cho dù đuổi tới chân trời góc biển bổn vương cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tuyệt Linh Vương hét lớn một tiếng, năm người lập tức đuổi theo. Lúc này tốc độ của năm người cũng nhanh như thiểm điện. Siêu siêu, bảy đạo thân ảnh như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Bạch Linh kéo tay Lục Lâm Thiên, nhanh chóng kéo hắn chạy trốn. Nếu không dùng tốc độ của Lục Thiếu Du hiện tại, không thể cách nào so sánh được với đám người Tuyệt Linh Vương. Mấy đạo thân ảnh phía sau nhanh chóng rời khỏi thành Cự Giang mà tiến vào trong sơn mạch mênh mông. Năm người phía sau Lục Lâm Thiên lúc này dường như không có ý tứ buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ. Dường như phải đuổi bằng được hai người mới thôi. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không có quá mức nghiêm trọng, thi thoảng trên đường ngẫu nhiên quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt hiện lên nụ cười quỷ dị. Năm người này đuổi theo Lục Lâm Thiên cũng không quá mức lo lắng, bất quá cũng khó đối phó được. Bạch Linh ngăn cả Tuyệt Linh Vương kia, Khôi Tứ ngăn cản Khoái Kiếm Vương. Huyết Mị cùng đại quân thị huyết Linh Phong có thể ngăn cả Bạch Vạn Tượng có chút khó khăn. Hắn có thể thoát thân, thế nhưng tổn thương nhất định sẽ rất lớn. Mà hắn đối phó với Vọng Giang Song Hùng Vũ xuất cửu trọng kia dường như có chút bất lực. Đương nhiên là dưới tình huống hắn và Bạch Linh không bại lộ thân phận. Nếu như bại lộ muốn đối phó với mấy người kia sẽ dễ dàng hơn nhiều, hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng nếu không bại lộ thân phận mà nói, thì cũng phải cố hết sức. Lần trước đó nếu không phải có linh hồn thể kia tương trợ thì hắn khó có thể thoát được. Lần này thì không giống khi trước, không có linh hồn thể kia trợ giúp, hắn muốn đối phó với Vọng Giang Song Hùng kia cũng có chút khó khăn. Huống chi Lục Thiếu Du biết rõ, hiện tại nếu như chỉ cần dừng lại một chút thì hắn sẽ bị thiệt lớn. Có tốc độ của Bạch Linh, năm người sau lưng muốn đuổi kịp Bạch Linh quả thực có tâm mà không có lực. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ yên tâm. Trong năm người chỉ có tốc độ của Tuyệt Linh Vương là nhanh, còn Khoái Kiếm Vương mà Bạch Vạn Tượng kia thì chậm hơn nhiều. Về phần Vọng Giang Song Hùng kia, tốc độ tuy rằng là nhanh thế nhưng so với ba người Bạch Vạn Tượng, Tuyệt Linh Vương cùng Khoái Kiếm Vương mà nói, chậm hơn rất nhiều. Sau khi đuổi ra khỏi thành Cự Giang thì khoảng cách của hai người đã xa hơn mấy người phía trước không ít. Dương quá, ta xem các ngươi có thể chạy được bao xa. Tuyệt Linh Vương phẫn nộ quát lên một tiếng. Trong sơn mạch tĩnh lặng lúc này thanh âm quanh quẩn. Giống giống. Tiếng quát lớn này lập tức khiến cho không ít dã thú bên trong sơn mạch giống lên một tiếng. Trong thành Cự Giang, lúc này bên ngoài Tuyệt Linh Tông, một đám đệ tử của Tuyệt Linh Tông đang ở trên quảng trường. Phía trước đám đệ tử chính là hơn 10 trưởng lão vũ xuất của Tuyệt Linh Tông. Lần này tông chủ cùng Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn, còn có Khoái Kiếm Vương liên thủ,
có lẽ có thể ngăn chặn được Dương Quá kia. Hy vọng có thể ngăn được hắn, tốt nhất nên đánh chết người này. Bằng không chúng ta sẽ không được bình an. Từng tiếng nghị luận trong đám người vang lên. Trong lòng mọi người lúc này hy vọng tông chủ có thể đánh chết cái ác mộng kia, bằng không bọn hắn cả ngày không được yên bình. Chi chi. Thế nhưng lúc này trong không gian lập tức có biến hóa. Bên trên không trung lúc này đột nhiên có tiếng quỷ dị vang lên. Lập tức một đám huyết vụ nhanh chóng xuất hiện, trong nháy mắt cả không gian đột nhiên run rẩy. Trong huyết vụ trong nháy mắt có một đạo huyết quang lao ra rồi lập tức hóa thành một tổ ong khổng lồ. Ngay sau đó tổ ong này trực tiếp bành trướng tới chừng 600 thước, trực tiếp lơ lửng trong không trung. Chi chi. Từng thanh âm kỳ dị vang lên trong bầu trời đêm. Lập tức bên trong tổ ong huyết sắc kia có ngàn vạn tia máu bắn ra. Hơn 2 vạn thị huyết linh phong xoay quanh người mẫu hoàng phong. Đám thị huyết linh phong rậm rạp, bao phủ phiến không gian này. Chi chi. Lại có một tiếng quái dị vang lên. Lúc này từ trong tổ ong lại có thêm 10 đạo quyết quang bắn ra. Khí tức hung hãn bạo ngược lập tức lan tràn trong không gian, khiến cho đám người ở dưới lúc này lạnh lẽo. Đây là hơn 30 đầu thị huyết linh phong lục giai. Thân hình giống như trẻ con vừa mới sinh ra, toàn thân đỏ tươi, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường hãn, đi đầu còn có 3 con đã đạt tới lục giai hậu kỳ. Là thị huyết linh phong, là thị huyết linh phong của Dương Quá kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ban đầu ở quảng trường tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thị huyết linh phong này. Lúc này đám người phía dưới không khỏi hít sâu một hơi. Ngao! Trong đám thị huyết linh phong rậm rạp đột nhiên vang lên một tiếng sói tru. Lại có một đạo quang mang màu vàng đột nhiên tuôn ra. Thân hình khôi tứ lập tức xuất hiện trong mắt tất cả mọi người mang theo một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Cái đầu sói dữ tợn lúc này giống như vật còn sống, miệng gầm lên một tiếng. Trong lúc đám người Tuyệt Linh Tông còn đang kinh ngạc thì thị huyết linh phong ngập trời cùng với khôi tứ đã từ trên lao xuống. Khí tức hung hãn bạo ngược kia khiến cho mấy người có thực lực thấp toàn thân run rẩy. Trốn, chạy mau. Tất cả mọi người hoảng hốt, mà ngay cả những trưởng lão vũ xuất, linh xuất cũng không dám chống lại. Hiện tại trong tông cũng không có cường giả nào có thể chống lại thị huyết linh phong cùng khôi lỗi kia. Siêu siêu. Trong chốc lát. Đám thị huyết linh phong ngập trời đã đánh xuống phía dưới. A, tốc độ của thị huyết linh phong cực kỳ nhanh chóng, huống chi còn có thị huyết linh phong lục giai, tức thì có đệ tử Tuyệt Linh Tông bị đánh chết, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong bầu trời đêm. Siêu siêu, khôi tứ huy động cánh tay cực lớn kia mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên thủng không gian. Từng đạo chảo ấn xẹt qua, hàn mang bắn ra 4 phía, không gian vặn vẹo. Lúc này nó trực tiếp là máy móc giết chóc. Đám vũ giả tu vi vũ xuất dưới tay nó căn bản không có một chút kháng cự nào. 4 phía, động tĩnh lúc này đã sớm khiến cho không ít người chú ý. Trong đêm tối có vô số ánh mắt nhìn vào, thế nhưng cũng không có người phương nào tiến tới. Người có thực lực thì cũng biết rõ trong thành cự giang này ngoại nhân không thể nhúng tay. Người không có thực lực thì lại càng không dám nhúng tay. Trong bầu trời tối đen lúc này có mấy đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không trung. Dương Quá. Bổn vương nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Phía sau lưng Lục Lâm Thiên, lúc này Tuyệt Linh Vương kia vẫn đuổi theo không bỏ, vẫn duy trì một khoảnh khắc đuổi theo. Tuyệt Linh Vương, ta thấy gọi ngươi là Tuyệt Linh chứ còn không sai đâu. Quên nói cho ngươi một việc, ta đem thị huyết linh phong cùng khôi lỗi thất giai ở lại Tuyệt Linh Tông rồi. Lục Lâm Thiên quay đầu về phía sau rồi lớn tiếng nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Tuyệt Linh Vương lập tức ngây ngốc một lát. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu kia lúc này dường như đã có chút lý trí. Hỗn đản, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tuyệt Linh Vương quát to, một tia lý trí vừa mới khôi phục được lúc này lại một lần nữa giận dữ ngập trời. Tuyệt Linh Chư, nếu như hiện tại ngươi không quay về, ta đoán Tuyệt Linh Tông ngươi hiện tại ngay cả chó gà cũng không còn rồi. Ha ha, tiếng cười khàn khàn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang vọng không trung. Thân hình Tuyệt Linh Vương lúc này trực tiếp dừng lại giữa không trung. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này sợ rằng Lục Thiếu Du ít nhất cũng đã chết 180 lần rồi. Mau trở lại thành cự giang, nhanh. Tuyệt Linh Vương mang theo sự giận dữ ngập trời mà quay về. Phía xa, đám người Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra thế nhưng cũng nhanh chóng trở về thành cự giang. Trong không trung,
thân hình Bạch Linh dừng lại giữa không trung rồi nói. Lần này đoán chừng bọn hắn đã bị ngươi làm cho tức điên lên rồi. Không sao, đây chính là hiệu quả mà ta muốn. Chỉ sợ tới lúc đó, Tuyệt Linh Vương này tuyệt sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với ngươi. Bạch Linh nói, hắn định đối phó với ta như thế nào, ngay cả ta là ai hắn cũng không biết nha. Lục Lâm Thiên khẽ cười, thân phận Dương Quá này quả thực vô cùng tốt ha. Nếu như đổi lại thân phận là Lục Thiếu Du mà nói, tới lúc này có lẽ Tuyệt Linh Vương kia tuyệt đối sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với Phi Linh Môn. Trong thành Cự Giang, Tuyệt Linh Tông lúc này cơ hồ đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là lửa, thi thể tràn ngập trên mặt đất, ước chừng có hơn 1.000 thi thể. Trong đó còn có vài vũ suất đều bị thị huyết linh phong vây công tới chết. Còn có mấy người cũng trực tiếp bị mất mạng trong tay Khôi Tứ. Đám người vây quanh xem xét lúc này cũng chỉ thầm than một tiếng. Tuyệt Linh Tông đắc tội với Dương Quá kia quả thực là chuyện không hề sáng suốt chút nào. Không ngờ lại bị hắn trả thù điên cuồng như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nhìn thấy một màn này, trong bốn tối có không ít cường giả âm thầm hít sâu một hơi. Không ít người các thế lực khác cũng xen lẫn vào bên trong đám người. Lúc này không ít người âm thầm quyết định, về sau dù thế nào cũng không nên đắc tội với Dương Quá kia. Một khi đắc tội với người nọ thì chính là ác mộng. Tuyệt Linh Tông lần này tổn thất thảm trọng rồi. Tuyệt Linh Vương sợ rằng cũng sắp biến thành một kẻ cô độc, chỉ là một tên tướng không quân mà thôi. Dương Quá này quả thực đủ ngoan độc, một người mà khiến cho Tuyệt Linh Vương thành như vậy. Tuyệt Linh Vương có lẽ sắp phát điên rồi. Ai bảo hắn muốn gây chuyện với Dương Quá kia? Trong bóng tối, có một ít người khẽ nghị luận, trên không trung, mấy đạo thân ảnh trước sau rời đi. Mà lúc này có một người nhìn thấy thi thể la liệt trong quảng trường, hai mắt như muốn nứt ra. Phanh! Hai mắt Tuyệt Linh Vương trợn lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, một cước hung hăng đạp mạnh lên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bạo liệt. Dương Quá, Tuyệt Linh Vương ta thề không giết ngươi thì không làm người. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong không trung, cả không gian lúc này bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Không tốt, vạn tượng môn của ta. Nhìn thấy cảnh này trong nội tâm Bạch Vạn Tượng lập tức rét lạnh. Thân thể nhanh chóng chạy về phía Vạn Tượng Môn. Hắn và Tuyệt Linh Vương đã từng thương nghị qua cho nên bọn nhắn mới chờ đợi Dương Quá kia xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không đánh mà lui, ngược lại còn bị người ta dùng kế điệu hổ ly sơn. Tuyệt Linh Tông tổn thất thảm trọng, cơ hồ bị san thành bình địa. Giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuyệt Linh Tông còn nhiều cường giả mà lại bị như vậy, Vạn Tượng Môn hắn lúc này cũng không còn có cường giả nào khác a. Trong một đình viện yên tĩnh, dưới ánh trăng nhu hòa đình viện như được bao phủ bởi ánh sáng mông lung. Dưới bóng đêm lờ mờ chắc quanh còn có không ít lá cây như nhảy múa trong gió. Hoàng Đan, ngươi còn nhận ra ta hay không? Trong đình viện, trước người Hoàng Đan có một nam tử trung niên vẻ mặt âm lệ. Thân hình gầy gò, khí tức có chút hỗn loạn. Ngươi là phó trưởng môn. Hoàng Đan nhìn chăm chú vào trung niên trước mặt này thân thể chậm rãi lui về phía sau. Trong mắt mang theo hàn ý. Trong đoạn thời gian này nàng một mực bị nhốt ở trong Vạn Tượng Môn, căn bản không có cách nào rời đi. Mà trong miệng đệ tử Vạn Tượng Môn nàng cũng đã biết được chuyện xảy ra gần đây, biết được Vạn Tượng Môn thương vong thảm trọng, mà ngay cả phó trưởng môn cũng phải dùng hồn anh đào tẩu. Bộ dáng hiện tại dường như đang tìm người để đoạt xá. Hừ, không sai, mau nói cho ta biết, chỗ ở của Dương Quá kia ở nơi nào, hắn hại ta thành như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam tử trung niên nổi giận, hồn anh đoạt xá thành công, thế nhưng thực lực của hắn lúc này lại chỉ tới linh xuất bát trọng đỉnh phong mà thôi. So với linh vương nhất trọng khi trước hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Quan trọng nhất chính là sau khi đoạt xá cũng coi như giữ lại được tính mạng. Thế nhưng tu vi sau đó khó mà tiến thêm một bước. Phó trưởng môn, ta cũng không quá quen biết với Dương Quá đại nhân, cũng không biết hắn ở đâu. Hoàng Đan chậm rãi lui về phía sau rồi nói. Lúc này biết người nọ không có việc gì, trong lòng nàng âm thầm thở ra một hơi. Các ngươi không quen thì sao ngươi lại đi mật báo cho hắn? Nếu như ngươi không nói thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Chậm rãi ép Hoàng Đan sát vào tường. Phó trưởng môn, ta thực sự không biết, người thả ta ra, dù sao ta cũng là người của Vạn Tượng Môn. Hoàng Đan lúc này đã dựa lưng vào tường, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Từ trong mắt người này khiến cho nàng có dự cảm không tốt.
khặc khặc, cái thân thể mới này của ta không biết có dùng được không? Ngươi cũng coi như không tệ, trước tiên ta hảo hảo chơi đùa với ngươi một lát. Nam tử kia dùng ánh mắt dâm tà nhìn vào đôi ngọc thỏ trước ngực Hoàng Đan, cánh tay lập tức đưa về phía trước. Là ai? Ngay khi nam tử trung niên này vừa mới giơ hai tay về phía trước thì đột nhiên quay người về phía sau. Tay áo nhanh chóng phất lên, một đạo linh hỏa từ trong tay áo hắn nhanh chóng được bắn ra. Siêu siêu. Ngay khi đạo linh hỏa này bắn ra, một đạo quang trụ màu trắng cũng nhanh chóng xuất hiện rồi hung hăng va chạm với linh hỏa. Đoạt xá thành linh xuất bát trọng, thực lực của ngươi trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thân thể mềm mại của Bạch Linh vô thanh vô thức xuất hiện. Ngay cả một chút chấn động trong không khí cũng không có. Lúc này trong không khí chỉ có một mùi hương nhàn nhạt mê người mà thôi. Là ngươi. Trong nháy mắt này đại hán trung niên này như gặp phải sát tinh, sắc mặt lập tức đại biến. Trong nháy mắt này, cánh tay mềm mại quỷ Bạch Linh duỗi ra. Quang mang màu trắng trên người giống như một đầu mãng xà nhỏ cuốn quanh cánh tay nàng, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Lập tức hóa thành mấy đạo trưởng ấn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh vào trên người đại hán này. Đại hán trung niên này nhanh chóng lùi lại, thế nhưng trong lúc vô hình không gian đã bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào nhúc nhích, nếu như là trước kia có lẽ hắn còn có sơ sơ phản kháng một chút. Mà lúc này bản thân hắn lại không có một chút sức lực phản kháng nào. Nhanh chóng bị cấm chế. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong trước mắt. Lúc này trước mặt Hoàng Đan xuất hiện hai đạo thân ảnh một trắng một xanh. Dương Quá đại nhân, Mạc Sầu đại nhân. Ánh mắt Hoàng Đan khẽ giật mình, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Khoảng cách giữa Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn khá xa. Lúc này trong đêm tối đột nhiên có ánh lửa xuất hiện. Sau mấy tiếng bạo liệt vang lên, lập tức mấy người chung quanh bị kinh động. Dương Quá tới rồi. Nhìn thấy cảnh tượng của Vạn Tượng Môn, trong nội tâm mọi người đều thầm nghĩ. Dương Quá, ta và ngươi thề không đội trời chung. Bạch Vạn Tượng vội vàng đuổi về phía Vạn Tượng Môn. Lúc này Vạn Tượng Môn đã hỗn loạn thành một đám. Tình huống của Vạn Tượng Môn hiện tại so với Tuyệt Linh Tông cũng không kém là bao. Nhìn tâm huyết cả đời của mình lúc này, Vạn Tượng Môn mà một đời hắn dốc sức xây dựng lúc này lại có kết cục như vậy, trong nội tâm Bạch Vạn Tượng vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình lại trêu chọc tới sát tinh kia. Lúc trước nếu như mình không trêu chọc tới Dương Quá và Mạc Sầu kia thì Vạn Tượng Môn sẽ bình yên vô sự, sẽ không có hậu quả như vậy. Thế nhưng trong sự hối hận này, Bạch Vạn Tượng lại càng giận dữ. Không đối phó với tên Dương Quá kia trong lòng hắn khó mà yên được. Trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang lúc này có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Mấy người này chính là Lục Lâm Thiên, Bạch Linh cùng Hoàng Đan. Còn có nam tử trung niên bị Lục Lâm Thiên cấm chế. Hoàng Đan tiểu thư, nàng nên trở lại Hoàng gia đi. Khi đó cũng không ai dám làm phiền nàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi vào trên người Hoàng Đan rồi nói. Dương Quá đại nhân, ngươi tin ta không bán đứng các ngươi sao? Hoàng Đan nói. Ta không hồ đồ như vậy, ta đi trước. Thanh âm Lục Lâm Thiên vừa dứt, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất mãi cho tới khi không còn dấu vết thì ánh mắt Hoàng Đan khẽ đổi, hai hàng lông mi nhíu lại rồi lập tức biến mất trong rừng cây. Sắc trời vừa sáng, trong một sơn động, lúc này Tụ Linh Vương sau khi đoạt xá đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về bốn đạo thân ảnh phía trước. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy hai người Dương Quá cùng Mạc Sầu lột mặt nạ xuống. Dương Quá kia cũng chỉ là một thanh niên 21 tuổi mà thôi. Mà trên khuôn mặt kiên nghị kia lại mang theo nụ cười tà dị khiến cho trong lòng hắn run rẩy. Mà ba người còn lại, Mạc Sầu kia là yêu thú thất giai trung kỳ hóa thành hình người, không ngờ lại tuyệt mỹ vô cùng, yêu mị, lạnh lùng giống như tiên tử. Một nữ tử khác thân thể vô cùng nóng bỏng, hắn cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là do thị huyết linh phong biến thành. Về phần một tiểu đồng tóc vàng cuối cùng kia, trong mắt mang theo hàn ý đang nhìn về phía hắn chính là một con rắn nhỏ màu vàng biến thành. Lúc này Tụ Linh Vương kinh ngạc tới mức ngây người. Hóa ra Dương Quá khiến cho thành Cự Giang xôn xao gần đây chỉ là một thanh niên mà thôi. Không ngờ lại là một người trẻ tuổi tới như vậy, chuyện này sợ rằng vượt quá sự đoán của tất cả mọi người. Linh xuất bát trọng đỉnh phong, cũng tạm được. Nhìn qua thân thể Tụ Linh Vương vừa mới đoạt xá Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Tăng thêm tên linh xuất bát trọng đỉnh phong này hắn muốn đột phá tới linh xuất bát trọng có lẽ cũng đủ.
Tụ Linh Vương nhìn Lục Lâm Thiên, dường như muốn nói cái gì đó, thế nhưng do cấm chế cho nên nói không nên lời. Tới phiên ngươi. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, trong tay phải của Lục Thiếu Du có một vòng xoáy bằng chân khí trực tiếp hiện lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng đặt tay lên đỉnh đầu của Tụ Linh Vương. Dưới cỗ lực lượng thôn phệ mạnh mẽ này, một cỗ linh lực bàng bạc lúc này tràn vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Mà lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng. Giờ phút này tuy rằng Tụ Linh Vương kia chỉ có tu vi linh xuất bát trọng đỉnh phong. Thế nhưng bởi là vì người đoạt xá cho nên có hồn anh ở trong cơ thể. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được hồn anh ở trong đầu của Tụ Linh Vương. Hồn anh kia đang không ngừng dãy dục, hồn anh này dãy dụa khiến cho hắn cũng không biết làm thế nào. Dù sao đây chính là hồn anh của Linh Vương. Hồn anh mà thôi, đáng tiếc ngươi không phải là Linh Vương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân thần được rót vào. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng áp xuống. A! À, Tụ Linh Vương kêu lên một tiếng thê thảm. Hồn anh trực tiếp bị lực lượng quỷ dị kia thôn phệ. Hồn anh của hắn lúc đoạt xá cũng đã tiêu hao không ít. Lúc này còn chưa có khôi phục, mà hồn anh đơn thuần lúc này thực lực cũng giảm lớn, căn bản không có cách nào chống lại được cỗ lực lượng thôn phệ này. Đến lúc này Tụ Linh Vương cũng biết được một chuyện khiến cho hắn kinh hãi. Dương quá này không ngờ có thể thôn phệ linh lực cùng hồn anh của hắn. Chỉ tiếc, chuyện này hắn đã không thể nói cho bất luận kẻ nào biết được. Sau khi đem Tụ Linh Vương thôn phệ thành một cỗ thây khô, trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một cỗ linh hỏa đốt thi thể hắn thành cho bụi. Mặc dù vận khí của hắn không tệ, hồn anh chạy trốn được, lại còn đoạt xá được linh xuất khác. Thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Một lát sau Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, thủ ấn được kết, bắt đầu chậm rãi chu luyện. Nhanh chóng luyện hóa đám linh lực được thôn phệ trong cơ thể. Cỗ linh lực được hắn thôn phệ vào trong cơ thể cực kỳ khổng lồ, tu vi linh xuất bát trọng đỉnh phong đương nhiên không hề tầm thường. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm mừng rỡ đó chính là hồn anh của Tụ Linh Vương này cũng được Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ. Hồn anh này tuy rằng sau khi đoạt xá đã tiêu hao không ít. Thế nhưng vẫn là hồn anh. Hồn anh này sau khi bị cắn nuốt, linh hồn lực của hắn đã được tăng cường gấp mấy lần. Linh hồn lực được tăng cường, Lục Lâm Thiên cũng không dám hy vọng quá lớn. Dù sao còn kim đao màu vàng trong đầu hắn, linh hồn lực của hắn muốn tăng cường còn phải xem kim đao màu vàng này nguyện ý bố thí cho hồn đan của hắn hấp thu bao nhiêu. Cỗ linh lực được thôn phệ này cực kỳ bàng bạc, thế nhưng cũng không cuồng bạo. Bởi vì bản thân của nó đã là linh lực, Lục Lâm Thiên chỉ cần luyện hóa một chút bỏ đi tạp chất là có thể chuyển thành linh hồn lực của bản thân. Trong thời gian mấy ngày này Lục Lâm Thiên đã đột phá tới linh xuất thất trọng. Sau khi thôn phệ đột phá tới linh xuất thất trọng trung kỳ, lần thôn phệ Tụ Linh Vương đã đoạt xá này Lục Lâm Thiên phỏng chừng có lẽ đột phá tới linh xuất bát trọng cũng không thành vấn đề. Những linh lực được thôn phệ này chỉ cần luyện hóa một chút là tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Sau một lát, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang vô hình trong suốt. Khí tức trên người chậm rãi tăng lên. Loại tốc độ tăng lên này cực kỳ nhanh. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cỗ linh lực được thôn phệ đến kia chỉ cần luyện hóa một chút là trở thành linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên, tốc độ này quả thực là dọa người. Huyết Mị nhìn qua vị chủ nhân này cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thôn phệ linh lực và chân khí để đột phá, chủ nhân lại là linh vũ song tu, trong trí nhớ của nàng, dường như trong nhân loại cũng không có loại người như vậy. Trong thành Cự Giang, lúc Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa, thành Cự Giang lại vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa lại còn náo nhiệt hơn trước. Mà bây giờ trong thành Cự Giang to lớn này, chỉ cần là linh giả cùng vũ giả, không có người nào không biết Dương Quá và Mạc Sầu kia. Tất cả các thế lực lớn trong thành Cự Giang không khỏi hít sâu một hơi, truyền lời xuống tất cả môn nhân. Cho dù đắc tội ai cũng được thế nhưng không thể đắc tội với Dương Quá kia. Thực lực của Dương Quá này tuy rằng là cực kỳ cường hãn, tuy cũng không phải đạt tới mức không ai đối phó được. Thế nhưng mà Dương Quá này lại xuất phủ nhập thần, không có ai biết rõ thân phận của hắn. Cũng không biết hắn từ đâu tới. Chính điều này mới khiến mọi người không dám trêu chọc, đặc biệt là màn trả thù huyết tinh kia, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào thừa nhận được. Nói tới Dương Quá này tất cả các sơn môn không dám trêu chọc. Thế nhưng trong lòng mọi người quả Dương Quá này chính là thần tượng của bọn họ. Trực tiếp khiến cho Tuyệt Linh Tông cùng vạn tượng môn hao binh tổn tướng. Gà chó không yên.
quả thực không có ai dám làm điều này. Mà trong mấy trăm năm qua, người có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy trong thành Cự Giang này cũng không có người nào khác. Trong tửu điếm, trà lâu, hiện tại tất cả mọi người đều đang đàm luận về Dương Quá này. Đang phỏng đoán xem Dương Quá này có còn trở lại thành Cự Giang đối phó với Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn hay không. Thậm chí còn có không ít người dùng việc này để mở ra sòng đặt cược. Trong 3 ngày trở lại, 7 ngày trở lại, nửa tháng trở lại, tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Đông Cung Phụng, chúng ta tới rồi. Ngoài thành Cự Giang, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy người đi đầu chính là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Báo, Hoa Mãn Lâu. Một đường cưỡi cửu đầu yêu giao từ Phi Linh Môn, rốt cuộc mọi người đã tới thành Cự Giang. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ đặt chân, sau đó nghe ngóng một chút tin tức của huyền thiên bí cảnh kia. Nhìn dòng người hối hả chung quanh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không khỏi kinh ngạc. Thành Cự Giang này không ngờ lại to lớn tới như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khanh khách, Oánh tỷ, không nghĩ tới các người cũng tới. Lúc này một tiếng cười ôn nhu truyền tới. Lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Mấy người xuất hiện không phải là ai khác mà chính là Khâu Mỹ Vi, Lữ Chính Cường, còn có mấy người Hàn Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, Vương Trưởng Lão của Linh Thiên Môn. Hóa ra là Mỹ Vi muội muội cùng Lữ Trưởng Môn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng đi tới tước người Khâu Mỹ Vi. Bái kiến Lữ Trưởng Môn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu lập tức thi lễ. Sắc mặt mọi người hơi đổi, trước mặt Lữ Chính Cường này trong lúc vô hình mọi người cảm giác được một cỗ áp chế như có như không. Lại thêm hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ giữa trưởng môn và Lữ Chính Cường này cho nên không dám thất lễ. Cho dù là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng phải hành lễ. Người không hành lễ chỉ có Thiên Độc Yêu Long kia mà thôi. Chư vị chớ đa lễ. Không nghĩ tới lần này Vô Mệnh huynh đã là Thôi Hồn Độc Vương rồi. Chúc mừng. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn vào người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi đáp lễ nói. Lữ trưởng môn quá khen. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Sắc mặt khẽ biến đổi, trong nội tâm hắn vô cùng hiểu rõ. Nếu như không phải mình ở Phi Linh Môn, nếu như không phải bởi vì Lục Thiếu Du thì Lữ Chính Cường này chỉ sợ sẽ không khách khí với hắn như vậy. Không nghĩ tới Phi Linh Môn hiện tại nhân tài đông đúc a. Quả thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt, có lẽ Độc Vương cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí không ít. Ánh mắt Lữ Chính Cường đảo qua mọi người trong Phi Linh Môn, lúc này ngay cả hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhìn vào cỗ thực lực của Phi Linh Môn lúc này, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, đều là người thanh danh hiển hách trong cổ vực. Đều là vũ xuất cửu trọng, lại thêm Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Còn có Băng Mộc Vương giả cùng Linh Tôn thần bí kia, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại vô cùng cường hãn. Lúc này sau người Lữ Chính Cường, Hàn Trưởng Lão cùng mấy người của Linh Thiên Môn nhìn thấy thực lực của Phi Linh Môn sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Trong cổ vực, những thế lực nhất lưu có thể xuất ra loại thực lực này quả thực còn chưa có. Lữ Trưởng Môn nói đùa rồi, Phi Linh Môn so sánh với Linh Thiên Môn mà nói, quả thực là gặp tiền bối a. Phi Linh Môn có quy mô như ngày hôm nay cũng là do trưởng môn xuất lực, lão phu không dám kể công. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia đâu rồi? Chẳng lẽ nó không tới? Lữ Chính Cường đảo qua đám người Phi Linh Môn, thế nhưng cũng không nhìn thấy Lục Lâm Thiên. Trưởng môn có chút việc cho nên không đi tới đây. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Có một số việc hắn cũng không tiện nói. Cũng không thể nói rõ là trưởng môn đã đi tới thành Cự Giang gia nhập Thiên Địa Các rồi. Ồ, ánh mắt Lữ Chính Cường có chút ngoài ý muốn, lập tức nói. Chư vị Phi Linh Môn đã tới thành Cự Giang, mọi người cũng đều là thế lực trong cổ vực. 7 ngày sau Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang còn có Song Đao Môn, mà Tâm Cốc cùng mấy sơn môn khác có một lần tụ hội, thương nghị một ít chuyện. Nếu như Phi Linh Môn tới vậy thì nên tham dự một lần. Tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ tới. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ biến đổi, không chút do dự đáp ứng. Mỹ Vi muội muội, đến lúc đó gặp lại. Lúc này, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng Khâu Mỹ Vi bên cạnh đã trò chuyện xong, mọi người tách nhau rời đi. Thực lực Phi Linh Môn quả thực không giống khi trước,
Lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại một lần nữa đột phá. Tốc độ quả thực rất nhanh. Nhìn bóng lưng mọi người Tổng Phi Linh Môn, Hàn trưởng lão Vũ Vương Tam Trọng sau người Lữ Chính Cường khẽ nói. Thực lực Phi Linh Môn không tệ, bất quá quan trọng nhất chính là Băng Mộc Tôn Giả cùng với Linh Tôn Thần Bí kia. Có hai người này tỏa chấn, Phi Linh Môn mới hoàn toàn không giống khi trước. Lữ Chính Cường nói. Chính Cường, có lẽ Phi Linh Môn tới thành Cự Giang cũng là vì chuyện của Huyền Thiên Bí cảnh kia. Sự tình lớn như vậy tiểu tử Lâm Thiên lại không tới, quả thực có chút kỳ quái. Khâu Mỹ Vi nói. Có lẽ tiểu tử kia tới trước cũng không nhất định. Lữ Chính Cường nói. Trong thành Cự Giang, tại một khách điếm, hơn trăm người Phi Linh Môn lúc này cư ngụ ở chỗ này quả thực có chút phiền phức. Bất quá trong thành Cự Giang này vốn thường có rất nhiều lui tới cho nên khách điếm cũng nhiều, quả thực cũng đủ chỗ đặt chân. Hơn trăm người của Phi Linh Môn trực tiếp được an bài trong hai tòa đình viện, giá cả cũng không rẻ. Cũng may Phi Linh Môn hiện tại cũng không thiếu tiền, chút tiền ấy vẫn không cần để ý. Lão gia hỏa, xem ra nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều đã tới. Còn có Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn cùng những sơn môn khác, tất cả các thế lực lớn trong cổ vực thương nghị, chẳng lẽ là vì chuyện Huyền Thiên Bí cảnh kia? Trong phòng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh sau khi bố trí một đạo cấm chế rồi nói. Trong thành Cự Giang này vô cùng hỗn tạp cho nên phải cẩn thận một chút miễn cho bị người khác nghe lén. Có lẽ là vì việc này. Vừa rồi trong thành Cự Giang này ta cũng đã quan sát một ít. Có không ít cường giả tán tu cũng tới. Xem ra tin tức Huyền Thiên Bí cảnh đã tiết lộ ra ngoài. Sự tình lớn như vậy có lẽ Tam Tông Tứ Môn cũng các sơn môn khác cũng đã nhận được tin tức. Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang muốn thương nghị có lẽ sự tình không hề đơn giản một chút nào. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đó là đương nhiên, chúng ta đi dò xét tin tức một phen. Cũng không biết có thêm tin tức về Huyền Thiên Bí cảnh này hay không. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Nếu như có tin tức cụ thể thì khi chúng ta vừa mới vào thành đã không gặp được đám người Linh Thiên Môn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ngoài thành Cự Giang, tại một sơn động ẩn giấu trong sơn mạch. Không biết từ khi nào ở trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ tới đây. Trong sơn động, trên Linh Ngọc Sàng cũng có một cỗ năng lượng hội tụ. Khí tức trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra ngoài, từ từ được tăng cường. Một cỗ linh lực mênh mông giống như gợn sóng từ trên cơ thể hắn khuếch tán ra. Nếu như lúc này có linh giả ở đây không khó nhìn ra lúc này Lục Thiếu Du đang bắt đầu đột phá. Từ động tĩnh đột phá có thể nhìn ra lúc này hắn đang đột phá từ linh suất thất trọng lên linh suất bát trọng. Lúc này quang mang quanh người Lục Lâm Thiên vô cùng chói mắt, khí tức kéo lên. Hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Kim đao màu vàng phía trên hồn đan cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh lực. Cứ như vậy sau khi kéo dài một đoạn thời gian rất lâu thì tất cả mới yên tĩnh lại. Một lát sau, một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên được thở ra. Siêu siêu. Hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt càng thêm sáng ngời, thâm thúy. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Sau khi thôn phệ tụ linh vương đoạt xá, số linh lực vừa đủ để hắn từ linh suất thất trọng trung kỳ đột phá lên linh suất bát trọng. Mà hồn anh của tụ linh vương kia đối với linh hồn lực của hắn cũng được tăng cường không ít. Đương nhiên, đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng kia cướp đi. Linh suất bát trọng. Hai tay nắm chặt, linh lực trong tay tuôn ra, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuếch tán. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Gần đây có Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn cung cấp linh suất, tốc độ đột phá của hắn nhanh hơn nhiều. Cảm giác linh khí tràn ngập trong cơ thể. So với linh suất thất trọng còn được tăng cường không ít. Đặc biệt là phương diện linh hồn lực, Lục Lâm Thiên phán đoán. Linh hồn lực của hắn lúc này sợ rằng so với linh suất cửu trọng đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Muốn chống lại linh suất cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Mà hồn đan, trước kia dùng linh thần dịch cùng hồn linh quả, lại thêm địa linh dịch đều khiến cho linh hồn lực của hắn đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Mà trên phương diện linh hồn lực này quan trọng nhất chính là kim đao màu vàng kia. Thứ này giúp hắn không sợ bất luận linh hồn công kích nào. Nếu một linh giả nào không biết mà dùng linh hồn công kích hắn thì hắn có thể khiến cho đối phương ôm hận. Gần đây ngươi đột phá quá nhanh, coi chừng căn cơ bất ổn, phải chú ý một chút. Bạch Linh đến bên người Lục Lâm Thiên rồi nhìn hắn nói. Đúng vậy, kế tiếp phải củng cố tu vi một đoạn thời gian. Lục Lâm Thiên nói, hắn từ linh suất lục trọng đột phá tới linh suất bát trọng, cũng nên củng cố một phen.
trong thành Cự Giang này Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn trước mắt không phải thời điểm hắn đi đối phó. Nên ngừng một thời gian rồi lại đối phó cũng tốt, hắn ở tối, bọn chúng ở ngoài sáng, không sợ bọn chúng chạy mất. Huống chi nếu muốn đánh chết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng có thể đối phó được, không nhất định phải đánh chết. Lão đại, chừng nào thì huynh mới có thể đột phá tới Vũ Vương? Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên rồi nghênh cái đầu hỏi. Sẽ nhanh thôi, cũng không biết ta có thể thuận lợi đột phá hay không. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi thở dài. Đột phá linh suất cùng vũ suất, trong nội tâm Lục Lâm Thiên không quá lo lắng. Thế nhưng đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, Lục Thiếu Du lại cảm thấy rất lo lắng. Đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, đây là một ranh giới vô cùng lớn của bất kỳ một vũ giả cùng linh giả nào. Cái ranh giới này không dễ vượt qua, mà một khi vượt qua thì sau này hắn có thể chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Cấp bậc hoàn toàn khác với vũ suất và linh suất. Mà lúc đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương bản thân hắn phải đồng thời đột phá. Độ khó trong đó lúc này Lục Lâm Thiên vẫn không biết được. Bất quá Lục Thiếu Du không quên, lúc ở Vân Dương Tông, hắn đột phá Vũ Phách cùng Linh Phách gặp phải không ít khó khăn. Có lẽ đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương khó càng thêm khó. Lão đại muốn đột phá nhất định không thành vấn đề. Tiểu Long nói với giọng chắc nịch. Tiểu gia hỏa, đệ cần phải cố gắng tu luyện. Lục Lâm Thiên vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long, khẽ mỉm cười nói. Đệ đã rất cố gắng rồi nha, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh, là huynh không cho đệ ra tay đó chứ. Tiểu Long kháng nghị nhìn lão đại, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động, dường như không phục. Lâm Thiên, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Có lẽ trong thành Cự Giang này Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Vật sợ rằng đã bị ngươi chọc tới điên rồi, nhất định sẽ đi khắp nơi tìm ngươi. Bạch Linh nói. Lục Lâm Thiên có chút do dự rồi lập tức nói. Sự tình Huyền Thiên Bí Cảnh có lẽ thiên địa các đã có thêm tin tức, chúng ta phải đi nhìn xem một chút. Ngươi vừa xuất hiện sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Bạch Linh nói. Yên tâm, lần này chúng ta quang minh chính đại đi vào thành Cự Giang. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Ngươi định dùng thân phận thật đi vào thành Cự Giang sao? Nhưng mà thiên địa các này muốn biết tin tức thì phải có thân phận trưởng lão mới biết được. Đôi mắt Bạch Linh không ngừng biến ảo, nói. Sẽ có người biết được tin tức. Lục Lâm Thiên cười nói. Linh Vũ song quái cùng Tả Thiên Khung có lẽ cũng đã khôi phục không kém rồi. Mấy ngày sau, lúc này từng cơn gió thu thổi qua thành Cự Giang kéo theo không ít lá rụng. Trong lúc bất chi bất giác lúc này đã tới cuối mùa thu. Ở sơn mạch bên ngoài thành Cự Giang lá rụng trong sơn mạch theo gió thu tiến vào trong thành Cự Giang. Đông Công Phụng, tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh này chúng ta đã tìm hiểu mấy ngày, thế nhưng cũng không tìm được tin tức nào hữu dụng. Trong phòng, Hoa Mãn Lâu nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Việc này cũng không phải là người bình thường có thể biết rõ. Muốn tìm hiểu tin tức ở bên ngoài quả thực rất khó. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Bằng không chúng ta tìm thiên địa các tìm hiểu tin tức. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh do dự một chút rồi nói. Tin tức thiên địa các không dễ dàng bán ra. Tin tức của Huyền Thiên Bí Cảnh này ta đoán có lẽ trị giá một bộ vũ kỹ địa cấp. Quá đắt. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ một tiếng. Thiên địa các này hắn cũng đã tìm hiểu qua. Thế nhưng muốn mua tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh quả thực không dễ. Trừ phi là người trong thiên địa các. Bằng không muốn tin tức của thiên địa các quả thực cái giá không hề rẻ. Lưu Tinh Hà nói. Cũng không biết tiểu tử kia ở đâu, chúng ta ở đây buồn bực mấy ngày, thế nhưng một chút đầu mối cũng không có. Thiên Độc Yêu Long lên tiếng nói. Trong thành Cự Giang này mấy ngày khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Bẩm chư vị cung phụng cùng trưởng lão, người của Linh Thiên Môn đã đưa tới tin tức. Ngoài sảnh, Hoàng Bác Nhiên mang theo cái đầu bóng lưỡng của mình đi tới rồi hành lễ với mọi người. Linh Thiên Môn không ngờ cũng biết chúng ta ở đâu, tin tức quả thực nhanh nhạy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhướng mày nói. Một đám người chúng ta đặt chân ở chỗ này, trong thành Cự Giang này Linh Thiên Môn cũng có mạng lưới tin tức, đương nhiên không thể giấu được bọn hắn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Linh Thiên Môn truyền tới tin tức gì? Thiên Độc Yêu Long vuốt râu nói. Bẩm Độc Long Cung Phụng, Linh Thiên Môn mời Phi Linh Môn chúng ta tới thương nghị với tất cả các thế lực lớn trong cổ vực. Hoàng Bác Nhiên trả lời. Đi thôi, nói không chừng còn đạt được một ít tin tức. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhíu mày nói.
Ngoài thành Cự Giang, lúc này có 7 đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong dòng người hối hả. 7 người tiến vào trong thành lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. 7 người 4 nam 2 nữ 1 tiểu đồng. Hai nữ nhân kia khiến cho người ta vô cùng chú ý, bởi vì dung mạo của hai nàng chỉ hình dung được bằng câu từ quốc sắc thiên hương. Bất quá hai nữ nhân này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mà mấy người bên cạnh hai nữ nhân này cũng không phải là người dễ trêu. Chung quanh lúc này đã có không ít người đang bịt mũi cho máu khỏi chảy ra cho nên cũng không có ai dám tới gần. Mà 7 người này chính là Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Bạch Linh, Huyết Mị còn có Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Linh Vũ Song Quái cùng Tả Thiên Khung sau khi có được giải dược của Huyết Mị lại thêm đan dược Lục Thiếu Du lưu lại, trong thời gian 2 tháng này thương thế đã khôi phục khá tốt. Chỉ là thương thế Tả Thiên Khung so với hai người kia nghiêm trọng hơn, thế nhưng lúc này cũng đã không còn đáng ngại. Trưởng môn, chúng ta vào thành là có chuyện gì? Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung thấp giọng hỏi. Tả trưởng lão, ngươi hẳn là trưởng lão của Thiên Địa Các đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đúng vậy, là trưởng lão cửu phẩm của Địa Các. Tả Thiên Khung đáp. Vậy thì Tả trưởng lão nhanh chóng đi tới Thiên Địa Các đi. Lục Lâm Thiên nói. Tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh, dùng thân phận của hắn bây giờ vô pháp thu được. Tả Thiên Khung cũng là người Thiên Địa Các, tin tức này đương nhiên có thể lấy được. Trưởng môn muốn ta đi Thiên Địa Các, không biết là có chuyện gì. Tả Thiên Khung hỏi, mà khi âm thanh Tả Thiên Khung vừa dứt, phía trước lúc này có không ít người vây quanh. Phanh! Lúc này, phía trước có một âm thanh trầm thấp vang lên, dường như có người đang giao thủ, nơi này đã thu hút không ít người tại phụ cận tụ tập. Chúng ta là người phi linh môn, các ngươi là người phương nào? Một tiếng hét lớn truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tiểu Long lập tức nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Hừ, phi linh môn cái rắm, quỷ đao môn chúng ta cũng không biết, dám trêu vào quỷ đao môn chúng ta, các ngươi muốn chết. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Lão đại, hình như là Trương Minh Đào kia. Tiểu Long chớp mắt, nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi nhìn xem. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Âm thanh này Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận ra, đúng là của Trương Minh Đào. Không ngờ Trương Minh Đào này lại có mặt ở đây, không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh vừa dứt, Lục Lâm Thiên lập tức nhảy về phía trước. Lúc này ước chừng chỗ này có vạn người, trong thành Cự Giang này vốn đã vô cùng tấp nập. Chỉ cần có chút náo nhiệt là lập tức có một đám đông vây chung quanh. Trên vạn người ở thành Cự Giang này quả thực chỉ là con số nhỏ. Trong đám người ở giữa đường cái lớn có 20 mấy thân ảnh. Trong đó có mấy người đúng là Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, còn có mấy hộ pháp cùng chấp sự của Phi Linh Môn. Sắc mặt mọi người lúc này vô cùng phẫn nộ, binh khí nắm trong tay, tùy thời động thủ. Thế nhưng ánh mắt mọi người lại có chút ngưng trọng, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn đám người bọn họ. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cùng hơn 20 đệ tử Phi Linh Môn đang bị hơn 40 người vây quanh. Hơn 4 người này đều mặc một bộ trang phục xanh hồn, trên lưng có đồ án khô lâu. Và lại hơn 40 người này đều có tu vi không kém. Tất cả đều đạt tới vũ phách cùng vũ tướng. Phía trước có hai đại hán tuổi chừng 4 người, từ khí tức trên người có thể nhận ra hai người này một người là vũ xuất nhị trọng, một người là vũ xuất tam trọng. Thực lực hơn 40 người này. Có hai vũ xuất so với đám người Trương Minh Đào cùng với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Trong đám người Trương Minh Đào hiện tại, người mạnh nhất chỉ là vũ tướng mà thôi, không những thế trong đội ngũ còn có vũ sư. Khí tức quanh người hai đại hán kia tràn ra khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Trong ánh mắt hai người này mang theo vẻ âm lệ, mắt nhìn đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn 40 đạo thân ảnh trước mặt. Sắc mặt Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên và đám đệ tử Phi Linh Môn đều có chút biến hóa. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên lúc này tu vi chỉ có vũ tướng nhất trọng mà thôi. Sau khi phục dụng vũ linh thánh quả, lại thêm đan dược trong môn cho nên mới có tu vi như hiện tại. Lúc này hai người đã được thăng lên làm hộ pháp trong Phi Linh Môn. Tuy trong đám hộ pháp hai người có thể xem như là người yếu nhất. Thế nhưng thân phận cùng địa vị lại cao nhất. Bị đối phương vây khốn, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cực kỳ lo lắng, bọn họ không nghĩ tới cung phụng không có ở đây lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu như trưởng lão cùng cung phụng có mặt, bọn họ hà tất phải sợ đám người quỷ đao môn này. Hắc hắc, tiểu tử, nơi này chính là thành Cự Giang,
cũng không phải là nơi nào khác. Ta không quản các ngươi là người nơi nào, đem tất cả nhẫn chữ vật của các ngươi tháo xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đại hán mặc trang phục màu đỏ vũ xuất tam trọng kia nhìn đám người Trương Minh Đào rồi nói. Nếu không thì muốn giết các ngươi chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Các hạ đừng quá đáng, bắt nạt đám người chúng ta không có trưởng lão cung phụng bên cạnh. Nếu không há để cho các hạ hung hăng càn quấy như vậy. Hôm nay nếu như ngươi dám đụng tới bọn ta, ta cam đoan phi linh môn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho quỷ đao môn các ngươi. Ánh mắt Hoàng Bác Nhiên lạnh lẽo, tuy rằng thực lực không bằng người, thế nhưng cái đầu chọc kia cùng với vẻ mặt dữ tợn cũng khiến cho khí thế trên người tăng lên không ít. Thực lực của phi linh môn lúc này đệ tử phi linh cũng biết. Cho nên cũng không đặt đám người trước mặt này vào trong mắt. Điều này cũng khiến cho đệ tử phi linh môn ra ngoài ngẩng cao đầu. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tự mình giao ra nhẫn chữ vật, không thì để ta động thủ tự mình lấy. Đại hán mặc trang phục màu đỏ lạnh lẽo nói, sát ý bắt đầu tuôn ra. Phi linh môn ta không có người nhu nhược, nếu muốn động thủ thì chúng ta cũng khiến cho ngươi không được yên. Cảm nhận được sát khí của đối phương, toàn thân Hoàng Bác Nhiên căng cứng, trầm giọng nói. Mấy đệ tử phi linh môn phía sau lưng hắn cũng cắn răng. Đệ tử phi linh môn từ trên xuống dưới đều như một, đều chiếm tiện nghi không bị thiệt thòi. Nếu như hôm nay bị thiệt, cho dù là bị mất mạng thế nhưng bọn hắn cũng không làm mất mặt mũi môn phái. Cho nên không bằng dốc sức liều mạng đáng cuộc một lần. Quả thực là chán sống rồi. Đám phi linh môn này không biết từ đâu tới, quả thực toàn là phế vật không sợ chết. Nghe Hoàng Bác Nhiên nói vậy, đại hán vũ xuất nhị trọng kia lúc này lạnh lẽo nói. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, chân khí bùng lên, thân hình trực tiếp bắn về phía trước. Thanh âm vừa dứt, khóe miệng đại hán vũ xuất nhị trọng này hiện lên sự khinh thường. Thân hình lướt về phía trước, thủ ấn được kết, bàn tay đột nhiên run lên, chân khí cường hãn khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo trưởng ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Hoàng Bác Nhiên. Khí thế cùng tốc độ như vậy Hoàng Bác Nhiên căn bản không có sức phản kháng. Vũ tướng nhất trọng cùng với vũ xuất nhị trọng, chênh lệch quá lớn. Dưới uy áp về cấp bậc của đối phương sắc mặt Hoàng Bác Nhiên đã tái nhợt. Sắc mặt đám vũ tướng sau lưng lúc này cũng đại biến. Lúc này chúng đệ tử của quỷ đao môn cũng đã nhào tới. Mọi người đi mau, mau đi tìm cung phụng cùng trưởng lão. Hoàng Bác Nhiên hét lớn một tiếng, thoát khỏi uy áp về cấp bậc. Trường kiếm trong tay run lên, trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang về phía trước. Siêu! Dưới kiếm quang, vũ xuất nhị trọng kia nở nụ cười lạnh. Thủ ấn biến hóa, năm ngón tay cong lên giống như móng vuốt của chim ưng, sau đó năm ngón tay khẽ bóp lại, không ngờ lại đem kình khí ấn chứa trong một kiếm của Hoàng Bác Nhiên bóp nát. Kiếm quang bị phong tỏa, sắc mặt Hoàng Bác Nhiên đại biến, chân khí toàn lực tuôn ra. Thế nhưng kiếm quang lúc này lại không thể động đậy. Căn bản không thể nào bứt ra. Con sâu cái kiến mà cũng dám động thủ với bản xuất, quả thực là muốn chết. Giờ phút này, đại hán vũ xuất nhị trọng kia vô cùng hung hăng càn quấy cười lớn một tiếng. Thân hình nhanh chóng tới gần, tay trái hắn lúc này mang theo một đạo trưởng ấn trực tiếp chụp về phía đầu Hoàng Bác Nhiên. Kinh khí cường hãn nhanh chóng bắn tới. Lúc này hai mắt Hoàng Bác Nhiên mở lớn, ngoài việc nhắm mắt chờ chết ra hắn đã không còn biện pháp nào khác. Ai bảo thực lực của hắn không đủ. Đám đệ tử phi linh môn chung quanh lúc này cũng bị đệ tử quỷ đao môn vây quanh, ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi, thế nhưng căn bản cũng không giúp được gì. Tất cả đám người vây xem chung quanh lúc này cũng đều dự định xem náo nhiệt. Trong thành Cự Giang này không phải ngày nào cũng xuất hiện những chuyện như thế này. Tất cả chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện, không có ai thương xót kẻ yếu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở nơi này không bao giờ giảng đạo lý. Siêu! Trưởng ấn mang theo kình phong bắn tới, nhanh chóng đánh vào trên đầu Hoàng Bác Nhiên. Vũ xuất nhị trọng nho nhỏ mà dám động tới người phi linh môn ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Bác Nhiên cùng chúng đệ tử phi linh môn. Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Bác Nhiên đã phải chết không thể nghi ngờ, lúc này có một tiếng xé gió vang lên. Một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng phía chân trời. Lời còn chưa dứt, có một thân ảnh màu xanh nhanh như chớp xẹt qua không gian lao tới. Trường ấn đỏ rực trực tiếp bắn về phía trước, những nơi đạo trường ấn này đi qua không gian trực tiếp vặn vẹo. Cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh về phía trường ấn của vũ xuất nhị trọng kia. Siêu! Trong lúc nguy cấp này,
đạo trưởng ấn của Vũ Xuất Nhị Trọng đánh về phía Hoàng Bác Nhiên bị đạo trưởng ấn đỏ rực kia đánh nát. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Vũ Xuất Nhị Trọng kia truyền ra. Ngay tại lúc đó, trưởng ấn của hắn tán loạn trước mắt Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên trực tiếp nhìn thấy trên tay đối phương lúc này xuất hiện một lỗ máu. Cả bàn tay bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra, phun lên trên mặt Hoàng Bác Nhiên. Khục khục, dưới kinh khí cường hãn, thân hình Vũ Xuất Nhị Trọng kia lảo đảo lui lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đất dưới chân trực tiếp nát bấy, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống dưới đất. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Đám đệ tử Quỷ Đao Môn đang động thủ chung quanh lúc này cũng dừng công kích, cả đám dùng ánh mắt khó tin, líu lưỡi nhìn về phía trưởng lão bị đả thương kia. Hoàng Bác Nhiên lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng dùng cánh tay áo lau vết máu trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn qua thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Kinh ngạc qua đi, ánh mắt hắn lập tức ngẩn ngơ rồi xuất hiện vẻ vui mừng cùng kích động, hắn thực sự không ngờ tới ở chỗ này có thể gặp lại trưởng môn nhà mình. Trưởng môn! Bái kiến trưởng môn! Hoàng Bác Nhiên nhanh nhẹn quỳ xuống. Đạo thân ảnh trước mặt này hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc. Ngoại trừ trưởng môn ra sao có thể là người khác được cơ chứ? Thanh âm của Hoàng Bác Nhiên khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn đang trợn mắt há mồm phục hồi tinh thần lại. Lập tức vẻ vui mừng, kích động hiện lên trên mặt bọn hắn. Lúc này trên mặt tất cả mọi người hiện lên sự vui mừng cùng kích động. Là trưởng môn tới. Trưởng môn đã tới thành Cự Giang. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Lúc này cho dù có người Quỷ Đao Môn gần trong gang tấc thì đệ tử Phi Linh Môn cũng không có chút cố kỵ, trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Có trưởng môn xuất hiện bọn hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Thậm chí đại bộ phận đệ tử Phi Linh Môn cũng biết, dùng tính cách trưởng môn, kế tiếp người của Quỷ Đao Môn này thực sự sẽ rất thảm. Gia hỏa vô dụng, không ngờ lại làm mất mặt mũi lão đại. Một thanh âm non nớt vang lên, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Long khẽ hừ một tiếng. Lúc này sáu đạo thân ảnh còn lại cũng chậm rãi đi tới rồi dừng lại bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tất cả đứng lên đi. Lục Lâm Thiên đưa mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh, đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện ở thành Cự Giang này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử Phi Linh Môn lập tức đứng dậy đi tới bên người trưởng môn. Lúc này đệ tử Quỷ Đao Môn còn chưa lấy lại được tinh thần, cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn hắn vô cùng cố kỵ cho nên hiện tại cũng không dám động tay chân ngăn cản. Các hạ là người phương nào? Lúc này, đại hán Vũ Xuất Tam Trọng của Quỷ Đao Môn nhìn đám người Lục Lâm Thiên, ánh mắt trầm xuống. Lục Lâm Thiên ra tay khiến cho hắn có cảm giác người này không hề dễ chọc. Lỗ tai ngươi điếc hay sao? Không nghe thấy ta là trưởng môn Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về phía người này rồi lập tức quay đầu nói với Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên. Có chuyện gì xảy ra? Trưởng môn, chúng đệ tử vừa mới đi dạo ở chỗ này chờ chư vị cung phụng cùng trưởng lão, không nghĩ tới đám người này lại vô cớ đi trêu chọc chúng đệ tử. Còn muốn cướp nhẫn chữ vật trên người chúng đệ tử. Hoàng Bác Nhiên nói. Đoạt sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn đám người Quỷ Đao Môn nói. Các ngươi là người của Quỷ Đao Môn. Đúng vậy, chúng ta là người của Quỷ Đao Môn. Ngươi làm trưởng lão Quỷ Đao Môn chúng ta trọng thương, khoản sổ sách này sợ rằng phải tính toán với ngươi rồi. Nói tới Quỷ Đao Môn, Vũ Xuất Tam Trọng kia lập tức cảm thấy có thêm sức mạnh. Quỷ Đao Môn ở trong thành Cự Giang này cũng là một thế lực không kém. Người bình thường cũng không dám trêu chọc, cũng khiến cho không ít người vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Bất quá hiện tại, Vũ Xuất Tam Trọng này không biết hắn đã trêu phải ai. Người mà hắn trêu chọc hiện tại chính là một sát tinh A. Quỷ Đao Môn, ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói, Quỷ Đao Môn này Lục Lâm Thiên cũng đã từng nghe nói qua. Là thế lực bên trong thành Cự Giang, thực lực tương đương với Vạn Tượng Môn. Trưởng môn cũng là Vũ Vương Tam Trọng, trong môn còn có một Linh Vương Nhị Trọng, thực lực so với Vạn Tượng Môn dường như còn yếu hơn một chút. Ba vị trưởng lão. Những người này một người cũng không tha. Giết hết đi. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, lạnh nhạt nhìn Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung cùng với Linh Vũ Song Quái rồi nói. Vâng, trưởng môn. Ba người đáp, thanh âm vừa dứt, ba đạo thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Chân khí, linh lực cường hãn trên người tuôn ra khiến cho không khí trực tiếp bị xé mở, thanh âm xé gió sắc bén khiến cho màng tai đám người xung quanh đau đớn. Thật mạnh.
Ba người đồng thời ra tay khiến cho không ít người có ánh mắt lập tức cảm giác được thực lực của ba người. Ba vũ xuất cửu trọng cùng linh xuất, loại thực lực này mặc dù còn chưa bằng vũ vương cùng linh vương, bất quá cũng là cường giả bước một chân vào vũ vương, linh vương, ít nhất cũng là người nổi bật trong vũ xuất cùng linh xuất. Chết đi! Trong mắt Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung hiện lên sát ý. Bàn chân đạp mạnh về phía trước một bước, thủ ấn trong tay biến hóa, hóa trưởng thành chảo, mang theo kình phong sắc bén trực tiếp đánh về phía vũ xuất tam trọng kia. Các ngươi dám, các ngươi có biết quỷ đao môn của chúng ta? Đại hán vũ xuất tam trọng của quỷ đao môn cảm nhận được thực lực của Tả Thiên Khung ánh mắt lập tức hoảng hốt, nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí rồi bổ ra một đao. Thế nhưng trong lúc hắn còn hoảng sợ, âm thanh chưa dứt thì Tả Thiên Khung đã xuất hiện trước người hắn. Chết đi! Ánh mắt Tả Thiên Khung lạnh lẽo, chân khí bùng ra. Chảo ấn giống như lưỡi đao chộp lên trên một đao của đại hán kia. Phanh phanh! Âm thanh nghiền nát vang lên. Trong nháy mắt đại đao của đại hán vũ xuất tam trọng kia bị nghiền nát, ngay sau đó chảo ấn của Tả Thiên Khung trực tiếp đánh vào trên vai đại hán vũ xuất tam trọng này, cả bả vai hắn bị xé nát, máu tươi bắn ra. A! Đại hán vũ xuất tam trọng này kêu lên một tiếng thê thảm. Tiếp theo đó một đạo quyền ấn của Tả Thiên Khung trực tiếp đánh vào trên đầu hắn, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, không có chút lưu thủ nào. Chết đi! Trong linh vũ song quái kia, thân hình nhỏ bé của vũ quái mang theo chân khí cường hãn, trưởng ấn trong tay tung bay khiến cho không gian vặn vẹo, quả thực là một đường tàn sát. Siêu siêu! Thủ ấn trong tay linh quái được kết, linh lực tuôn ra. Một đạo lợi tiễn được ngưng tụ rồi bắn về phía trước. Âm thanh xé gió vang lên, lợi tiễn nhanh như thiểm điện đánh về phía người của quỷ đao môn. A! À, trong chớp mắt, hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người này. Lão đại, để cũng đi hỗ trợ. Lúc này Tiểu Long cũng không nhịn được, thân thể nhỏ bé nhanh chóng xông vào trong đám người, tốc độ như quỷ mị, nắm tay nhỏ bé đánh về phía một vũ tướng gần đó. Tên vũ tướng của quỷ đao môn kia trong lúc bối rối lại nhìn thấy một đứa bé đánh tới, hắn không chút do dự bổ ra một đao. Phanh! Ngay trong lúc một đao chuẩn bị rơi vào trên đầu Tiểu Long, không ít người vây quanh xem thầm hít sâu một hơi. Thế nhưng lập tức mọi người líu lưỡi, dưới một đao kia cũng không xuất hiện cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong dự liệu mọi người, một đao đánh vào trên đầu Tiểu Đồng kia không ngờ lại không tiến thêm được một phần nào. Đom đóm mà thôi, muốn chết. Tiểu Long thấp giọng quát, một quyền được đánh ra, đập vào trên người vũ tướng. Dưới một quyền này, thân thể vũ tướng kia bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, miệng phun ra một ngụm máu, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Trời! Nhìn vào Tiểu Long, đám người vây xem lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn cảnh này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn không khỏi hưng phấn. Ba người bên cạnh trưởng môn không ngờ thực lực không dưới mấy vị trưởng lão cùng cung phụng. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, sao các ngươi lại tới thành Cự Giang? Đến đây có những trưởng lão cùng cung phụng nào? Chàng giết chóc ngay bên cạnh nhưng Lục Lâm Thiên cũng không để trong lòng. Có linh vũ song quái cùng Tả Thiên Khung ra tay, những đệ tử quỷ đao môn này cũng chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Ngược lại, việc đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện trong thành Cự Giang khiến cho Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Trưởng môn, 5 vị cung phụng toàn bộ đều tới. Còn có trưởng lão Lưu Tinh Hà, vương trưởng lão còn có Hoa Đường Chủ. Trương Minh Đào nói. 5 vị cung phụng cùng mấy trưởng lão đâu? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới tinh nhuệ của Phi Linh Môn đều tới đây. Cách đây không lâu Linh Thiên Môn phái người mời Phi Linh Môn ta tới thương nghị, cho nên tất cả cung phụng cùng trưởng lão đều đi hết. Hoàng Bác Nhiên lập tức trả lời. Chẳng lẽ là vì Huyền Thiên bí cảnh? Lục Lâm Thiên suy đoán, lúc này hắn cũng đoán ra một ít. Bằng không, Phi Linh Môn sẽ không phái ra tinh nhuệ. Linh Thiên Môn cũng có trong đó. Sợ rằng chỉ có chuyện của Huyền Thiên bí cảnh mới tạo thành động tĩnh như vậy. Trưởng môn, tất cả đã chết. Ba đạo thân ảnh đáp xuống, linh vũ song quái cùng Tả Thiên Khung trở lại bên người Lục Lâm Thiên. Lúc này trên mặt đất đã có hơn 40 cỗ thi thể, kể cả hai vũ xuất kia không có một ai chạy thoát. Dưới ba người này vây công, muốn chạy trốn, quả thực những đệ tử quỷ đao môn này không có đủ thực lực đó. Lúc này, đệ tử Phi Linh Môn đã tiến lên thu thập nhẫn chữ vật. Loại chuyện này đối với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, từ trưởng lão, cung phụng cho tới đệ tử bình thường đã khá quen việc. Lão đại, những người này thực lực quá yếu, không đã nghiền.
Ánh mắt Tiểu Long lấp lánh, nó cũng chậm rãi đi tới. Vừa rồi nó mới đánh chết có mấy người mà thôi, còn chưa đủ thỏa mãn. Trương Minh Đào, mang ta đi tới chỗ cung phụng. Lục Lâm Thiên nhìn Trương Minh Đào rồi nói. Trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ là Lục Lâm Thiên kia? Vũ giả ngũ hệ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Trong đám người lúc này có một thân ảnh cao ngất nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt sáng ngờ, khuôn mặt tuấn tú bất phàm. Trên người mặc một bộ trường bào, ước chừng 25-26 tuổi. Cả người khí độ bất phàm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho những người khác không dám liếc hắn lần thứ hai. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên rời đi, người này cũng nhanh chóng biến mất trong đám người. Lục Lâm Thiên, vũ giả ngũ hệ, trưởng môn Phi Linh Môn, con rể của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Lúc này trong đám người quan sát cũng có một đạo thân ảnh khác đang lẩm bẩm nói. Người này đầu đội một cái áo choàng màu trắng có tấm lụa che mặt. Từ hình dáng bên ngoài có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Người này nhìn thấy Lục Lâm Thiên rời đi cũng nhanh chóng biến mất trong đám người hỗn loạn. Thành Cự Giang, bên trong đại sảnh của một đình viện lớn có không ít người đang ngồi đó. Tính toán kỹ thì có gần 200 người, mà ngồi hai bên gần chủ vị nhất chính là Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, còn có bốn người đồng quy tinh. Sau lưng bọn họ còn có không ít cường giả trong môn, cả đám thực lực đều vô cùng cường hãn. Trừ bọn họ ra, lúc này trong đại điện còn có Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, người của Bách Linh Tông. Ăn Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc và Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông đều ngồi trong đại sảnh. Đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân cũng đều ngồi trong đó. Được sắp xếp ở vị trí gần chủ vị. Chư vị, sự tình huyền thiên bí cảnh này ta tin rằng chư vị cũng đã biết rõ. Việc này quan hệ trọng đại. Hiện tại không có chỉ có tất cả thế lực lớn trong cổ vực chúng ta đang tìm kiếm bí cảnh này. Sợ rằng còn có thế lực trên đại lục Linh Vũ mà Thành Ma Vân cũng đang âm thầm tìm kiếm. Thậm chí còn các thế lực khác tham dự. Cho nên, các thế lực bên trong cổ vực chúng ta tốt nhất vẫn lên đoàn kết một phen. Bên trên, Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người rồi vui vẻ nói, bộ dáng lúc này quả thực vô cùng gần gũi hòa ái. Gia Cát Trang chủ nói có lý. Lần này trong Thành Cự Giang rồng rắn lẫn lộn, có lẽ đều hướng về phía huyền thiên bí cảnh mà tới. Các thế lực trong cổ vực chúng ta liên hợp lại một chỗ thì phần thắng sẽ càng lớn. Mà Tâm Cốc chúng ta là người đầu tiên đồng ý. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực liên hợp lại một chỗ, Song Đao Môn ta cũng không có ý kiến, đương nhiên là ủng hộ. Ăn Cát Tú Na của Song Đao Môn nói, có thể cùng Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang liên thủ tầm bảo. Đối với mấy thế lực bọn họ mà nói lợi nhiều hơn hại, chiếm tiện nghi nhiều hơn cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Ta cũng không có ý kiến. Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông lúc này sau khi nhìn mấy vị trưởng lão sau lưng hội ý một phen rồi lên tiếng. Nếu tất cả đã đồng ý thì Thiên Âm Môn chúng ta cũng không có ý kiến. Mái tóc dài của Cơ Vô Thường run lên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bầu rượu. Sau khi uống một ngụm rồi lên tiếng. Tất cả các thế lực lớn đều đồng ý. Lúc này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút do dự, chuyện này vừa có lợi vừa có hại, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh sao lại không biết cơ chứ? Chư vị Phi Linh Môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này người của tất cả các thế lực lớn đều nhìn về phía mọi người Phi Linh Môn. Nhìn đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Lưu Tinh Hà, Thanh Hỏa Lão Quỷ. Người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Bất quá đối với thế lực khác, trong nội tâm lúc này vô cùng kinh ngạc, thực lực Phi Linh Môn lúc này khiến cho bọn hắn kiêng kỵ. Liên thủ tự nhiên không thành vấn đề, bất quá nếu như cùng chung mục đích về huyền thiên bí cảnh kia, có lẽ trước khi nói chuyện liên thủ thì chúng ta phải nói xem sau khi đoạt được bảo tàng thì phân phối thế nào. Sâu của Thiên Độc Yêu Long run lên rồi nói, quả thực yêu thú long tộc trời sinh đều là kẻ hám tài. Đúng là bản tính khó rời. Nghe Thiên Độc Yêu Long nói vậy, Song Đao Môn cũng cực kỳ đồng ý. Nếu như liên thủ thì tất nhiên cũng phải nói tới chuyện phân phối lợi ích ra sao. Cái này, mí mắt Gia Cát Tây Phong giật giật, lập tức nhìn Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai. Bảo tàng của huyền thiên môn lưu lại, ai sẽ dễ dàng giao cho người khác đây? Ta có đề nghị thế này, bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chúng ta chia đều.
Sau đó từ trong bốn phái chúng ta sẽ xuất ra một phần chia đều cho chư vị. Thế nào? Khuôn mặt sẹo của Công Tôn Hóa Nhai run lên, dựa lưng vào ghế rồi nói với mọi người. Đề nghị của Công Tôn Tông Chủ ta cũng không có ý kiến. Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo nhìn mọi người rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Ta cũng không có ý kiến. Bảo vật bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh cũng không ít. Bốn phái chúng ta xuất ra một phần cũng là số lượng không ít. Gia Cát Tây Phong nhìn Lữ Chính Cường nói. Lữ trưởng môn, ý của ngươi thế nào? Nếu như ba vị đã đồng ý thì ta cũng không có ý kiến. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn về phía người của Phi Linh Môn rồi mỉm cười nói. Chư vị, các ngươi có thể nói ra ý kiến của mình. Phải biết rằng Huyền Thiên Môn khi trước là do Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chúng ta tiêu diệt. Bảo tàng này vốn nên thuộc về Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang sở hữu. Các vị hiện tại cùng Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chúng ta liên thủ, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người trong đại sảnh rồi nói. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của cường giả Phi Linh Môn. Cái gì? Mọi người phía dưới nhìn nhau. Bốn đại sơn môn chia đều sau đó đều tự xuất ra một phần giao cho năm sơn môn chia đều. Nếu như tính toán chi ly mà nói, thì là Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, tăng thêm Bách Lý Tông cùng Phi Linh Môn chỉ được 4%. Quả thực đây chính là bố thí. Chỉ sợ có kẻ đần mới đồng ý. Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang các ngươi không cảm thấy lấy hơi nhiều sao. Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đồng ý cho nên hắn trừng mắt lập tức nói. Hừ, yêu thú thất giai mà thôi, các ngươi muốn còn kè mặc cả sao. Nếu như không muốn thì không cần Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chúng ta liên thủ. Sắc mặt Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo lúc này trầm xuống, lạnh nhạt nói với Thiên Độc Yêu Long. Trong lúc vô hình có một cỗ uy áp tỏa ra. Thiên Độc Yêu Long cũng bị áp chết tuyệt đối. Dưới khí tức áp chế của Đồng Quy Tinh, không gian quanh người hắn lúc này cũng có chút vặn vẹo. Hừ, Đồng Giáo Chủ, Phi Linh Môn cũng là thế lực trong cổ vực ta. Lại là người Linh Thiên Môn ta mời tới, ngươi làm thế là có ý gì? Trong Linh Thiên Môn, sắc mặt Khâu Mỹ Vi trầm xuống, một cỗ chân khí bùng ra. Trong lúc vô hình, trong không gian có một cỗ khí tức trực tiếp đánh vào không gian vặn vẹo quanh người Thiên Độc Yêu Long. Siêu. Hai cỗ khí tức va chạm vào nhau, trong nháy mắt đồng thời biến mất trong đại điện. Không nghĩ tới thực của phu nhân lại tiến bộ không ít. Nhìn Khâu Mỹ Vi, tay áo Đồng Quy Tinh run lên, sắc mặt có chút biến hóa. Sao có thể so được với tu vi của Đồng Giáo Chủ, quá khen rồi. Khâu Mỹ Vi nói. Áp lực trên người Thiên Độc Yêu Long hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Con mắt trợn lên vô cùng tức giận. Lúc này hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh lập tức khuyên bảo Thiên Độc Yêu Long nhìn xuống. Thực lực Phi Linh Môn tuy rằng không kém, thế nhưng mà so sánh với Hắc Sát Giáo mà nói thì còn xa không đủ. Không nghĩ tới lần thứ nhất ta gặp giáo chủ Hắc Sát Giáo lại là lúc giáo chủ đang ỷ thế ức hiếp người a. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này bên ngoài đại sảnh có một tiếng cười lạnh vang lên. Lập tức dưới ánh mắt của mọi người có bảy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại điện này. Bảy đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho mọi người lập tức chú ý. Trong bảy người này đi đầu chính là một người thanh niên áo xanh. Trong đại điện lúc này mọi người đều biết, ngoại trừ Lục Thiếu Du thanh danh hiển hách trong Đào Hoa Yến kia cũng không còn ai khác dám lớn lối như vậy. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến, ánh mắt của không ít người có biến hóa. Dường như thanh danh của Lục Thiếu Du so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn lớn hơn nhiều. Các người không thể xông vào. Bên ngoài, mấy đệ tử Lan Lăng Sơn Trang đi theo ngăn cản. Thế nhưng dường như cũng không ngăn cản được. Hoàng Hộ Pháp, các người lui ra đi. Sau lưng Gia Cát Tây Phong, sắc mặt Phí Lan trưởng lão khẽ biến đổi, nhanh chóng phất tay bảo đám người kia lui ra. Bái kiến trưởng môn. Lúc này đám người Phi Linh Môn nhìn bảy người vừa mới xuất hiện trong đại điện, nhìn thân ảnh màu xanh kia ánh mắt mọi người lập tức mừng rỡ, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Đông Lão, Oánh Tỷ, Độc Long Huynh. Tay áo Lục Lâm Thiên run lên, nhanh chóng bước về phía trước. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt trong đại điện rồi lập tức cúi đầu hành lễ với Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân. Lâm Thiên. Sao bây giờ ngươi mới tới? Trên đường đi không có chuyện gì chứ? Khâu Mỹ Vi nhìn qua Lục Lâm Thiên,
lại nhìn Linh Vũ song quái cùng Tả Thiên Khung, sát khí của ba người lúc này còn chưa tiêu tán khiến cho nàng có chút nghi hoặc rồi lập tức hỏi. Thực lực ba người Linh Vũ song quái này Khâu Mỹ Vi đương nhiên có thể nhìn ra. Hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng, nàng vô cùng nghi hoặc, bên người Lục Thiếu Du lại đột nhiên xuất hiện một ít người có thực lực không kém. Thưa Nhạc Mẫu đại nhân, trên đường đi khá tốt, vừa vặn khi nãy có người của quỷ đao môn gì đó trêu chọc phi linh môn ta cho nên tiện tay giết mấy chục người. Tiểu tế nghe nói Nhạc Mẫu đại nhân cùng Nhạc Phụ ở đây cùng với người phi linh môn cũng có mặt cho nên mới cố ý tới đây bái kiến Nhạc Mẫu cùng Nhạc Phụ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói, ánh mắt cũng không nhìn vào người khác, giống như là không nhìn thấy vậy. Lục Lâm Thiên ngươi vừa nói cái gì? Lão Phụ ỷ thế hiếp người sao? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì coi như là Nhạc Phụ của ngươi cũng không bảo hộ được ngươi. Nhìn Lục Lâm Thiên, tinh quang trong mắt Đồng Quy Tinh bắn ra, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cảm nhận được ánh mắt này lúc này Lục Lâm Thiên mới ngẩng đầu nhìn Đồng Quy Tinh nói. Đồng giáo chủ, không phải ngươi ỷ thế hiếp người sao? Bắt nạt người phi linh môn không thành, lại biết rõ thực lực của ta hiện tại chỉ là một vũ xuất nho nhỏ cho nên mới lại bắt nạt ta. Có bản lĩnh thì tìm sư huynh của ta đi, chỉ sợ ngươi không có gan đó. Hừ, hay cho Lục Lâm Thiên, sư huynh của ngươi là người phương nào? Ta quả thực muốn nhìn xem có ai làm ta e ngại hay không. Ánh mắt Đồng Quy Tinh trầm xuống, vừa tức giận lại bực mình, thế nhưng không thể tìm thấy lời nào cho tốt. Đối phương quả thực là một vũ xuất nho nhỏ, hắn quả thực không tiện giáo huấn. Nếu giáo huấn tên tiểu tử này thì quả thực bôi nhọ thanh danh của hắn. Nghe nói Lục Lâm Thiên có sư huynh, lập tức đám người trong đại điện đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mà ngay cả Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng có chút ngoài ý muốn. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rất kỳ quái. Bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa biết Lục Thiếu Du còn có một sư huynh. Sư huynh của ta gọi là Sát Phá Quân, trước kia thường được người ta gọi là Băng Mộc Vương giả gì đó. Hiện tại hắn là Băng Mộc Tôn giả, nếu như đồng giáo chủ có bản lĩnh thì cứ tự tiện tìm sư huynh của ta đi. Phi linh môn ta tùy thời nghênh tiếp đại giá. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo rồi nói. Vừa rồi Lục Lâm Thiên đi tới bên ngoài đại sảnh cũng nghe được một chút. Hắc sát giáo ỷ thế hiếp người, Lục Thiếu dù biết rõ phi linh môn hắn hiện tại còn không có cách nào bằng được hắc sát giáo. Thế nên nếu như không chút một hơi này, Lục Thiếu Du khó mà ăn ngon ngủ yên được. Sát Phá Quân. Nghe thấy cái tên này sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến. Băng Mộc Vương giả Sát Phá Quân, người lúc này có thể tiến vào đại điện đều không ai biết tới cái tên này. Là người đứng đầu trong thập đại cường giả 30 năm trước. Tên tuổi người này quả thực tuyệt đối vang dội, huống chi từ mấy tháng trước tất cả các thế lực lớn đều nhận được tin tức Băng Mộc Vương giả đột phá tới Vũ Tôn. Còn xuất hiện ở phi linh môn. Chỉ là lúc này chính miệng nghe thấy Lục Thiếu Du gọi hắn là sư huynh, điều này khiến cho trong lòng đám người ở đây không ngừng biến đổi. Hừ, Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng, Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân, 30 năm trước là người đứng đầu cường giả trẻ tuổi đồng lứa. Lúc này lại đã đột phá Vũ Tôn, loại thực lực này hắn quả thực không có cách nào đối phó được. Cho nên sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Lâm Thiên, tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đang thương nghị chuyện quan trọng, người ồn ào như vậy có phải là không để nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta vào trong mắt hay không? Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang, lúc này ánh mắt Gia Cát Tử Vân bên người Gia Cát Tây Phong và cung trưởng lão kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Lúc này ánh mắt hắn nhanh chóng mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thương nghị chuyện quan trọng sao? Vừa rồi ta cũng nghe được một chút. Bảo tàng của Huyền Thiên Bí cảnh này nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chia đều, sau đó lại giao 1% cho thế lực khác. Phi linh môn ta không có hứng thú. Chư vị cung phụng, trưởng lão, chúng ta đi. Vừa rồi quỷ đao môn kia dám động tới người phi linh môn ta, tiện thể đi diệt bọn chúng. Lục Lâm Thiên nhìn ra Cát Tử Vân rồi khẽ cười nhạt một tiếng. Khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý nhàn nhạt rồi quay người rời đi. Vâng, trưởng môn. Linh Vũ song quái. Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung lập tức sững sờ đáp một tiếng. Ba người tuy rằng là cường giả tán tu thanh danh hiển hách, thế nhưng cũng chưa từng tham dự qua những chuyện như thế này. Cơ hồ tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đều ở trong đó. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, ai cũng cao cao tại thượng A. Dùng thực lực của bọn hắn, lúc này trong đại điện cũng không tính là mạnh, mà ngay cả cường giả phi linh môn cũng không có ai kém bọn họ.
lúc này ba người mới biết được rốt cuộc thực lực phi linh môn mạnh bao nhiêu. Huống chi lúc này ba người cũng mới biết được, băng mộc tôn giả sát phá quân lại là sư huynh của trưởng môn. Phi linh môn không tham dự vậy thì mời đi cho, bớt đi một phi linh môn cũng không là bao. Lữ Chính Cường, người muốn phi linh môn tham gia sợ rằng có ý khác đúng không? Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang xếp quạt rồi lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du, sau đó dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường khẽ cười khổ, hắn biết rõ lúc này Gia Cát Tây Phong đang giễu cợt mình. Thế nhưng cũng không có cách nào, hắn muốn đem phi linh môn tới đây là muốn cho phi linh môn kiếm được một ít chỗ tốt. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn một chút nào. Chúng ta đi, đi diệt quỷ đao môn kia. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, hắn đã không nhịn được, lúc này nghe thấy Lục Lâm Thiên nói rời đi cho nên nhanh chóng đi tới phía trước. Diệt quỷ đao môn kia so với ở đây còn sảng khoái hơn nhiều. Đúng, ta quên còn chưa nói cho chư vị biết một chuyện. Lục Lâm Thiên bước ra khỏi đại điện đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người trong đại điện nói. Theo ta được biết, huyền thiên bí cảnh chỉ cần có 3 cái chìa khóa là có thể biết rõ rơi hạ lạc của nó. Vận khí của ta không tệ, trên người vừa vặn có một chìa. Không biết nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang có hứng thú mua cái chìa khóa này không? Thứ này có lẽ có thể bán được với giá tốt. Không có chìa khóa này thì huyền thiên bí cảnh kia các vị chậm rãi tìm đi thôi. Làm ta tức giận lão tử trực tiếp đem chìa khóa này phá hủy. Một đao chém đôi, đừng ai mong đạt được bảo tàng. Hừ, ha ha, thanh âm vừa dứt, tay áo Lục Lâm Thiên run lên sau đó cười lớn một tiếng. Nghênh ngang rời khỏi đại sảnh. Quả thực vô cùng hung hăng càn quấy. Linh Vũ Song Quái cùng Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung lúc này không khỏi nhìn vị trưởng môn này một cái. Bọn hắn vốn đối với vị trưởng môn này cũng không hiểu rõ, lúc này nhìn thấy trưởng môn không ngờ ở trước mặt nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang lại hung hăng càn quấy như vậy khiến cho bọn họ hít sâu một hơi. Vị trưởng môn này quả thực không phải bình thường, không đặt nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang vào trong mắt a. Có trời mới biết lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào khác. Nếu không giáo huấn hắc sát giáo kia một lần thì trong lòng hắn khó có thể yên. Nếu như động thủ phi linh môn lúc này còn chưa đủ thực lực. Cũng chỉ có thể dựa vào cái chìa khóa kia uy hiếp một phen. Theo Lục Thiếu Du phán đoán, người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang vô cùng xem trọng huyền thiên bí cảnh. Chỉ cần trên người hắn có chìa khóa huyền thiên bí cảnh thì uy hiếp bọn hắn không khó. Cái chìa khóa. Mà lúc này nhìn thấy bóng lưng Lục Lâm Thiên rời đi, tất cả mọi người đều nghe được câu nói cuối cùng của Lục Lâm Thiên. Chìa khóa của huyền thiên bí cảnh không ngờ lại có một cái trên người Lục Thiếu Du kia. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Cần 3 chiếc chìa khóa thì mới có thể biết được nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Cho dù đạt được 2 chiếc thì cũng không có cách nào biết được nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Bọn hắn ở nơi này không ngừng thương nghị. Thế nhưng chỉ cần Lục Thiếu Du của phi linh môn kia không xuất ra cái chìa khóa đó thì bọn họ căn bản không có biện pháp tìm được. Lữ trưởng môn, phi linh môn chẳng lẽ thực sự có một chiếc chìa khóa sao? Mọi người nhìn nhau, Công Tôn Hóa Nhai lập tức nói với Lữ Chính Cường. Ai? Lữ Chính Cường khẽ thở dài, nhìn ra Cát Tây Phong nói. Ta vốn muốn kéo phi linh môn tới đây, thế nhưng không ngờ ra Cát Trang chủ lại không muốn, vậy thì ta cũng không còn cách nào. Ta đi trước. Lữ Chính Cường không có trực tiếp trả lời vấn đề của Công Tôn Hóa Nhai mà chỉ khẽ thở dài. Mọi người ở đây đương nhiên có thể nghe ra. Lữ Chính Cường đang chế nhạo Gia Cát Tây Phong, coi như là tìm được chút mặt mũi khi trước bị Gia Cát Tây Phong chế giễu. Thanh âm vừa dứt, Lữ Chính Cường đứng dậy nói với đệ tử Linh Thiên Môn sau lưng. Chúng ta đi. Lữ trưởng môn, việc này có thể thương nghị lại, phi linh môn có chiếc chìa khóa kia. Bảo tàng này đương nhiên có thể chia ra một phần. Nhìn thấy Lữ Chính Cường rời đi, Gia Cát Tây Phong vội vàng nói theo, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia Cát Trang chủ, vừa rồi ngươi cũng mới nghe nói, con rể ta còn ít tuổi, không biết trời cao đất rộng, không ngờ lại muốn một đao chém đôi chiếc chìa khóa kia thành 2 đoạn. Chúng ta cũng không có biện pháp, cho dù giao cho Tam Tông Tứ Môn thì đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Thế nhưng Gia Cát Trang chủ lại mời Phi Linh Môn rời đi. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào a. Ánh mắt Khâu Mỹ Vi khẽ đổi rồi nhẹ giọng nói. Nghe Khâu Mỹ Vi nói vậy, tất cả các thế lực lớn, kể cả Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lúc này không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tây Phong, giống như là Gia Cát Tây Phong là cái đích cho mọi người chỉ trích vậy.
Lữ trưởng môn, Lữ phu nhân, nếu như phi linh môn này thực sự có chìa khóa thì hai vị mau nghĩ biện pháp đi. Huyền thiên bí cảnh này đối với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta vô cùng quan trọng. Ta tin rằng hai vị cũng biết điều này. Gia Cát Tây Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt biến ảo bất định. Ta sẽ cố gắng, trước tiên mọi người giải tán đi. Lữ Chính Cường nói xong nhìn Khâu Mỹ Vi một cái rồi lập tức rời khỏi đại sảnh. Mọi người trong phi linh môn nghênh ngang rời đi, lúc này bọn họ đang ở trên đường cái trong thành Cự Giang. Lâm Thiên, những lời ngươi vừa nói là sự thực sao? Sau khi rời khỏi đại sảnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Lâm Thiên, việc này ngươi quá mức nôn nóng, sợ rằng vì chuyện này sẽ đưa tới phiền toái cực lớn. Sắc mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức ngưng trọng, tin tức về chìa khóa của huyền thiên bí cảnh bại lộ. Đây quả thực giống như một quả bom A. Hiện tại tất cả thế lực trong đại lục có lẽ đều đang tìm kiếm chìa khóa của huyền thiên bí cảnh này. Ta đã biết, đi một bước tính toán một bước vậy. Suy nghĩ của quỷ tiên tử Bạch Oánh Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ. Bại lộ ra cái chìa khóa này Lục Lâm Thiên cũng đã nghĩ qua. Cũng đã sắp xếp một ít, chỉ xả giận thì Lục Thiếu Du còn chưa ngu ngốc tới mức làm bại lộ ra chiếc chìa khóa kia. Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, là lão gia hỏa nhà ngươi. Tốt lắm, lần này xem như ngươi rơi vào trong tay ta. Nhanh trả ta đan được. Trên đường lúc này truyền tới thanh âm của Lộc Sơn lão nhân. Lộc Sơn lão nhân, đan dược gì? Thực lực của ngươi không đủ sao lại tính trên đầu ta? Tả Thiên Khung nói. Tả Thiên Khung, vũ kỹ của ta đâu? Ta xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu? Lưu Tinh Hà cũng hét lớn một tiếng, mặt mũi vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy tiếng quát phía sau, Lục Lâm Thiên lập tức quay đầu lại hỏi. Trưởng môn, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung này mấy năm trước đoạt của ta một khỏa đan dược lục phẩm trung giai. Lộc Sơn lão nhân trừng mắt nhìn Tả Thiên Khung rồi nói. Trưởng môn, lão gia hỏa Tả Thiên Khung này mấy năm trước cũng đoạt của ta một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Ta tìm hắn vài năm cũng không tìm được lão gia hỏa này. Lưu Tinh Hà lúc này cũng nhìn về phía Tả Thiên Khung nói. Tả trưởng lão, có chuyện này sao? Lục Lâm Thiên nhìn Tả Thiên Khung rồi hỏi. Tả trưởng lão, nghe thấy trưởng môn nói vậy, Lộc Sơn lão nhân cùng Lưu Tinh Hà lập tức sững sờ. Hai mắt trợn ngược. Kỳ thực mọi người cũng đã sớm đoán ra, ba người này có lẽ đều gia nhập vào trong phi linh môn. Bẩm trưởng môn, đây đều là chuyện trước kia, mấy thứ này ta trả lại là được. Tả Thiên Khung lập tức lúng túng khó xử cười cười. Thân là tán tu, ai mà không trả qua sự tình cản đường ăn cướp cơ chứ? Đó cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Chỉ hắn là thực sự không ngờ tới hiện tại gia nhập phi linh môn lại gặp phải Lộc Sơn lão nhân cùng Lưu Tinh Hà này. Cửu gia của hắn khắp thiên hạ, hai người này chỉ là một trong số đó mà thôi. Chả cái gì, cướp được là do thực lực của chính mình. Bị đoạt là do thực lực không đủ, nào có đạo lý trả lại. Lục Lâm Thiên nhìn Tả Thiên Khung rồi cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người nghe rõ, về sau cứ có lợi thì đoạt, cướp được thì là bổn sự của mình. Đoạt không được là do bản thân không có bổn sự. Bất quá hiện tại mọi người là người một nhà, đừng đấu tranh nội bộ là được. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Tả Thiên Khung lập tức sững sờ rồi đổ hồ hôi lạnh. Không nghĩ tới vị trưởng môn này quả thực không giống bình thường, không ngờ lại quang minh chính đại nói ra những lời này. Những lời như thế này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Trưởng môn, ta cũng chỉ nói giỡn với Tả huynh mà thôi. Hóa ra là người một nhà A, không cần trả lại, đan dược lục phẩm trung giai chỉ là chút lòng thành mà thôi. Lộc Sơn lão nhân nhìn thấy trưởng môn lên tiếng lập tức vỗ vai Tả Thiên Khung vô cùng thân mật. Tả huynh, còn thiếu đan dược không? Sau này ta lại cho ngươi thêm mấy khỏa đan dược lục phẩm cao giai A. Lần trước trưởng môn cho ta ta còn chưa phục dụng, cái đồ chơi này để lâu quá cũng dễ biến chất lắm đó. Đúng vậy, Tả huynh, ngươi còn thiếu vũ khí không? Sau này ta cũng cho ngươi hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lần trước trưởng môn cho ta hai bộ ta còn chưa có tu luyện. Hiện tại ta bận tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai cho nên chỉ thu mà chưa tu luyện. Sau này cũng cho ngươi. Lưu Tinh Hà lúc này cũng cười hắc hắc vỗ vai Tả Thiên Khung vô cùng thân mật nói. Nghe thấy Lộc Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, Tả Thiên Khung liền trợn mắt nhìn hai người, thiếu chút nữa đã sụp đổ.
nghe khẩu khí của hai lão gia hỏa này dường như đã phát tài a. Nghe thấy Lộc Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, Lục Lâm Thiên lập tức chột dạ trừng mắt nhìn hai người này rồi lập tức mỉm cười nói với mọi người. Chư vị cung phụng trưởng lão, ta giới thiệu cho mọi người một chút, Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, ba vị này hiện tại đã gia nhập Phi Linh Môn chúng ta. Đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên cũng lập tức giới thiệu Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng mấy người khác cho Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung và Linh Vũ Song Quái. Hoan nghênh ba vị gia nhập Phi Linh Môn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Lục Lâm Thiên. Thanh danh cùng thực lực của ba lão quái này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đương nhiên đã nghe nói qua. Không nghĩ tới lần này Lục Thiếu Du xuất môn một chuyến lại có thể thu phục được ba người này, quả thực khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Bái kiến chư vị cung phụng. Ba người không dám thất lễ, lập tức hành lễ với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Lâm Thiên, vị này chính là. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn vào trên người Huyết Mị. Từ khí tức trên người Huyết Mị nàng mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ sợ đây là một đầu linh thú thất giai. Oánh tỷ, đây là Huyết Mị, về sau sẽ đảm nhiệm chứ vị phó đường chủ yêu đường. Lục Lâm Thiên nói, người là linh thú thất giai. Nhìn Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long lập tức nói, khí tức trên người Huyết Mị đương nhiên cũng không thể giấu giếm được hắn. Chỉ cần nhìn là có thể nhận được ra. Không sai. Huyết Mị liếc nhìn Thiên Độc Yêu Long một cái rồi không nói thêm câu nào. Chỉ tôn kính đứng bên người Lục Thiếu Du mà thôi. Trưởng môn, vừa rồi người nói đi tiêu diệt đám người quỷ đao môn là có chuyện gì? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc trước hắn chỉ nói đại khái một chút, lúc này nghe thấy Thanh Hỏa lão quỷ nói vậy hàn ý trong người lập tức tràn ra. Lâm Thiên, dù sao đây cũng là địa bàn của thành Cự Giang. Chỉ sợ không dễ gây chuyện. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cân nhắc một lát rồi nói. Oánh tỷ, yên tâm đi. Trong thành Cự Giang này diệt một thế lực rất bình thường, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn là được. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười. Trải qua đoạn thời gian này, sự lý giải của hắn đối với thành Cự Giang cũng đã tăng lên khá nhiều. Lục Lâm Thiên biết rõ một ít sự tình trong thành Cự Giang. Dương Quá đem Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn náo tới long trời lở đất cũng không có việc gì. Phi Linh Môn diệt Quỷ Đao Môn thì cũng sẽ không có chuyện gì. Thành Cự Giang này hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần không có ý nhúng chàm tới thành Cự Giang này thì sẽ không ai để ý tới. Hắc hắc, tính ra vận khí của Quỷ Đao Môn này quả thực không tốt, tâm tình của bản Long Vương hiện tại vô cùng khó chịu. Thiên Độc Yêu Long nói. Đi thôi. Ta đã phân phó Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên mang theo đệ tử đi Quỷ Đao Môn trước. Lục Lâm Thiên nói, hôm nay Phi Linh Môn ta phải làm cho toàn bộ cổ vực biết rõ, Phi Linh Môn ta cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Quỷ Đao Môn trong thành Cự Giang cũng được tính là thế lực lớn. Thực lực so với Vạn Tượng Môn không chút thua kém, một Vũ Vương tam trọng cùng một Linh Vương nhị trọng tọa chấn. Thực lực so với Vạn Tượng Môn kia còn mạnh hơn một chút. Gần đây Vạn Tượng Môn cùng Tuyệt Linh Tông xảy ra chuyện khiến cho Quỷ Đao Môn cũng đoạt được không ít địa bàn mới, thu hoạch cũng không ít. Diện tích của thành Cự Giang vô cùng lớn, ở vị trí cạnh cửa bắc lúc này có một tòa kiến trúc cực lớn như đột ngột từ dưới mặt đất móc lên. Chính là sào huyệt của Quỷ Đao Môn, trước kiến trúc khổng lồ này có một quảng trường cực lớn, bên trên có một đại đao cực lớn được chế tạo bằng nham thạch, giống như đao thật. Cao chừng 5 trượng, dài mấy chục thước, nham thạch được mài bóng loáng. Trên lưỡi đao lúc này còn có cảm giác hàn mang bắn ra. Hỗn đản, là ai làm vậy? Trong sào huyệt của Quỷ Đao Môn, lúc này trong đại điện có 20 người ngồi trong đó. Trên chủ vị lúc này có một lão giả mặc hồng y chừng 50 tuổi, mắt sáng như đuốc, khí tức cực kỳ cường hãn. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập hàn ý, bởi vì lúc này trước mắt hắn có hai thi thể của hai trưởng lão vũ xuất nằm trước mặt hắn. Lão giả này chính là trưởng môn của Quỷ Đao Môn. Hỏa Đao Vương Tần Phàn, trong thành Cự Giang này cũng là một người có thanh danh hiển hách. Giữa anh đại đao của hắn không biết đã có bao nhiêu cường giả nằm xuống. Lúc này mắt thấy hai trưởng lão vũ xuất của bản môn bị đánh chết trên đường cái khiến cho hắn vô cùng tức giận. Trưởng môn, bọn hắn tự xưng là người của Phi Linh Môn. Hơn 40 đệ tử của chúng ta tăng thêm Trần trưởng lão, Vương trưởng lão đều bị bọn hắn đánh chết. Một người có tu vi vũ tướng lập tức chắp tay trả lời. Phi Linh Môn sao, môn phái này ta đã nghe qua một ít.
Lúc này bên người Hỏa Đao Vương Tần Phàn có một nam tử tuổi chừng 40, khuôn mặt xám ngắt, thân hình gầy gò như bị bệnh nói. Ồ, Phi Linh Môn này rốt cuộc có địa vị gì? Hỏa Đao Vương Tần Phàm lập tức hỏi. Đoạn thời gian trước trên đường từng bàn tán tới Phi Linh Môn này. Nghe nói Phi Linh Môn là một sơn môn mới quật khởi gần đây ở sát biên giới cổ vực. Môn chủ gọi là Lục Lâm Thiên, khi trước là đệ tử Vân Dương Tông, là quán quân của Đại hội Tam Tông Tứ Môn, hiện tại vừa là con rể của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Trong môn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, nghe nói hai người này gần đây đã đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương. Âm thanh vừa dứt, nam tử trung niên này lập tức ho khan một cái, dường như quả thực đang bị bệnh. Mà người này chính là phó trưởng môn của Quỷ Đao Môn tên là Bệnh Linh Vương. Đừng nhìn người này có vẻ bệnh tật, thế nhưng tu vi một thân cực kỳ cường hãn. Thực lực Linh Vương nhị trọng tuyệt đối là nhân vật có thể tính là cường giả. Quả thực có chút địa vị. Sắc mặt Hỏa Đao Vương Tàn Phàm trần xuống rồi nói. Chỉ là đây là thành Cự Giang, cho dù là nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang tiến vào thành Cự Giang này cũng phải khiêm tốn một chút. Phi Linh Môn này ta muốn nhìn xem một chút. Thù này không báo Quỷ Đao Môn ta sau này làm sao có thể đặt chân ở trong thành Cự Giang này. Tạp chủng Quỷ Đao Môn, tất cả các ngươi lăn ra nhận lấy cái chết cho bổn công tử. Khi âm thanh của Hỏa Đao Vương Tần Phàm vừa dứt, lúc này bên ngoài đình viện có một âm thanh vang vọng giống như sấm sét quanh quẩn trong không trung. Chúng ta ra xem. Trong đại điện, lúc này sắc mặt đám người ở bên trong đại biến. Sắc mặt hai người Hỏa Đao Vương, Bệnh Linh Vương trầm xuống. Thân ảnh lập tức lao ra bên ngoài. Trong thành Cự Giang, lúc này có một âm thanh sắc bén đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Lúc này lập tức có không ít thân ảnh đột nhiên bắn lên không trung rồi lướt về phía Quỷ Đao Môn kia. Lại thêm tiếng hét lớn kia khiến cho không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía Quỷ Đao Môn. Trong lúc mọi người kinh ngạc lập tức có không ít thân ảnh nhao nhao tiến về phía trước. Trong đám người lúc này cũng có gần trăm đạo thân ảnh đằng đằng sát khí lao thẳng về phía Quỷ Đao Môn. Lại có náo nhiệt để xem rồi. Trên đường phố, dòng người hối hả kia lập tức chuyển hướng, đồng loạt chạy về phía Quỷ Đao Môn. Trên quảng trường bên ngoài Quỷ Đao Môn lúc này đã có hơn ngàn đệ tử Quỷ Đao Môn xuất hiện. Khi Hỏa Đao Vương cùng với Bệnh Linh Vương và hơn chục vũ xuất đi ra đại điện thì trên không trung có hơn 10 đạo thân ảnh đang lăng không bay tới. Tạp chủng Quỷ Đao Môn, không ngờ lại dám trêu chọc người của Phi Linh Môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt Quỷ Đao Môn các ngươi. Một âm thanh trầm thấp mang theo sát khí một lần nữa vang vọng phía chân trời. Nghe âm thanh vang vọng kia lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía trước. Trong ánh mắt mọi người lúc này trên không trung có hơn chục thân ảnh lăng không xuất hiện. Tiếp theo đó giữa không trung lại có trên trăm đạo thân ảnh tới, sát khí tràn ngập không gian. Nhìn hơn chục người mới xuất hiện này, ánh mắt mọi người lập tức biến hóa bất định. Dường như không có ai nhận ra mấy người này, cũng không biết mấy người này ở đâu tới. Mà lúc này Hỏa Đao Vương nhìn chăm chú lên không trung, sắc mặt biến hóa không ngừng, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng vang vọng quảng trường. Người Phi Linh Môn, bổn vương cũng đang tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự dẫn xác tới chịu chết. Hôm nay bổn vương phải nói cho các ngươi biết, dám trêu vào Quỷ Đao Môn chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một vũ vương tam trọng nho nhỏ mà dám mở miệng nói khoác như vậy. Bổn vương hôm nay sẽ chiếu cố ngươi. Để cho ngươi biết bổn vương cũng không phải là người dễ trêu vào. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian. Độc Long, vũ vương tam trọng này giao cho ta, ngươi đối phó với người khác đi. Giữa không trung, Bạch Linh mở miệng nói. Được rồi. Thiên Độc Yêu Long đáp một tiếng, Bạch Linh đã nói hắn cũng không dám vi phạm, đổi lại là những người khác, cho dù là Lục Lâm Thiên hắn cũng dám cãi lại một hai. Duy chỉ có Bạch Linh là khiến cho hắn cố kỵ mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới, đi đầu là một vũ vương cùng Linh Vương, tuy rằng Lục Lâm Thiên chưa từng gặp qua, thế nhưng cũng có thể đoán ra, hai người này có lẽ chính là Hỏa Đao Vương cùng Bệnh Linh Vương của Quỷ Đao Môn. Một vũ vương tam trọng và một Linh Vương nhị trọng, thực lực như vậy lại thêm hơn chục vũ xuất, trong đó có một vũ xuất cửu trọng, hai vũ xuất bát trọng, quả thực cũng không kém. Mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng lạnh lẽo, một cỗ sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Chân khí quanh người bùng ra, thân hình lơ lửng trên bầu trời nói. Quỷ Đao Môn, các ngươi dám trêu chọc Phi Linh Môn ta vậy thì cũng chỉ có kết cục bị diệt. Hôm nay ta nhất định sẽ diệt Quỷ Đao Môn các ngươi.
âm thanh Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong không trung, trong âm thanh xen lẫn chân khí giống như sấm rền cuồn cuộn trong thành cự giang. Lúc này khiến cho vô số người nhìn về phía trước. Đây không phải là linh vũ song quái sao? Còn có Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, chẳng lẽ ba người này cũng gia nhập phi linh môn sao? Phi linh môn này rốt cuộc có địa vị gì? Ngay cả phi linh môn mà ngươi cũng không biết sao? Nghe nói phi linh môn khi trước diệt Thương Sơn Môn, Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông. Hiện tại thanh danh vô cùng lớn a. Phi linh môn này sao lại kết thù với Quỷ Đao Môn vậy? Nghe nói trước đó không lâu môn nhân của Quỷ Đao Môn trêu chọc phải người của phi linh môn. Người của Quỷ Đao Môn khi đó trực tiếp bị đánh chết, trong đó còn hai vũ xuất. Hôm nay tất diệt Quỷ Đao Môn. Khặc khặc. Trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này âm thanh của Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng vang lên. Hừ, để xem các ngươi có làm được không mà lớn lối như vậy. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi sợ rằng còn không có bổn sự như vậy. Ngẩng đầu lên không trung, Hỏa Đao Vương lạnh nhạt nói. Âm thanh của Hỏa Đao Vương vừa dứt, tay áo lập tức vung lên. Quang mang xuất hiện, từng đạo chân khí hùng hồn trên người hắn tuôn ra. Lúc này đám cường giả Quỷ Đao Môn đã sớm chờ lệnh nhanh chóng đi về phía trước. Nhìn khí thế của Quỷ Đao Môn, đám người vây xem chung quanh lúc này run động, nhìn bộ dáng này dường như khó có thể tránh khỏi một hồi đại chiến. Tất cả mọi người nghe rõ, giết cho ta. Trên không trung, y phục trên người Lục Lâm Thiên run lên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sát khí trên người tràn ra khiến cho nhiệt độ trong không trung đột nhiên giảm xuống. Hừ, tiểu tử ngươi muốn chết. Ánh mắt Hỏa Đao Vương lạnh lẽo, thủ ấn lập tức được kết. Một đạo quang mang đỏ rực nóng bỏng đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên trên không trung. Muốn chết. Một thân ảnh xinh đẹp màu trắng đột nhiên nhảy ra. Một đạo quang trụ màu trắng trực tiếp bắn về phía trước, nhanh chóng va chạm với đạo quang mang màu đỏ kia. Phanh. Hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm trong bầu trời. Âm thanh trầm đục như sấm rền lập tức vang vọng. Một cỗ kình phong nhanh chóng khuếch tán. Lúc này Hỏa Đao Vương trực tiếp bị đánh lui vài bước, thân thể mới ổn định trở lại. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nói. Yêu thú thất giai trung kỳ. Siêu siêu. Lúc này, trên không trung, hơn chục đạo thân ảnh lập tức khuếch tán ra khí tức của bản thân. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu, Thiên Độc Yêu Long, Huyết Mị, Bạch Linh, khí tức của tất cả mọi người tràn ra. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng bao phủ trong không trung. Phi linh môn này không ngờ lại có thực lực như vậy. Trong đám người, lúc này có một người đầu đội áo choàng sen lẫn hơn chục người vây xem nhanh chóng lẩm bẩm nói. Phong sát, gia hỏa này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy ở thành Cự Giang, có thể xuất hiện phiền toái gì không? Bên cạnh người này cũng có một người mặc trang phục giống hắn khẽ nói. Ta cũng không rõ liệu có thể gây ra phiền toái gì không. Hiện tại tinh lực của tất cả mọi người đều đặt trên chuyện kia cho nên cũng không có ai quản những chuyện này. Người đi đầu nói nhỏ, ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía trước. Trên không trung, sau khi khí tức của mọi người trong phi linh môn hiện ra khiến cho sắc mặt đám người Quỷ Đao Môn kinh hãi. Từ trong cỗ khí tức này cường giả Quỷ Đao Môn không khó nhận ra. Trong phi linh môn này không ngờ lại có nhiều vũ xuất cửu trọng như vậy. Còn có yêu thú thất giai cùng Linh Vương và Vũ Vương. Hỏa Đao Vương cùng Bệnh Linh Vương lúc này không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Siêu! Mà lúc này Bạch Linh cũng không cho Hỏa Đao Vương có thời gian kinh ngạc. Thân hình xinh đẹp trực tiếp biến đổi, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên người Hỏa Đao Vương. Cánh tay mềm mãi duỗi ra, thủ ấn được kết. Một đạo quang trụ màu trắng nhanh chóng hóa thành hai cỗ quang mang. Yêu nguyên bàng bạc khuếch tán. Hai đạo quang mang này vừa xuất hiện khiến cho không gian cũng lập tức run lên. Nhìn qua hai đạo bạch quang đang lao tới dữ dội kia, Hỏa Đao Vương đã biết tu vi của Bạch Linh, trong lòng cũng kêu khổ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, tay lập tức kết thủ ấn, một cỗ chân khí thuộc tính hỏa lập tức khởi động ngay trước mặt hắn, sau đó biến thành hai tiểu hỏa cầu lớn cỡ bàn tay, mang theo âm thanh xé gió, hung hăng lao thẳng về phía hai đạo bạch quang. Ầm ầm, hai đạo năng lượng va mạnh vào nhau, gây ra hai tiếng nổ lớn, sau đó hai cổ kình khí trực tiếp tản ra, trong nháy mắt tiếp theo lại tiếp tục lao về phía Hỏa Đao Vương. Kình khí cường hãn đánh tới khiến ánh mắt của Hỏa Đao Vương hiện lên vẻ kinh hãi, chân khí nóng rực trước mặt trực tiếp tạo thành một đạo tường lửa,
tường lửa gào thét, một cổ hỏa diễm cường hãn rung động, đỡ lấy một phần của cổ kình khí cường hãn kia. Vù vù, cổ kình khí cường hãn này đụng phải tường lửa thì lập tức toát ra khí thể màu trắng dày đặc, bức tường bằng lửa kia cũng bắt đầu lụi tàn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quả cùng lúc với tường lửa bị lụi dần thì kình khí cũng nhanh chóng yếu bớt, ngay lúc bức tường lửa hừng hực bị đánh tan, thì một cổ kình khí còn lại cũng vừa vặn đánh lên hộ thân cương khí của Hỏa Đao Vương. Bịch bịch, kình khí đè xuống, hộ thân cương khí liền tối lại, mặc dù không bị nứt, nhưng thân hình của Hỏa Đao Vương cũng bị đẩy lùi lại hơn 10 bước, trên mặt đất, liền xuất hiện hơn 10 cái hố ở những nơi hắn đặt chân xuống. Lại bị đẩy lùi lần nữa khiến cho sắc mặt của Hỏa Đao Vương trở nên cực kỳ khó coi, biết rõ chuyện hôm nay là không thể có cái kết tốt lành, rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà tới. Không ngờ cái phi linh môn vừa mới quật khởi, chẳng chút tiếng tăm gì đó, cư nhiên lại có thực lực cường hãn tới mức này. Khi nhìn xung quanh, gương mặt của Hỏa Đao Vương đột nhiên trở nên lạnh lùng, song trưởng nắm chặt, một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Từ bên trong cơ thể của hắn toát ra một cổ khí thế đáng sợ mênh mông, thanh đại đao này ước chừng 3 thước, chuôi đao dài chừng 2 nắm tay, bên trên sống đao, mũi đao, thân đao đều lóe hàn quang, có một rãnh máu trải dài trên đao, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Khí thế đáng sợ lan ra, khiến cho hô hấp của nhiều cường giả đều khựng lại, tên Hỏa Đao Vương này đang muốn liều mạng. Cảm nhận được cổ khí tức bàng bạc tuôn ra từ trong cơ thể của Hỏa Đao Vương lúc này. Nhưng Bạch Linh chỉ nhìn thoáng qua một cái, bộ dạng như thể chẳng thèm đặt vào mắt. Giết! Thiên độc yêu long trong phi linh môn hét lớn một tiếng, yêu nguyên hùng hồn trong cơ thể tuôn trào mãnh liệt, cổ khí thế cường hãn cỡ này vừa mới bộc phát liền khiến cho không ít kẻ hữu tâm lẫn trong đám người đứng xem vừa nhìn thấy liền hơi biến sắc. Trong luồng chân khí tuôn trào mãnh liệt, đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung cũng dẫn đầu lao lên. Chân khí cường hãn của bản thân cũng đều phóng ra dữ dội, tiếp theo là mấy vị trưởng lão có thực lực khá nhất trong số trưởng lão của quỷ đao môn. Theo đám người quỷ tiên tử động thủ thì, Đông Vô Mệnh, Thiểm Điện Báo, Lưu Tinh Hà, ngay cả Huyết Mị cũng lập tức theo phía sau, nháy mắt liền lao tới, cùng bộc phát ra chân khí, linh lực, yêu nguyên cùng một lúc, tràn ngập trên không của quỷ đao môn, uy thế do lực lượng cường hãn này tạo thành trực tiếp phong tỏa cả một quảng trường, một ít kẻ có thực lực không đủ. Dưới loại áp lực này liền cảm thấy vô cùng khó thở. Đệ tử quỷ đao môn nghe lệnh, giết cho ta. Ánh mắt của Hỏa Đao Vương sáng quắc, âm thanh lạnh lẽo lập tức vang lên rồi quanh quẩn trên không trung không ngừng, đã tới nước này rồi thì hắn cũng không còn cách nào khác nữa. Giết! Theo tiếng quát của Hỏa Đao Vương vừa dứt thì không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng thẳng, sát ý lạnh lẽo bao trùm. Sau lưng của Hỏa Đao Vương, đám trưởng lão và hộ pháp của quỷ đao môn đã sớm đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh, ngay sau khi nghe thấy tiếng quát của Hỏa Đao Vương thì chân khí lập tức tuôn ra dữ dội, trên tay lập tức xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao lóe sáng hàn quang. Đám người quỷ đao môn lúc này ỷ vào đông người nên một đám đệ tử quỷ đao môn liền lao ra, từng đạo mục quang bén ngót như dao cạo nhìn chằm chằm về phía cường giả của phi linh môn. Giết! Thiên độc yêu long và Huyết Mị là những người đầu tiên xẹt qua không trung. Sát ý trong mắt tuôn ra dữ dội, tiếp theo liền đè áp xuống. Giết! Mấy người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung cũng bắt đầu vận chuyển chân khí, linh lực trong cơ thể lên tới mức cao nhất, sau đó hung hăng nện xuống. Những người này vốn đều là tán tu có thanh danh hiển hách trong cổ vực, lúc này động thủ chính là không hề nhiều lời. Lao thẳng từ trên xuống mang theo một cỗ uy thế cường hãn. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, trong vô số cái nhìn của những kẻ đang vây xem, đám người phi linh môn lao thẳng vào bên trong quỷ đao môn, sau đó từng đạo âm thanh nổ lớn vang rền như sấm vọng bắt đầu vang lên, lực lượng thanh bạo như sấm đánh cùng với kình khí rung động liền vang vọng rõ ràng ngay trên không của quảng trường. Bệnh linh vương, hắc mang quanh người của Đông Vô Mệnh bắt đầu khởi động, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Muốn đối phó với phó trưởng môn bệnh linh vương của quỷ đao môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, không ngờ ngươi cũng đã là linh vương nhị trọng. Nhìn thấy Đông Vô Mệnh, ánh mắt của bệnh linh vương lóe lên, linh lực dao động, thân ảnh liền xuất hiện giữa không trung, gương mặt hồng nhuận, so với bộ dạng bệnh hoạn khi nãy đúng là khác một trời một vực. Quỷ đao môn các ngươi không nên chọc vào đệ tử của phi linh môn ta. Trên gương mặt của Đông Vô Mệnh lộ ra một đạo lãnh ý. Lời vừa dứt thì tay áo màu đen vung lên,
một cỗ khí độc màu đen dày đặc tuôn ra từ bên trong cơ thể. Cỗ khói độc màu đen này lan ra khắp không trung, liền có một mùi hôi gay mũi khó ngửi tràn ngập, khói độc phóng lên trời, trong không gian xung quanh, ai lỡ hít phải đều cảm thấy khó chịu ngay lập tức. Độc công. Đối với độc công của Đông Vô Mệnh thì Bệnh Linh Vương hình như cũng đã nghe nói qua, cũng cảm thấy vô cùng cố kỵ cho nên đành phải lùi lại thật nhanh. Bệnh Linh Vương, chịu chết đi. Một tiếng quát hạ xuống, trong nháy mắt thân ảnh của quỷ tiên tử Bạch Oánh liền xuất hiện, chân khí tuôn ra cuồng cuộn, thủ chảo trong tay siết chặt, một đạo chân khí trực tiếp ngưng tụ thành một đạo chảo ấn khổng lồ, trực tiếp đánh về phía Bệnh Linh Vương. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, ánh mắt của Bệnh Linh Vương co lại, trong tay kết xuất thủ ấn, linh lực tuôn ra cuồn cuộn, lập tức trở tay đánh ra một đạo linh hỏa khổng lồ nghênh đón chảo ấn phía sau. Suy suy, một đạo linh hỏa cực lớn đốt cháy không gian gợn sóng lan ra, lập tức nghênh đón chảo ấn của quỷ tiên tử, hai cổ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, không gian lập tức run lên, kình khí cường hãn khuếch tán ra. Suy suy, Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, quanh thân tản ra từng luồng khí độc, hắc mang nồng đậm ngưng tụ thành một con độc mãng màu đen khổng lồ, độc mãng phát ra âm thanh suy suy, liền mang theo uy áp khổng lồ phá không lao tới, hung hăng đánh về phía Bệnh Linh Vương. Ánh mắt của Bệnh Linh Vương trầm xuống, cảm nhận được uy thế của con độc mãng này, thủ ấn vội vàng biến hóa, thả người lao xuống, một đạo linh lực ngưng tụ thành chảo ấn, chộp lấy con độc mãng cự xà kia, năm ngón tay siết chặt, bóp thật mạnh. Cứ thế mà hung hăng bóp vỡ con độc mãng màu đen khổng lồ này. Ầm ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, khói độc đầy trời mang theo độc dịch màu đen lập tức rơi xuống đất ào ạt. Bệnh Linh Vương thật sự không ngờ là còn có chuyện mớ độc dịch kia sẽ rơi xuống xảy ra, vì ứng phó không kịp cho nên hoảng sợ bố trí hộ thân cương khí, chỉ là lúc này có bố trí hộ thân cương khí đi nữa thì cũng đã bị dính không ít độc dịch màu đen rồi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Đông Vô Mệnh chẳng những không chỉ không biến hóa, mà trong mắt còn xẹt qua một tia cười lạnh, thủ ấn cấp tốc biến hóa kết xuất ra, âm lệ đi tới. Bệnh Linh Vương, độc mãng khí của ta há lại dễ dàng để ngươi phá được. Suy suy, theo thủ ấn của Đông Vô Mệnh kết xuất, độc dịch dính trên người của Bệnh Linh Vương lập tức bắt đầu ăn mòn, hộ thân cương khí quanh người Bệnh Linh Vương không ngờ lại bắt đầu toát ra khói trắng. Lúc này, sắc mặt của Bệnh Linh Vương lập tức đại biến, gương mặt run rẩy. Linh lực phô thiên cái địa từ bên trong cơ thể tuôn ra một cách dữ dội, mặc dù linh lực vô cùng hùng hậu, nhưng cũng dễ dàng để nhìn ra một chút hỗn loạn, xem ra độc dịch này của Đông Vô Mệnh đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Suy, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của quỷ tiên tử Bạch Oánh lại hạ xuống lần nữa, chân khí phong thuộc tính trong suốt màu trắng nhanh chóng tuôn ra từ bên trong cơ thể, thân hình chớp động một cái đã xuất hiện ngay trước người của Bệnh Linh Vương, huy trưởng mang theo thế công sắc bén đánh xuống. Chết đi. Trên không trung, lúc này cũng đã triệt để mở màn một trận đại chiến kịch liệt, một đạo chảo ấn của Thiên Độc Yêu Long đánh ra, ba tên có tu vi vũ tướng của Quỷ Đao môn liền bị không gian gấp khúc bao vây lại, tay vừa siết chặt, không gian gấp khúc bạo liệt, không cần tốn chút sức nào đã biến ba tên tu vi vũ tướng kia thành huyết phụ. Hiu hiu. Thân ảnh của huyết mị nhanh như chớp, trong khi xuất thủ, mang theo một cỗ huyết phụ, mỗi lần thân ảnh như quỷ mị kia dừng lại thì sẽ có kẻ bỏ mạng. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết mị lập tức xuất hiện trước mặt một tên vũ xuất lục trọng, một đạo tóc dài màu đỏ tươi nhọn hoắt lập tức bắn ra, sợi tóc khuếch tán, hóa thành dài mấy chục thước, vô số sợi tóc màu đỏ tươi vặn vẹo không gian, rậm rạp chằng chịt đánh tới, phòng ngự cương khí của vũ xuất lục trọng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, vô số những sợi tóc đỏ như máu kia lập tức liền đánh lên người của tên vũ xuất lục trọng kia. Vũ xuất lục trọng lập tức kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy trên những sợi tóc màu đỏ máu của huyết mị lúc này có máu chảy ra, toàn bộ huyết dịch của tên vũ xuất lục trọng này bị huyết mị thông qua những sợi tóc màu đỏ máu này hút vào bên trong cơ thể, thậm chí còn hấp được chút ít chân khí nữa. Nhìn thấy một màn này, không ít kẻ đứng bên dưới xem đều sợ hãi không thôi, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy gì, bên trong yêu thú và linh thú, có không ít yêu thú và linh thú đều có thể thi triển huyết vệ này, Tiểu Long cũng có thể trực tiếp thôn phệ cả thân thể của vũ giả và linh giả để đạt được không ít chỗ tốt, cũng giống như vũ giả và linh giả dùng linh đan để đạt được chỗ tốt mà thôi. Huyết mị lần này thôn phệ xong huyết dịch của tên linh xuất lục trọng này, còn có thể dùng nó để đào tạo không ít ong thợ. Chết đi! Tiểu Long thì qua lại không ngừng giữa đám người, dưới mỗi đạo quyền ấn của nó, cộng thêm tốc độ không gì sánh nổi, trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 người. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, mắt nhìn toàn trường.
Lúc này đám người Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu cũng đã triển khai công kích điên cuồng, ai cũng tự mình chọn lấy một cường giả trong quỷ đao môn. Trên mặt đất, đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng rất kích động, chỉ là bị Lục Lâm Thiên cản lại ở sau lưng, những kẻ có tu vi vũ tướng bên trong quỷ đao môn cũng không ít, cho nên Lục Lâm Thiên không yên tâm để cho mấy kẻ này xông lên. Nếu như đám đệ tử quỷ đao môn mà liều mạng thì đệ tử của phi linh môn cũng sẽ có thương vong, trong 100 đệ tử tới thành Cự Giang, Lục Lâm Thiên không muốn có bất kỳ thương vong nào. Đưa mắt nhìn xuống dưới, lúc này Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử đối phó với Bệnh Linh Vương, Bạch Linh đối phó với Hỏa Đao Vương kia, còn hai người Thiên Độc Yêu Long và Huyết Mị thì xông vào giữa đám người để đối phó với đám vũ xuất kia, cơ hồ là dễ dàng nhất, giết nhiều nhất. Còn đám người Tả Thiên Khung, Lộc Sơn Lão Nhân, Linh Vũ Song Quái, Lưu Tinh Hà, Thanh Hỏa Lão Quỷ tấn công tới, vũ xuất của quỷ đao môn có muốn chạy cũng khó, trong thời gian rất ngắn, những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trên không trung, có nhiều tên vũ xuất trực tiếp rơi xuống chết. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vẫn vang rền, kình khí bắn ra khắp nơi, giữa không trung lâm vào hỗn loạn, bên trong quỷ đao môn ở dưới, có không ít kiến trúc đã trực tiếp bị phá hủy. Tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên cũng hướng về phía đám người dày đặc đang đứng nhìn ở dưới kia, bên trong ấy dường như có không ít khí tức mơ hồ, xem ra bên trong có không ít cường giả đang ẩn tàng rồi đây. Đối với không ít cường giả ẩn tàng bên trong thành Cự Giang này, Lục Lâm Thiên cũng không để ý nhiều lắm, bên trong thành Cự Giang lúc này mà có cường giả xuất hiện thì sợ là cũng chỉ đến vì chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh mà thôi, về phần mấy thế lực khác trong thành Cự Giang thì Lục Lâm Thiên cũng không sợ. Mấy thế lực này sợ là có muốn nhân cơ hội để kiếm chắc còn không kịp, sao lại có thể nhúng tay vào được, huống hồ gì, với thế lực của phi linh môn đã lộ ra như hiện tại thì bên trong thành Cự Giang này. Mấy thế lực bình thường cũng sẽ không ngốc tới mức muốn ra mặt cho quỷ đao môn đâu. Ầm ầm, từng đạo âm thanh nổ tung vang lên bên tai không dứt, mang theo lực công kích cường hãn, bên trong quỷ đao môn lại có thêm nhiều vũ xuất và linh xuất bị đánh chết. Thiên Độc Yêu Long và Huyết Mị quả thực đã trở thành ác mộng của những vũ xuất kia. Ở dưới mặt đất, đám đệ tử quỷ đao môn đưa mắt nhìn không trung, nhìn thấy cả đám trưởng lão trực tiếp bị giết chết đã bị dọa cho sợ mất mật, huống hồ gì còn có đám người Tiểu Long, Hoa Mãn Lâu qua lại giết chóc không chút kiêng nể ở giữa đám người, khắp nơi trở nên hoảng loạn. Quỷ đao môn tổng cộng có 10 vũ xuất linh xuất, phen này bị giết chết chẳng còn được mấy người. Đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Tả Thiên Khung thì đã bắt đầu đánh về phía những vũ phách vũ tướng của quỷ đao môn ở bên dưới rồi. Rầm rầm, dưới tiếng nổ vang động trời liền bắt đầu tàn sát, lần này quả thật chính là tàn sát, không ai dám chống lại, chỉ có thể bỏ chạy thục mạng, chính là những mục tiêu bị đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn chúng thì muốn chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bên trong đám người đứng xem ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trên không trung và cả mặt đất, đám người quỷ đao môn đang bị đổ sát. Còn người của phi linh môn thì ai nấy đều có sát khí ngập trời, vô cùng hung hãn, không có bất kỳ ai là thứ tốt lành cả, cũng chẳng có bất kỳ người nào là kẻ yếu, tất cả mọi người lúc này đều đang nghĩ, nếu ai đó lỡ đắc tội với phi linh môn này thì sợ là hậu quả khôn lường rồi. Muốn chạy à, người không có khả năng đâu. Trên không trung, trong không gian gãy khúc, Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, khói độc ngập trời lập tức bao phủ không gian, trực tiếp bao vây nhốt Bệnh Linh Vương vào bên trong. Khói độc răng kín, Bệnh Linh Vương bị áp chế khắp nơi, lại có thêm Quỷ Tiên Tử, đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, ta cũng tới giúp một tay. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, kịch độc của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, hắn cũng không sợ gì, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, lập tức tiến vào bên trong khói độc dày đặc kia ngay lập tức. Ầm ầm, Thiên Độc Yêu Long xông vào bên trong khói độc thì lập tức có âm thanh nổ lớn vang lên, khiến cho cả không gian hơi chấn động rung lên một cái. Dầm. Một đạo cự lực áp xuống, thân hình của Bệnh Linh Vương bị đánh văng ra khỏi khói độc, chống lại Thiên Độc Yêu Long ở khoảng cách gần, thân là linh giả như hắn nhưng phòng thủ yếu sao có thể so được với mặt cường hãn của Thiên Độc Yêu Long, huống hồ gì còn có kịch độc của Đông Vô Mệnh khắc chế, lúc này thì xung quanh thân thể của Thiên Độc Yêu Long cũng đã tràn ngập kịch độc. Dầm. Quỷ Tiên Tử đã sớm có chuẩn bị, một đạo phong nhận khổng lồ rời khỏi tay, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cực kỳ cường hoành. Trong nháy mắt tiếp theo liền hung hăng nện thật mạnh lên người của Bệnh Linh Vương. Phanh! Bệnh Linh Vương trực tiếp phun ra một búng máu tươi đỏ thẫm. Dưới thế công kích cường hãn cỡ này, khiến cho sắc mặt của hắn cũng trắng bệch,
so với vẻ mặt tái nhợt lúc thường thì bây giờ còn khó coi hơn nhiều. Tới lượt ta. Chỉ mới nháy mắt, Thiên Độc Yêu Long lại quát nhẹ một tiếng nữa, yêu nguyên bàng bạc tuôn ra dữ dội, bàn chân dẫm mạnh lên hư không, chấn khai không gian gợn sóng, thân hình biến thành một đạo hắc ảnh lao tới nhanh như chớp. Trong lúc điện quang hỏa thạch này, một cổ yêu nguyên nồng đậm hội tụ, một đạo trưởng ấn khổng lồ lập tức nện thẳng lên phía sau lưng của Bệnh Linh Vương. Trưởng ấn nện thật mạnh lên sau lưng của Bệnh Linh Vương, tựa như một cơn sóng thật mạnh vỗ lên, chấn động khiến cho không gian gợn sóng lan ra xung quanh từng đợt liên miên, khí tức cuồng bạo gào thét, khiến cho cả không trung đều rung lên. Phụt! Lần này, Bệnh Linh Vương còn chưa kịp nuốt xuống búng máu khi nãy thì lại tiếp tục phun ra thêm, một đạo công kích này của Thiên Độc Yêu Long, ngay cả hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi. Tới lượt ta! Đông Vô Mệnh hét lên một tiếng, linh lực tuôn ra dữ dội, thân hình lướt nhanh tới, một cỗ linh lực bàng bạc khuếch tán, chấn khai không gian gợn sóng, mang theo khói độc ngập trời trực tiếp bao phủ cả một mảnh không gian này, uy thế kinh người nháy mắt liền lan ra, một đạo trưởng ấn cũng trực tiếp đánh xuống không gian tại chỗ Bệnh Linh Vương đứng. Rầm! Một tiếng vang như sấm rền vọng lại giữa không gian, thân hình của Bệnh Linh Vương rơi xuống đất thật mạnh từ trên không, kinh khí hạ xuống khiến cho mặt đất trực tiếp rạn nứt. Suy! Trong một giây này, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, phía sau não hải của Bệnh Linh Vương có một đạo bạch quang cấp tốc chạy thoát. Hồn anh đào thoát, ta đã sớm đoán được rồi. Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, lập tức kết xuất một đạo thủ ấn, ngay sau đó liền có một đạo hắc mang nồng đậm tuôn ra ào ào từ trên người của hắn. Theo cỗ hắc mang này lan ra, đồng thời còn có một cỗ linh hồn lực vô cùng minh mông xen lẫn trong đó tuôn trào dữ dội, cơ hồ là chỉ trong vòng một hô hấp liền bao trùm cả không gian. Khí tức này khiến cho bất kỳ ai nghe thấy được đều cảm thấy run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn, tràn ngập cuồng bạo và hung sát. Cũng ngay lúc này, bên trong cỗ hắc mang nồng đậm này có một tiếng kêu kỳ quái vang lên, giống như tiếng kêu của quỷ mị tới từ địa ngục, âm thanh này khiến cho lòng người run sợ, linh hồn đờ đẫn. Ô ô, âm thanh vừa dứt thì phệ hồn ác anh dữ tợn nháy mắt đã theo hắc mang phóng thẳng lên trời, nghe được âm thanh của phệ hồn ác anh, hồn anh đang đào thoát của Bệnh Linh Vương cũng bắt đầu nhận lấy áp chế, lập tức run rẩy hoang mang giữa không trung tựa như cô hồn dã quỷ vậy. Hiu, quang ảnh của phệ hồn ác anh xẹt qua không trung, lao lên ầm ầm, khí tức dữ tợn mang theo linh hồn ba động quỷ dị lập tức tản ra, phệ hồn ác anh liền dương nanh múa vuốt trực tiếp phun ra một đạo sương mù màu đen bàng bạc. Thân ảnh nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, hồn anh đào thoát của Bệnh Linh Vương trong nháy mắt đã bị nó nuốt vào bên trong bụng khí. Nhìn vào một màn này, khiến cho không ít kẻ vây xem bên dưới đều cảm thấy tim đập thon thót, nhìn chằm chằm linh hồn ba động hung sát giữa không trung, khiến cho linh hồn của mọi người run lên. Vật này đúng là quỷ dị. Bên dưới, không ít khí tức mờ mịt kia đều bắt đầu gợn chút ba động, vật hung sát thế này khiến cho da đầu của người ta run lên. Có thể coi nó là vật đại hung. Bệnh Linh Vương chết rồi. Lúc này cũng có không ít người thầm than trong lòng, một vị Linh Vương nhị trọng chết đi là trường hợp rất ít khi nhìn thấy, mà lần này, cái chết của Bệnh Linh Vương khiến cho không ít người cảm thán, phi linh môn này đúng là ngoan độc, cư nhiên vây công đánh chết Bệnh Linh Vương, ngay cả hồn anh cũng trốn không thoát. Phi linh môn, bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phía trên cao, ánh mắt của Hỏa Đao Vương vẫn đang bị Bạch Linh vây khốn bắt đầu trở nên đỏ ngầu, trong mắt chỉ toàn tơ máu, quát lạnh một tiếng như phát điên, hắn thật sự không ngờ, quỷ đao môn của hắn lại có ngày lại bị tiêu diệt không có dấu hiệu báo trước thế này, không ngờ lại chỉ là vì đã trêu chọc một cái phi linh môn, mà phi linh môn này lại còn dám công khai tới thành Cự Giang để diệt quỷ đao môn của hắn. Ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đi đã. Bạch Linh quát lạnh một tiếng, thân hình uyển chuyển liền di động, cánh tay mềm giơ lên, một tiếng xé gió trầm thấp vang lên, yêu nguyên bàng bạc hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một đạo quyền ấn khổng lồ, đạo quyền ấn này trực tiếp xé mở không gian, mang theo một đạo bạch quang chói mắt cùng với tiếng nổ vang trầm thấp phát ra, sau đó liền đánh mạnh một cái về phía Hỏa Đao Vương. Đạo quyền ấn này đánh ra, mang theo uy áp cường hãn, phá vỡ không gian, còn mang theo kình khí, trực tiếp khiến cho một phần quảng trường và kiến trúc bên dưới biến thành phế tích. Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Sắc mặt của Hỏa Đao Vương lúc này liền trầm xuống, hết thảy những gì đang xảy ra xung quanh đều lọt hết vào mắt của hắn, đại thế đã mất, dù vẫn còn lòng đánh tiếp thì cũng chỉ có thể liều chết mà thôi. Quỷ đầu đại đao trong tay hóa ra hơn 10 đạo đao quang, mỗi một đạo đao quang đều vạch phá không gian, mang theo đao quang hỏa diễm dài mấy trăm thước bao phủ không gian,
cuối cùng hóa thành một đạo đao quang hỏa diễm khổng lồ trực tiếp chém về phía Bạch Linh. Dưới đạo đao quang hỏa diễm dập trời này, cả không gian đều run lên, một cỗ uy áp cường hãn lan ra, chiêu thức này không ngờn cũng là vũ khí huyền cấp trung giai. Phanh! Một đạo quyền ấn bạch mang của Bạch Linh đánh lên đao mang này, không ngờ lại bị chặn lại, đủ thấy một đạo công kích này của hỏa đao vương bất phàm cỡ nào. Hừ, Vũ Vương Tam Trọng, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa. Cũng tại lúc này, Bạch Linh quát nhẹ một tiếng, đồng thời, trên ngọc thủ thiên thiên xẹt qua vài đạo thủ ấn, yêu nguyên cổ động, y phục bay phấp phới, sát ý cũng tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt tiếp theo nàng hóa thành bản thể là một con cửu vĩ yêu hồ lớn hơn cả ngàn thước. Ngao! Bản thể vừa hiện liền gầm lên một tiếng trầm thấp, năng lượng đáng sợ ba động, lập tức vang vọng khắp gầm trời như sấm rền, không gian chung quanh lập tức có xu thế vặn vẹo, bảy cái đuôi lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt liền giáng thẳng xuống tựa như bảy đạo quang trụ. Cửu vĩ yêu hồ thất giai trung kỳ, phi linh môn không ngờ còn có yêu thú khủng bố cỡ này. Con cửu vĩ yêu hồ thất giai này đã tới gần cảnh giới thất giai trung kỳ đỉnh phong rồi, bản thế nó biến thành có đủ thực lực để chống lại Vũ Vương Lục Trọng, tên hỏa đao vương này khó mà giữ mạng rồi. Đám người đứng xem ở bên dưới có không ít ánh mắt đều biến hóa, cũng có vài cường giả ẩn mình đã đoán ra được kết cục của tên hỏa đao vương kia. Ngay lúc cả đám người bên dưới đều cứng họng nhìn chân chối thì bảy cái đuôi của bản thể Bạch Linh đã hung hăng nện thật mạnh lên đạo đao mang hỏa diễm kia, trực tiếp ngạng kháng, bảy cái đuôi khổng lồ toát ra một luồng bạch quang chói mắt, đều ẩn chứa kình lực vô cùng đáng sợ. Trước ánh nhìn của bao nhiêu người, bảy cái đuôi lớn của Bạch Linh trực tiếp đụng lên đao mang hỏa diễm kia, hai cổ lực lượng phun ra, nhanh chóng bắn ra một cổ quang mang chói mắt, không gian run lên, trong nháy mắt tiếp theo chính là một tiếng lực lượng âm bạo tựa như sấm nổ vang lên quanh quẩn cả một góc trời. Không gian nổ vang, đao mang ngập trời trực tiếp bị đánh vỡ nát, một cỗ phong bạo cự lực dập trời đột nhiên ập tới, không thể tránh né được, hỏa đao vương chỉ có thể cắn răng đỡ lấy, tới lúc này hắn mới biết rõ đối thủ của mình hóa ra lại là một cửu vĩ yêu hồ. Phụt! Không gian hỗn loạn, kinh lực đáng sợ bắt đầu từ nơi chạm vào hỏa đao vương, lập tức trút xuống ào ạt như lũ quét, trong nháy mắt. Sắc mặt của hỏa đao vương lập tức trở nên tái nhợt, tiếp theo liền nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thì bị đánh bay. Hiu hiu. Trong nháy mắt tiếp theo, bảy cái đuôi lớn đang lắc lư giữa không trung của Bạch Linh liền cuộn lại, một đạo quang trụ màu trắng hung hăng nện xuống với xu thế sét đánh. Nhìn thấy đạo quang trụ màu trắng đang giáng xuống, thân hình của hỏa đao vương còn chưa kịp dừng lại liền vội vàng giơ tay lên, chân khí nóng rực tuôn ra. Trực tiếp hóa thành một đạo tường lửa ngăn ở phía trước lần nữa. Đạo quang trụ màu trắng này lần lại tiếp tục hung hăng đâm thẳng vào tường lửa, rồi trực tiếp xuyên thủng qua tường lửa. Phụt! Hỏa đao vương lại bị đánh cho phun ra thêm một ngụm huyết phụ đỏ tươi, lúc này đây, thân hình của hắn chỉ vừa mới ổn định thì lại bị đánh bay thêm lần nữa. Ngươi chết chắc rồi! Âm thanh của Bạch Linh vừa dứt thì thân thể to lớn lại lăng lao tới. Trong đôi mắt khổng lồ có một đạo quang mang thần dị bao phủ xuống, lúc này, hai mắt của hỏa đao vương bị trọng thương nằm ở bên dưới liền đờ ra, dường như là đã nhận lấy một loại khắc chế nào đó vậy. Hiu hiu. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, bảy cái đuôi lớn của Bạch Linh liền bẻ gãy không gian phá không giáng xuống, trực tiếp bao vây hỏa đao vương ở bên trong, trong nháy mắt tiếp theo thì bảy cái đuôi lớn giao thoa xoay tròn, mang theo kình phong ngập trời xoáy nát không gian. Siêu. Hỏa đao vương chỉ bị ảnh hưởng trong một thời gian ngắn, nhưng khi hắn hồi phục tinh thần lại thì không gian đều đã bị phong tỏa, lúc này ánh mắt của vô cùng hoảng hốt, một đạo bạch mang lập tức thoát ra từ trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, không gian phát ra âm thanh nổ lớn vang vọng không ngừng, thân thể của hỏa đao vương cũng trực tiếp bị nghiền nát. Hồn anh muốn chạy, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Trên không trung, hồn anh của hỏa đao vương vừa mới chạy ra thì cũng đã bị một đạo bạch mang ngăn lại. Bạch Linh không biết từ khi nào đã thu liễm bản thể, thân hình uyển chuyển lướt qua không gian, trong tay có một đạo bạch mang trực tiếp tuôn ra ảo ạt, vây hãm hồn anh đang muốn chạy thoát của hỏa đao vương lại. Thả ta ra, các ngươi mau thả ta ra. Bị Bạch Linh bắt lại, hồn anh của hỏa đao vương lập tức bay loạn bên trong đạo bạch sắc quang mang kia, nhưng thủy chung không thể nào thoát ra được. Cái hồn anh này, người giữ lấy sẽ hữu dụng lắm. Thân ảnh của Bạch Linh di chuyển tới bên cạnh Đông Vô Mệnh. Ánh mắt đạm mạc, đưa đạo bạch mang đang vây khốn hồn anh của hỏa đao vương tới trước mặt Đông Vô Mệnh. Hữu dụng, hữu dụng. Đông Vô Mệnh mừng rỡ vô cùng,
lập tức nhận lấy khối hồn anh bị vây khốn trong tay Bạch Linh, sau đó một cổ hắc mang tuôn ra rồi bỏ vào bên trong túi. Chạy mau, trưởng môn chết rồi, mau chạy đi. Trưởng lão cũng đã chết hết rồi, mau chạy để giữ mạng. Lúc này, đám đệ tử trong quỷ đao môn nhìn thấy trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão đều đã chết hết, cả đám đều run như cầy sấy, làm gì còn lòng dạ nào mà đánh nữa, kỳ thật đã có rất nhiều người bỏ chạy trối chết rồi, ngay lúc cường giả của phi linh môn đánh tới, bọn họ chỉ có thể chịu cảnh bị đồ lục, cả đám bị giết đến sợ. Đệ tử phi linh môn nghe lệnh, giết cho ta. Giữa không trung, hắc bào của Lục Lâm Thiên phất lên, phẩy tay ra lệnh. Quỷ đao môn lúc này chẳng còn được mấy cường giả, lòng người cũng rối loạn, cơ hồ đã thành một đám sơn dương chờ làm thịt, lúc này có thể yên tâm để cho đệ tử phi linh môn lên rồi. Giết! Đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên hét lớn một tiếng, hơn 100 người đã sớm nhịn không được mà gào thét ầm ĩ, sát khí đằng đằng lao thẳng tới, trong đó, không cần phải phân phó, hơn 100 đệ tử này đã bắt đầu sưu tập thu hoạch quy mô lớn rồi, thu cả một đống chữ vật giới chỉ vào trong tay. Hoàng Bác Nhiên thì lập tức dẫn theo đệ tử xông thẳng vào bên trong quỷ đao môn, bắt đầu cướp bóc quy mô lớn. Lục Lâm Thiên một mực không ra tay, chỉ lăng không mà đứng, kình phong khắp nơi thổi tới, thân hình thì vẫn đứng yên bất động, chỉ có thanh bào là phấp phới mà thôi. Tiểu tử này bây giờ đúng là ngày càng khoa trương, chúng ta ai cũng cố kỵ, không dám hoành hoang ở thành Cự Giang như vậy, tên tiểu tử này thì hồn nhiên không hiểu, còn kiêu ngạo như vậy. Nhìn lên không trung. Trong đám người đang xem chiến, không ngờ Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi và đám người Linh Thiên Môn đã đứng lẫn bên trong đám đông từ lâu. Chính là vì không phải mấy thế lực của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang cho nên mới không có ai quản, đây là quy tắc của thành Cự Giang, luôn là như thế, cho nên cái tên tiểu tử hỗn đản không biết trời cao đất dày này mới dám làm vậy ở thành Cự Giang. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi nhìn vào nam tử vận thanh bào trên không, ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói. Đừng nói nữa, tên tiểu tử này thật đúng là giống chàng lúc còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, chẳng trách Linh Nhi lại thích hắn tới vậy. Tên tiểu tử này cũng không phải là không sợ trời không sợ đất, hắn rất là tinh danh, nếu như không có lợi ích và mục đích rõ ràng thì cũng sẽ không làm mưa làm gió ở thành Cự Giang này đâu. Lần này hắn làm vậy hẳn là có ý muốn trấn nhiếp, phi linh môn có sát phá quân và linh tôn thần bí, đã có căn cơ của đại môn đại phái thật sự rồi. Lữ Chính Cường nói nhỏ. Tên tiểu tử này nói sát phá quân là sư huynh của hắn, chàng nói xem đây là thật hay giả. Lư Khâu Mỹ Vi hơi nhíu mày, ánh mắt lại chuyển sang nhìn thân ảnh vận thanh bảo đang đứng giữa không trung ngoài kia. Sát phá quân chính là tán tu, không ai biết sư môn nơi nào, cái này không chừng là thật đấy, người có thể bồi dưỡng ra được sát phá quân thì cũng có khả năng bồi dưỡng tên tiểu tử Lục Lâm Thiên này, chỉ là nếu như là thật thì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lữ Chính Cường không khỏi trầm xuống. Chàng đang lo lắng chuyện gì? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn về phía Lữ Chính Cường. Nếu thật sự là như vậy, nếu như sát phá quân và Lục Lâm Thiên có cùng một sư phụ thì có thể bên trong phi linh môn vẫn còn một vị cực kỳ cường hãn nữa. Sát phá quân đã tới Vũ Tôn rồi, có thể nghĩ sư phụ của hắn sẽ có thực lực cỡ nào. Nếu thật sự là như vậy thì thực lực của phi linh môn không hề bình thường tí nào. Tuy rằng ta hy vọng thực lực của phi linh môn càng mạnh càng tốt, chính là nếu như hắn phát triển quá nhanh thì cũng không phải chuyện tốt. Sắc mặt của Lữ Chính Cường vô cùng ngưng trọng, ánh mắt cũng run lên một cái. Chẳng lẽ chàng sợ? Lư Khâu Mỹ Vi cũng nghĩ tới gì đó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mỹ Vi, bên trong cổ vực quá phức tạp, lúc trước Huyền Thiên Môn cũng là như vậy, thời điểm mà thực lực của bọn họ cường hãn nhất, cho dù là Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang liên thủ với nhau thì cũng tử thương thảm trọng mới có thể tiêu diệt được bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng bị tiêu diệt. Lữ Chính Cường thầm cảm thán. Lão đại, xong hết rồi. Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên bên cạnh Lục Lâm Thiên, toàn thân phát ra một loại sát khí, vừa rồi hắn cũng đã giết chết không ít đệ tử của quỷ đao môn. Ừ, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, quảng trường bên dưới lúc này đã có hơn 1000 cỗ thi thể, phần lớn đệ tử quỷ đao môn đều đã bỏ chạy, trên quảng trường cũng không khoa trương tới mức máu chảy thành sông, nhưng trong không khí đều nhiễm mùi máu tươi. Ha ha, lần này giết thật đã tay. Thiên Độc Yêu Long vung hắc bào, thả người bay lên giữa không trung. Trưởng môn. Tất cả cường giả của phi linh môn lúc này cũng lần lượt quay về, bên trong quỷ đao môn, đám đệ tử còn sống đều đã bỏ chạy tán loạn, mọi người cũng không tiếp tục đuổi theo nữa.
ta giấy một mồi lửa đốt rụi nó. Ánh mắt của Tả Thiên Khung lạnh lùng, nhìn vào kiến trúc khổng lồ của Quỷ Đao Môn ở bên dưới, lập tức kết xuất thủ ấn, chân khí thuộc tính hỏa ngưng tụ ra vài cái hỏa cầu khổng lồ sau đó trực tiếp ném về phía dưới. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang thật lớn thì một mảnh kiến trúc khổng lồ kia lập tức giấy lên một ngọn lửa hừng hực. Cũng được rồi, chúng ta về thôi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Quỷ Đao Môn, ánh mắt lóe lên, trong tay lập tức xuất ra một đạo chân khí đánh lên bức tượng điêu khắc đá thật lớn ở trên quảng trường. Dầm. Điêu khắc cao chừng mấy trượng trực tiếp hóa thành đá vụn, đám người của Phi Linh Môn cũng lập tức nghênh ngang rời khỏi trước ánh mắt của vô số kẻ đứng xung quanh. Có ý tứ, rất có ý tứ. Trong đám người lúc này có một nam tử tuổi chừng 25-26 gì đó hé miệng cười, đôi mắt cong lên lộ ra ý cười thản nhiên, nhìn vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên, sau đó cũng lập tức biến mất trong đám đông. Bên trong đám người lúc này có một đạo thân ảnh uyển chuyển đầu trùm áo choàng màu trắng, lụa trắng che mặt cũng lập tức biến mất trong đám người. Hừ, dám kiêu ngạo ở thành Cự Giang, sớm muộn gì cũng có ngày không biết tại sao mình chết. Trong đám người, mấy người Gia Cát Tử Vân nhìn chằm chằm vào thân ảnh nghênh ngang rời đi kia, ánh mắt cũng lộ ra lãnh ý. Trước mặt bao nhiêu người, Phi Linh Môn nghênh ngang rời đi, lúc này trong lòng của rất nhiều kẻ vây xem đều cảm thấy cực kỳ rung động. Quãng thời gian ngắn trước đó thì xuất hiện một tên Dương Cúa, bây giờ thì lại thêm một cái Phi Linh Môn, đủ quậy cho thành Cự Giang long trời lở đất. Tên Dương Cúa kia thì xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn, rất khó đối phó. Còn Phi Linh Môn này thì có thực lực cường hãn. Cả đám Phi Linh Môn này sát khí đầy người, cũng rất khó mà dây vào. Phi Linh Môn này có lai lịch thế nào nhỉ? Từng nghe nói qua, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Hình như là một cái sơn môn mới quật khởi gần đây của cổ vực. Tại đống phế tích của Quỷ Đao Môn lúc này vẫn còn không ít kẻ đứng đó chưa chịu giải tán. Trong một đình viện, chúng cường giả của Phi Linh Môn ngồi bên trong tiểu thính, Bạch Linh bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài. Mọi người lại bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Từ những gì mọi người kể lại thì Lục Lâm Thiên mới biết là mọi người cũng vì chuyện của Huyền Thiên Bí Cảnh cho nên mới tới thành Cự Giang, còn Thiên Địa Các không ngờ lại chủ động đưa tin tức cho Phi Linh Môn, xem ra Thiên Địa Các cho rằng Phi Linh Môn đã có tư cách để làm ăn cùng với Thiên Địa Các rồi. Bất quá chuyện này cũng chứng minh, Thiên Địa Các cũng nắm hết thảy tin tức của Phi Linh Môn trong tay, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên ẩn ẩn sinh ra chút lo lắng trong lòng. Có lẽ con người chính là như vậy, khi có người biết được bí mật của ngươi, còn theo dõi sát sao, mặc kệ là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất an mà thôi. Đông lão, Oánh tỷ, các ngươi gần đây có nhận được tin tức gì liên quan tới Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Nghe mọi người kể lại xong, Lục Lâm Thiên liền hỏi. Không có. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, nói. Tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh này quá đắt, cần phải có vũ khí địa cấp sơ giai mới mua được. A, à, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, không phải trưởng lão của Thiên Địa Các, không ngờ giá tiền lại đắt như vậy, xem ra cần phải tới Thiên Địa Các một chuyến mới được. Bất quá gần đây thành Cự Giang vô cùng náo nhiệt, có một tên Dương Cúa đã quậy cho thành Cự Giang long trời lở đất, người này tới vô ảnh đi vô tung, không ai biết được thân phận của hắn, hắn đã khiến cho Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn gà chó không yên, hiện tại đã có không ít người gọi hắn là quỷ sát, cũng có rất nhiều thế lực đang tìm hắn. Muốn mời hắn gia nhập môn phái đấy. Đông Vô Mệnh nói. Quỷ sát. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không ngờ là mình còn có biệt danh thế này. Nghe nói bên cạnh tên quỷ sát Dương Cúa này có một con yêu thú thất giai trung kỳ, còn có một khôi lỗi thất cấp sơ giai, cộng thêm một con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong thất giai sơ kỳ. Thực lực này cũng không tệ, nếu như có thể gia nhập Phi Linh Môn của chúng ta thì tốt quá. Đông Vô Mệnh nói. Chuyện này, nếu như có cơ hội thì mời người này gia nhập Phi Linh Môn của chúng ta cũng không tồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Linh, Bạch Linh lúc này cũng nhịn không được mà hơi nhoẻn môi lộ ra ý cười. Người của Linh Thiên Môn tới. Đúng lúc này, ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, trong tâm thần dò xét đã phát hiện Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn đã tới bên ngoài đình viện. Trưởng môn, các vị cung phụng, Lữ trưởng môn của Linh Thiên Môn tới. Bên ngoài cấm chế truyền tới âm thanh của SBN. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, lộ ra ý cười rất nhạt, dường như hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc vì Lữ Chính Cường tới vậy. Bạch Linh mở cấm chế ra, Lục Lâm Thiên tự mình đi nghênh đón, nhạc phụ đại nhân tới rồi, Lục Lâm Thiên cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài đình viện,
Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vi mang theo không ít cường giả của Linh Thiên Môn tới. Sau một phen chuyện trò, Lư Khâu Mỹ Vi liền bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt, hai người Lục Lâm Thiên và Lữ Chính Cường hiểu ý nên đi vào một chỗ bên trong tiểu thính. Lâm Thiên, ta sẽ không lòng vòng làm gì nữa, có phải trên người ngươi đang có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Sau khi bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài xong thì Lữ Chính Cường lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Không sai, tiểu tế vô tình đã lấy được một chiếc. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, không hề giấu giếm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt của Lữ Chính Cường lập tức run lên, nói. Tiểu tử nhà ngươi, chuyện lớn như vậy mà ngươi còn nói ra, sợ là sẽ rước lấy không ít phiền toái rồi, khó tránh khỏi sẽ có người đánh chủ ý muốn cướp chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh của ngươi. Tiểu tế đã có tính toán rồi, cùng lắm thì hủy chiếc chìa khóa đó, ai muốn động thủ, cùng lắm thì một trưởng bẽ đôi. Lục Lâm Thiên nói, ngươi nghĩ thì hay, nếu như có cường giả ra tay thì sợ là ngươi không đủ năng lực phản kháng đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi nói. Nhạc phụ cứ yên tâm đi, chìa khóa kia tiểu tế đã cất kỹ lắm rồi, ngoại trừ tiểu tế ra thì không ai tìm được nó đâu. Lục Lâm Thiên nói, điểm này thì Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ tới rồi, cái chìa khóa kia đặt bên trong chữ vật giới chỉ ẩn tàng trên tay của mình, người bình thường nhất định sẽ không tìm ra. Cái chữ vật giới chỉ bình thường mà mình đang đeo bây giờ chỉ toàn chứa mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Trên người của ngươi có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh, chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định hợp tác cùng Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Có lợi thì tiểu tế mới hợp tác, không có lợi thì cứ một nhát gãy đôi, hy vọng nhạc phụ đại nhân hiểu cho tiểu tế. Lục Lâm Thiên nói. Hợp tác cùng với Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang thì Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với bảo vật bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nếu nói Lục Lâm Thiên không động tâm thì quả thật là nói dối. Bất quá Lục Lâm Thiên cũng biết rõ, phi linh môn của mình mà muốn tự tìm bảo vật thì sợ là sẽ vô cùng khó khăn, cho dù có tìm được đi nữa, tới lúc đó cũng sẽ trở thành đích ngắm cho kẻ khác, phi linh môn cũng không thể nào chống nổi toàn bộ cường giả của đại lục vây công. Tiểu tử nhà ngươi sợ là đã sớm có tính toán rồi. Rốt cuộc phải có lợi ích gì thì ngươi mới chịu hợp tác cùng Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang đây. Lữ Chính Cường mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Nhạc phụ hỏi riêng cho người, hay là đại diện cho ba sơn môn khác tới làm thuyết khách đây? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, hỏi. Có gì khác nhau sao? Lữ Chính Cường bưng chén nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Nếu như nhạc phụ muốn hỏi tiểu tế với tư cách cá nhân thì tiểu tế chỉ có thể nói cho nhạc phụ biết. Ai cho tiểu tế nhiều lợi ích hơn thì tiểu tế sẽ giao cho người đó, phỏng chừng Tam Tông Tứ Môn cũng sẽ cảm thấy có hứng thú lắm, mấy thế lực như Tam Tông Tứ Môn và Thành Ma Vân cũng sẽ không đồng ý để cho Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang lấy được bảo vật trong Huyền Thiên Bí Cảnh đâu, thậm chí tiểu tế cũng có thể ủy thác chiếc chìa khóa này cho Thiên Địa các bán đấu giá, phỏng chừng giá bán được sẽ không thấp đâu. Lục Lâm Thiên cũng bưng một chén nước trên bàn lên nhấp một hớp. Nếu như ta đại diện cho ba sơn môn còn lại tới đây làm thuyết khách thì sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, che giấu cảm xúc, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất bất đắc dĩ. Xem ra, tên tiểu tử này đúng là nhìn ra Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang rất muốn lấy được chìa khóa, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu như vậy thì Linh Thiên Môn của nhạc phụ cũng là một trong Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, chúng ta cứ tính rạch ròi kiểu thân huynh đệ đi vậy. Lời của Lục Lâm Thiên còn chưa dứt thì ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, lập tức cắt đứt lời nói của Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử nhà ngươi đừng có mà lẫn lộn bối phận. Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười xấu hổ nói. So sánh mà thôi, so sánh mà thôi. Ngươi nói đi. Lữ Chính Cường vung tay á, ngồi thẳng người vội mở lời hỏi. Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang hợp tác cùng với phi linh môn của tiểu tế. Vậy thì phải dựa theo điều kiện của tiểu tế, điều kiện của tiểu tế cũng không cao, tiểu tế có một chiếc chìa khóa, nếu như cuối cùng chúng ta chiếm được bảo vật Huyền Thiên Môn lưu lại thì sẽ chia đều bảo tàng với Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, tổng cộng chia thành 5 phần, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang mỗi bên một phần, phi linh môn của tiểu tế một phần, đồng thời, trước khi chia thì phi linh môn tiểu tế muốn được chọn ra 5 bảo vật bỏ vào túi riêng trước. Trước khi chia, phi linh môn tiểu tế cũng cần phải có được quyền ưu tiên chọn trước nữa. Lục Lâm Thiên nói xong liền đưa ánh mắt nhìn Lữ Chính Cường với vẻ dò xét. Ánh mắt của Lữ Chính Cường không có bất kỳ biến hóa nào, sau một lát chỉ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên,
thực lực của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi nhiều, làm việc phải biết tự lượng sức, đứng ở góc độ ta là nhạc phụ của ngươi thì ta sẽ đồng ý với ngươi, chính là gạt bỏ tầng quan hệ này thì ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý, ba sơn môn còn lại tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý đâu. Lục Lâm Thiên nhấc mắt lên nhìn rồi nói. Thực lực của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang quả thật rất mạnh, điểm này tiểu tế cũng biết rõ, nhưng mà thực lực có mạnh hơn nữa thì đã sao, chẳng phải mấy ngàn năm nay các người đều không tìm được huyền thiên bí cảnh hay sao? Lữ Chính Cường chỉ cúi đầu không nói gì, dường như đang nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói. Việc này ta phải thương lượng với bọn họ một chút, như vậy đi, sáng mai tới chỗ hôm nay thương nghị. Cũng được. Lục Lâm Thiên thoáng suy tư một cái rồi lập tức gật đầu đáp. Được rồi, bàn chuyện công xong rồi, chúng ta có thể nói tới chuyện riêng rồi. Nhìn Lục Lâm Thiên, thần sắc của Lữ Chính Cường hơi khựng lại, khẽ nói. Tiểu tế cũng có chuyện đang muốn hỏi nhạc phụ đây, không biết liệu nhạc phụ biết được bao nhiêu về huyền thiên bí cảnh và chuyện về huyền thiên môn. Lục Lâm Thiên hỏi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên một cái, tự tiếu phi tiếu, lập tức nói. Ta đương nhiên là có biết một chút, bất quá nói cho ngươi biết thì ta được lợi gì. Đều nói con rể cũng có một nửa là con, chẳng lẽ nhạc phụ còn muốn lấy cái gì ở chỗ tiểu tế chứ, chỉ sợ cả phi linh môn của tiểu tế hiện tại nhạc phụ cũng không đặt vào mắt, cho dù tiểu tế có đưa, nhạc phụ cũng chưa chắc đã muốn lấy, lại nói, thứ tiểu tế đưa nhạc phụ cũng chẳng thèm đặt vào mắt, cho nên, tiểu tế cũng chỉ đành mặt dày mà thôi. Lục Lâm Thiên nói mà mặc không đổi sắc. Nhưng trong lòng thì thầm mắng hai lão nhạc phụ của mình đều chẳng phải người bình thường. Hảo tiểu tử, lời nào cũng bị ngươi nói cả rồi, ta còn có thể nói gì được nữa. Lữ Chính Cường mỉm cười chừng Lục Lâm Thiên một cái, nghiêm mặt nói. Huyền Thiên Môn chừng 7.000 năm trước, chính là một cỗ thế lực nhất lưu ở cổ vực này, trong môn có vô số cường giả, ngay cả cường giả Vũ Tôn Linh Tôn cũng đều có được vài vị, đã có đủ thực lực để trực diện chống lại nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang liên thủ tiêu diệt. Trận chiến đó nghe nói là máu chảy thành sông, mãi tới 3 ngày 3 đêm mới chấm dứt, Vũ Vương Linh Vương chết vô số, ngay cả Vũ Tôn và Linh Tôn cũng chết, còn những người khác phải lên tới 100 vạn người. Nói tới đây, sắc mặt của Lữ Chính Cường cũng hơi đổi, sau đó tiếp tục nói. Huyền Thiên Môn bị diệt, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang của ta cũng không tránh khỏi thương vong thảm trọng, tới lúc cuối cùng. Một đám cường giả Linh Tôn Vũ Tôn của Huyền Thiên Môn đã liên thủ lại, dùng mạng sống của mình để làm cái giá bố trí Huyền Thiên Bí Cảnh đã sớm mở, giấu tất cả mọi thứ của Huyền Thiên Môn vào bên trong, hơn nữa còn phong ấn Huyền Thiên Bí Cảnh lại, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tìm ra, trừ phi tìm được 3 chiếc chìa khóa do Huyền Thiên Môn luyện thành khi xưa, mà mấy chiếc chìa khóa này. Mấy ngàn năm qua đã có không ít tin tức xuất hiện, nhưng mỗi lần đều không thấy tăm hơi đâu. Mấy ngàn năm qua nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ta chưa từng dừng việc tìm kiếm huyền thiên bí cảnh, nhưng một mực vẫn không có tin tức gì, mãi tới gần đây mới xuất hiện tin tức về chìa khóa của huyền thiên bí cảnh này lần nữa. Đại chiến 3 ngày 3 đêm mới chấm dứt, máu chảy thành sông, hơn 100 vạn người bỏ mạng. Trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh hãi, có thể tưởng tượng được trận chiến khi ấy kịch liệt tới cỡ nào. Vì sao nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang lại muốn tiêu diệt huyền thiên môn? Lục Lâm Thiên hỏi. Việc này thì sau này ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên một cái, lập tức nói. Chuyện thiên địa các thì hẳn là ngươi cũng biết một chút. Ngày hôm qua ta lấy được tin từ chỗ thiên địa các, lúc trước dường như có một chiếc chìa khóa đã rơi vào trong tay thế lực của thành Ma Vân. Phỏng chừng hiện tại thành Ma Vân cũng đã phái người tới thành Cự Giang rồi, bọn họ cũng đang muốn tìm 2 chiếc chìa khóa còn lại. Thế lực trong thành Ma Vân có muốn tìm được 2 chiếc chìa khóa còn lại cũng khó đây. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, muốn tìm đủ 3 chiếc chìa khóa sợ là tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Kỳ thật muốn tìm 3 chiếc chìa khóa không khó, chỉ cần có 1 trong số 3 chìa là được rồi. Lữ Chính Cường nói, 3 chiếc chìa khóa trong một khoảng cách nhất định thì sẽ tự động cảm ứng được sự tồn tại của 2 chiếc còn lại, 3 chiếc chìa khóa hội tụ thì mới có thể biết được địa điểm của huyền thiên bí cảnh. À, sắc mặt của Lục Lâm Thiên hơi đổi, trong tay của mình có 1 chiếc chìa khóa, nói không chừng có thể tìm được 2 chiếc còn lại. Trên người của ngươi bây giờ có 1 chiếc chìa khóa, hoàn cảnh của ngươi sợ là có chút nguy hiểm, nhất định phải chú ý hơn. Lữ Chính Cường nghiêm mặt nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp,
Điểm này trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm đoán được. Hai người lại ở bên trong nói chuyện thêm một chút nữa rồi mới đi ra, lúc này sắc trời cũng đã sắp vào đêm rồi, Lục Lâm Thiên tiễn Lữ Chính Cường ra tới bên ngoài đình viện, sau khi nói với mọi người vài câu, lúc này Quỷ Tiên Tử cũng đã an bài xong gian phòng cho mọi người nghỉ ngơi rồi. Nhớ lại lời Lữ Chính Cường đã nói, trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng trầm tư, đối với việc của Huyền Thiên Môn thì Lữ Chính Cường nhất định là đã che giấu việc gì đó, việc nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang muốn tiêu diệt Huyền Thiên Môn. Bên trong nhất định là có không ít ẩn tình, mà mớ bảo tàng bên trong Huyền Thiên bí cảnh này xem ra nhất định là rất nhiều, bằng không chủ nhân của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không tự mình tới đây. Không biết hai chiếc chìa khóa còn lại đang ở đâu. Khẽ thở dài một hơi, Lục Lâm Thiên lập tức thu hồi tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện thổ thuộc tính, đây mới là thứ cần làm. Trời vào đêm, bên trong thành Cự Giang vẫn cứ náo nhiệt như cũ, chỉ trong vòng một ngày. Phi Linh Môn vốn không có chút tiếng tăm gì trong thành Cự Giang, cư nhiên lại trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán nhiều nhất ở thành Cự Giang. Phi Linh Môn dùng thực lực cường hãn, tiêu diệt Quỷ Đao Môn một cách vô cùng khoa trương. Ngay cả hai đại cường giả như Hỏa Đao Vương và Bệnh Linh Vương cũng không thể chạy thoát, điều này càng khiến cho người khác sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Tất cả các thế lực lớn bên trong thành Cự Giang, toàn bộ đệ tử của các đại môn phái đều được cảnh cáo là trong thời buổi rối loạn này. Nhất định không được chọc tới Phi Linh Môn, các đại thế lực đang ở thành Cự Giang làm sao không biết thời gian gần đây có nhiều cường giả kéo nhau tới thành Cự Giang, chính là thời buổi rối ren, mối phiền toái Phi Linh Môn này đừng nên chọc vào thì hơn. Lục Lâm Thiên lúc này cũng không biết, lần này tiêu diệt Quỷ Đao Môn, nếu như gặp lúc bình thường thì khó nói chắc mấy thế lực lớn trong thành Cự Giang sẽ không liên thủ tới vây công Phi Linh Môn, mặc dù nội bộ thành Cự Giang rất phức tạp. Nhưng đối với những thế lực từ bên ngoài tới thì vẫn vô cùng bài xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục đắm chìm trong việc lĩnh ngộ. Loại lĩnh ngộ này, mỗi khi Lục Lâm Thiên đã tiến vào thì không cách nào tự kiềm chế lại được. Xung quanh cơ thể được bao trùm bên trong một cổ quang mang màu vàng đất. Luồng quang mang màu vàng đất này khi sáng khi tối, nếu như quan sát cẩn thận thì dường như nó đang tuần hoàn và biến hóa theo một quỹ đạo rất đặc biệt. Đêm nay sao sáng lấp lánh. Trăng tròn treo trên cao, cũng không biết từ đâu bay tới một đám mây đen trên không, mây đen răng răng che khuất một phần ánh trăng, cả thành Cự Giang đều bị bao phủ bên trong một mảnh hôn ám. Đến giờ Tí, bên trong thành Cự Giang náo nhiệt cũng bắt đầu yên tĩnh dần. Trong phòng của Lục Lâm Thiên lúc này đang đắm mình trong việc lĩnh ngộ đột nhiên thu lại thủ ấn, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài phòng. Xì xì, Tiểu Long đang tại tu luyện cũng lập tức thu lại hoàng mang quanh thân. Nhảy lên trên vai của Lục Lâm Thiên, ánh mắt cũng mang theo vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm về phía bên ngoài. Nếu đã tới đây rồi thì cần gì phải lén lén lút lút. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, mở cửa phòng trực tiếp đi ra bên ngoài, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Linh hồn lực cũng không phải yếu, bất quá thực lực vẫn hơi thấp. Đúng lúc này, phía trên của gian phòng lập tức truyền tới một ba động rất nhỏ, một mảnh không gian rung chuyển khe khẽ. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên.